ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat tập 31 và tập 32, phi thăng thượng giới, thiên phú màu vàng trí tôn thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ, chỉ đáng tiếc, ngươi không muốn gây chuyện, nhưng lại cứ có người không để ngươi được như ý. Thánh nữ nguyên gia trực tiếp đến đạo cung, muốn hiểu chiến ngươi, ngươi rất cạn lời, tên này đúng là nhắm vào ngươi rồi, lưỡi nhân này đúng là thù dai. Theo ngươi thấy, mặc kệ là ký ức lần trước hay là mô phỏng lần này đều là đệ đệ của thánh nữ nguyên gia chủ động khiêu chiến, sau đó bị ngươi miểu sát, đạo tâm của hắn có vấn đề không liên quan tới ngươi chỉ có thể nói đạo tâm của đối phương quá yếu ớt kết quả tỷ tỷ thánh nữ nguyên gia này lại vẫn luôn tìm cơ hội muốn trả thù trong những năm lúc trước kia ngươi từng nghe nói thánh nữ nguyên gia đến cửa khiêu chiến mấy lần rồi chỉ là mỗi lần ngươi đều bế quan xung kích trên thần cảnh cho nên mỗi lần nàng đều bị bỏ bom lần này chắc đối phương nghe thấy đã xuất quan sau khi đột phá không lâu đã qua đây rồi ngươi cũng là chê nàng phiền phức muốn kiếm một thánh khí từ trong tay nữ nhân không nói đạo lý này vì vậy ngươi đã đồng ý sự khiêu chiến của nàng sau đó giữa các ngươi đã bùng lên đại chiến kinh thế dưới sự chứng kiến của các đại năng cuối cùng ngươi không có ý nương tay đạo thiên đế kinh ngụy quy tắc thời không đại viên mãn được ngươi phát huy đến giới hạn cưỡng chế dùng tu vi bán bộ chân thần cảnh vượt cấp đánh bại thánh nữ nguyên gia chân thần cảnh thánh nữ nguyên gia bị ngươi vượt cấp đánh bại lỗ mất thánh khí hơi hồn bay phách lạc đạo tâm cũng suýt bị đánh sụp đổ nguyên gia cũng đau thịt còn cung chủ đạo cung thì cười không ngậm được miệng sau khi kết quả chiến đấu truyền ra cả thánh nguyên cổ tinh đều xôn xao dù sao thời không đạo là khó lĩnh ngộ nhất ngươi lại lĩnh ngộ ngụy quy tắc thời không ở bán bộ chân thần cảnh thật sự vô cùng khủng bố. Ngoài ra vượt cấp đánh bại thánh nữ nguyên gia chân thần cảnh cũng đủ biến thái. Trận chiến này trực tiếp đặt ngươi là thiên kiêu đệ nhất thái nguyên cổ tinh, còn danh hiệu mạnh nhất cùng cảnh giới khiến thiên kiêu khác của thái nguyên cổ tinh đều phải im lặng không thể không phục. Còn ngươi thì không hề để ý sóng gió của thế giới bên ngoài, không tiếp tục ở bên ngoài dần vật nữa mà lựa chọn bế quan, tiếp tục xung kích chân thần cảnh xây dựng thần đài của mình. Trong nháy mắt đã qua 20 năm, ngươi kết thúc bế quan thành công đột phá đến chân thần cảnh nghênh đón thiên kiếp vô cùng khủng bố đối với điều này người không hề sợ hãi dùng sức mạnh mạnh mẽ vượt qua thiên kiếp thành công bước vào chân thần cảnh trở thành một chân thần cũng có thể gọi là cường giả chân chính ở thượng giới hiện giờ rồi dù sao giáo chủ của các thần giáo lớn cũng chỉ là chân thần cảnh thôi người đã đạt đến cấp bậc này tu vi không yếu hơn bọn họ người cùng thế hệ với ngươi cũng phải trải qua mấy nghìn năm tu hành mới đạt đến cấp bậc này sau khi ngươi đột phá các cường giả đạo cung đều chúc mừng ngươi người cũng rất vui vẻ đúng lúc này một uy áp khủng bố càn quét khắp cả thái nguyên cổ tinh khiến cả thái nguyên cổ tinh đều bắt đầu chấn động uy áp khủng bố này không nhắm vào thế lực và sinh linh khác của thái nguyên cổ tinh chỉ đơn thuần là nhắm vào đạo cung vì vậy đế binh của đạo cung trực tiếp bị làm kinh động trực tiếp khôi phục lại chống lại uy áp khủng bố này ngoài ra các lão tổ của đạo cung bị phong trong thần nguyên cũng bừng tỉnh phá thần nguyên vào ra ngoài muốn cầm đế binh chống chọi với chủ nhân của uy áp này thấy tình cảnh này người kinh ngạc tới cực điểm không ngờ lại có kẻ địch khủng bố như vậy xuất hiện nhắm vào đạo cung nhưng mà ngươi lại nhớ đến đạo cung trong ký ức vẫn còn tồn tại đến mấy trăm năm sau chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đạo cung chắc cánh qua được kiếp nạn này thế nhưng ngươi nghĩ nhiều rồi lão tổ đạo cung xuất thế tay cầm đế binh đối đầu với cường giả thần bí ở trong vũ trụ lại bị một chiêu đánh chết ngay cả đế binh cũng không bảo vệ được hắn sau đó ngươi đã bị một sức mạnh khủng bố trực tiếp bắt đi sau khi ngươi bị bắt đi thì đã bị đối phương luyện hóa thì ra mục đích của đối phương chính là ngươi vì lúc ngươi độ kiếp khí tức của thời không đạo thể đã lộ ra ngoài bị cường giả khủng bố này cảm nhận được vì vậy hắn đã nhắm vào căn nguyên thời không đạo thể của ngươi thể chất này đối với cường giả như hắn cũng có lợi ích rất lớn ngươi biết rõ ở trước mặt cường giả bậc này ngươi không hề có con đường sống vì vậy ngươi không lựa chọn lợi dụng phục sinh phù để sống lại cho đối phương cơ hội luyện hóa ngươi lần nữa vì cái chết của ngươi lần mô phòng này kết thúc mô phòng chữ viết dừng ở đây trong đầu vương bình cũng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng và cảm ngộ tu hành tầm nhìn cũng thay đổi hắn đã đến một vùng đất sâu thẳm một cường giả khủng bố không nhìn rõ khuôn mặt đang luyện hóa hắn hấp thụ căn nguyên thời không đạo thể ngay cả đế binh mà tên này cũng có thể đánh bay mạnh mẽ đánh chết lão tổ tự phong của đạo cung tu vi của hắn vớt cuộc đạt đến cấp bậc khủng bố nào vương bình lặng lẽ nhìn cường giả này chăm chú trong lòng sợ hãi thán phục nhưng mà bây giờ là thời đại mạt pháp đối phương đã có chiến lược khủng bố như vậy chỉ có thể chứng tỏ mười vạn năm trước hắn đã có tu vi như vậy rồi đối với cường giả bậc này sống hơn mười vạn năm có lẽ là chuyện vô cùng dễ dàng vương bình lại suy đoán đồng thời cũng hơi khó xử lý Hắn không ngờ tới thời không đạo thể của hắn lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với những lão quái vật này, còn khiến đối phương trực tiếp làm lơ uy thế của Đế binh, cưỡng chế công đánh đạo cung, bắt hắn đi luyện hóa, nhưng mà cân nhắc tới tính đặc biệt của thời không đạo thể, đây có lẽ cũng là một chuyện rất bình thường, xem ra sau này vẫn phải giấu đi chút, không thể tùy tiện để lộ thể chất. Đương nhiên, lần này sở dĩ sẽ tạo ra kết quả như vậy, chắc vẫn là tại độ kiếp, lúc độ kiếp sử dụng sức mạnh của thời không đạo thể, lợi dụng thiên kiếp tôi luyện bản thân mới sẽ bị cường giả khủng bố này cảm nhận được nếu không đối phương đã có thể ra tay từ lâu rồi, không cần đợi đến bây giờ. Ngoài ra, cũng có thể là đối phương đúng lúc đi ngang qua Thái Nguyên Cổ Tinh, rồi phát hiện ra thời không đạo thể của ta. Nếu đúng thật là như vậy, thì ta quả thật rất xui xẻo. Vương Bình xoa cầm, thầm suy nghĩ. Lúc Vương Bình đang suy nghĩ, ý thức của hắn lóe lên, tầm nhìn thay đổi, lại trở về thế giới của Trương Hổ. Tinh, phần thưởng tạo thành công, ký chủ có thể lựa chọn hai trong số các phần thưởng sau. một, Tu vi chân thần cảnh tầng 1. Hai, Thiên phú màu tím, vô tận chi nhẫn. 3 thần khí bản mệnh cấp bậc vũ khí thượng phẩm bốn thánh khí nguyên gia năm thiên ma thạch thiên phú màu tím này đúng là không có chút cảm giác tồn tại nào vương bình nhìn danh sách phần thưởng không khỏi than thở đương nhiên vương bình biết rất rõ sở dĩ thiên phú màu tím này không có cảm giác tồn tại là bởi vì hắn trải qua quá ít chiến đấu trong mô phỏng nói một cách chính xác là quá ít trận chiến sinh tử ép hắn đến cực hạn nếu không chắc chắn sẽ có miêu tả trọng điểm trong mô phỏng còn về trận chiến với thánh nữ nguyên gia kia có kích hoạt hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn hay không vậy thì không biết được quy tắc cũ không chọn phần thưởng vội mô phỏng một đợt làm rõ tình hình của quỷ dị rồi nói sao vương bình thu tâm trạng lại thầm nghĩ ở đáy lòng với thực lực bây giờ của hắn chỉ cần không đối đầu với đại boss quỷ dị gặp quỷ dị tân thủ trong group chat hồi ban đầu thực ra đều rất dễ đối phó không gì khác ngoài thực lực đủ mạnh còn có ưu thế tình báo tùy tiện tìm ra quỷ dị rồi tiến hành nghiền ép thôi ngoài ra theo vương bình thấy quỷ dị chạy vào thế giới không tính là bệnh này cũng không thể nào là quỷ dị châu bò gì nhiệm vụ lần này chắc không tính là khó hệ thống ta muốn tiến hành mô phỏng miễn phí vương bình lặng lẽ nói ở đáy lòng tinh khởi động máy giả lập nhân sinh bắt đầu mô phỏng miễn phí âm thanh của hệ thống vang lên ngay sau đó vương bình đã cảm thấy ý thức trượt lóe rồi tiến vào trong trạng thái mô phỏng nhập vai hệ thống tua nhanh cho ta vương bình lại nói tinh đang tua nhanh âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa màn hình xuất hiện chữ viết quen thuộc cũng hiện lên ngày thứ nhất ngươi lựa chọn bắt đầu hành động cách làm của ngươi vô cùng đơn giản thô bạo trực tiếp dùng thần niệm bao phủ cả thế giới muốn tìm ra kẻ khác thường một cách thô bạo nhưng mà ngươi không phát hiện ra điều khác thường gì ngươi bắt đầu càng tìm kiếm thô bạo hơn đó chính là trực tiếp đánh nổ cả thế giới thế nhưng ngươi kinh ngạc phát hiện ngươi vẫn không nghe thấy tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ đoàn thể điều này khiến người nháy mắt đã hiểu ra quỷ dị này không ở hạ giới mà là ở thần giới vì vậy sau khi tìm ra chỗ nối liền hạ giới và thần giới thông qua cảm nhận ngươi không hề do dự dẫn theo đám người thái vĩnh long xé rách không gian cưỡng chế đến thần giới đợi sau khi ngươi đến thần giới người đã phát hiện thần giới đã thay đổi lớn rồi người không hề cảm nhận được khí tức của các thần linh chỉ có khí tức của một thần linh khí tức này vừa quang minh lại vừa tà ác mang lại cảm giác vô cùng mâu thuẫn cho người ta người trực tiếp phán đoán ra đó là khí tức của quang minh chủ thần hơn nữa quang minh chủ thần đã bị quỷ dị đoạt xác rồi quỷ dị đoạt xác quang minh chủ thần trực tiếp tiêu diệt các thần càn nuốt bọn họ rồi khí tức của quang minh chủ thần lúc này đã mạnh mẽ đến cực điểm cho dù là ngươi bây giờ cũng cảm thấy kinh ngạc vì khí tức của quang minh chủ thần theo ngươi thấy thực lực của quang minh chủ thần khi chưa bị đoạt xác cùng lắm cũng chỉ là cấp bậc niết bản cảnh thế nhưng quang minh chủ thần bây giờ đã đạt đến cấp bậc sức mạnh hư thần cảnh biên độ thăng cấp này thật sự quá khủng bố lúc ngươi đang cảm nhận sự mạnh yếu của quỷ dị quỷ dị không hề bất ngờ đối với việc ngươi đến đây ngược lại còn bày tỏ hoan nghênh các ngươi điều này khiến đám người thái vĩnh long đều hơi kinh ngạc còn ngươi thì cau mày nói thật ngươi hơi ngạc nhiên đối với phản ứng của quỷ dị nhưng không phải vô cùng bất ngờ thế giới này đã từng xuất hiện quỷ dị quang minh chủ thần tùng hợp tác với quỷ dị hơn nữa biết bọn họ từng đến tham gia nhiệm vụ nên biết thế giới này đã được bảo vệ. Sự xuất hiện của quỷ dị tất nhiên sẽ lại dẫn tới phản ứng tự cứu của thế giới, cầu cứu thế giới bên ngoài. Người không có ý phí lời với quỷ dị, trực tiếp bùng nổ đại chiến kinh người với hắn. Người đã dễ dàng đánh đổ quỷ dị, mặc dù quỷ dị mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ ở độ mạnh của hư thần cảnh bình thường. Đối với người hiện giờ, thì thật sự không tính là gì. Dù sao tuy tu vi của ngươi chỉ là hư thần cảnh tầng một, nhưng phân phối về mặt khác lại quá cao, thực lực vượt xa hư thần cảnh bình thường. Chỉ là chuyện khiến ngươi nghiêm trọng xảy ra rồi. Sau khi quỷ dị bị ngươi giết chết, lại sống lại lần nữa, lần này, thực lực của hắn còn trở nên dũng mãnh hơn rồi, ngươi bùng nổ đại chiến với hắn lần nữa, lại giết chết hắn lần nữa, thế nhưng, quỷ dị lại sống lại, thực lực lại mạnh hơn một bậc lớn, đạt đến cấp bậc tương đương hư thần cảnh tầng 7, ngươi rất nghi ngờ, nếu như lại giết hắn lần nữa, thực lực của đối phương có thể sẽ sánh ngang với ngươi thậm chí là vượt qua ngươi, vậy mà quỷ dị này lại là loại càng giết càng mạnh, lúc ngươi phi thăng thượng giới, hạ giới bị ngươi hủy diệt, tín đồ của hạ giới đã giết sạch rồi, thần giới cũng không có sinh mệnh khác cũng tức là đối phương không phải tiến hành sống lại thông qua tín đồ vì vậy ngươi chỉ có thể suy đoán đối phương sống lại là có giới hạn số lần hoặc nói là năng lực sống lại của đối phương có giới hạn trên chỉ cần ngươi sử dụng sức mạnh vượt qua sức chịu đựng giới hạn trên của hắn hoàn toàn tiêu diệt hắn như vậy đối phương mới có thể chết một cách triệt đề nhưng thông qua chiến đấu lúc trước rõ ràng là ngươi không có sức mạnh vượt qua sức chịu đựng giới hạn trên của hắn dù sao từ lúc bắt đầu ngươi đã sử dụng toàn lực thế nhưng đối phương vẫn sống lại rồi còn việc ngươi giết hắn lần nữa cược số lần sống lại của đối phương vậy thì quá mạo hiểm đối với điều này người chỉ có thể nghĩ đến một cách giải quyết đó chính là để lâm viên viên cậy mạnh bức hiếp ép khu quỷ dị đây cũng là cách các người giải quyết quỷ dị nhiều lần rồi có thể nói lâm viên viên đã trở thành tồn tại chuyên tấn công quỷ dị ngay tức thì người đã bộc phát ra thần thông về mặt thời không cưỡng chế không chế hắn sau đó người bảo lâm viên viên mạnh mẽ đoạt xác quỷ dị quang minh chủ thần chỉ là chuyện khiến các người im lặng đã xảy ra quang minh chủ thần rõ ràng là nam thần sau khi cởi ra lại là thân thể của nữ nhân quỷ dị chế nhạo các ngươi bày tỏ các ngươi thông qua cách này giết chết một đồng tộc của hắn cho rằng nó còn sẽ mắc bậy à trên thực tế năng lực của lâm viên viên rất dễ phá giải đó chính là biến thành nữ nhân thì không thể tiến hành giao hợp bình thường nữa ngoài ra còn thủ đoạn cắt đứt nguồn gốc phiền não chém đứt sắc dục bản năng sinh lý đều có thể tránh khỏi vận mệnh sau khi khống chế rồi giết chết thấy cứng không được lâm viên viên cũng bất đắc dĩ nàng cũng là lần đầu gặp tình huống này đám người thái vĩnh long phung vân ngô quân cũng trợn mắt há hốc mồm không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy tiếp theo ngươi để ngô quân lên xem có thể kích hoạt khả năng chính diện giải quyết quỷ dị không nghe ngươi nói ngô quân không hề do dự phát động năng lực sau đó thân thể quỷ dị đã biến thành cho bụi hoàn toàn chết đi dưới ánh mắt mở mịt và sợ hãi của hắn sau khi quỷ dị chết các ngươi cũng nhận được thông báo của nhiệm vụ đoàn thể tuyên bố các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đoàn thể đối với điều này ngươi hơi cạn lời không ngờ ngươi vất vả chiến đấu khống chế hắn kết quả ngô quân đã trực tiếp kích hoạt một khả năng chết ngay rất khủng bố nhưng mà phương pháp công lược này hoàn toàn không tính là phương pháp công lược bình thường không giúp ích quá lớn đối với việc giết chết quỷ dị trong hiện thực dù sao trong mô phỏng lần này ngô quân có thể kích hoạt khả năng này nhưng trong hiện thực thì chưa chắc bởi vì nhiệm vụ đoàn thể hoàn thành ngươi lựa chọn chủ động thoát khỏi mô phỏng vì lựa chọn của ngươi lần mô phỏng này kết thúc sau khi mô phỏng chữ viết kết thúc trong đầu vương bình xuất hiện rất nhiều cảnh tượng sau đó đã thoát khỏi trạng thái mô phỏng tầm nhìn khôi phục trong phòng riêng vương ca tình hình thế nào thấy biểu cảm của vương ca có thay đổi lâm viên viên lên tiếng hỏi đầu tiên tình hình hơi phiền phức vương bình cao mày nói nghe thấy câu này vẻ mặt mọi người cũng hơi nặng nề bây giờ vương ca đã là cường giả hư thần cảnh rồi ngay cả vương ca bây giờ cũng nói hơi phiền phức vậy chứng tỏ quỷ dị này không hề đơn giản chắc đều khó dây dưa hơn quỷ dị bọn họ đối phó lúc trước vương bình liếc nhìn mọi người cũng không lề mề gì trực tiếp nói ra nội dung mô phỏng sau khi nghe xong mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau không ngờ quỷ dị này lại biết bọn họ muốn tới còn đề phòng năng lực của lâm viên viên rất khủng bố vương ca có khả năng quỷ dị này là đang câu cá không phát triển trong mô phỏng chưa chắc là đúng giống như thế giới của ngô nguyệt minh ban đầu vậy thái vĩnh long không nhịn được truyền âm cho vương bình hắn biết máy giả lập nhân sinh của vương bình không thể mô phỏng tình hình của chư thiên nếu như đợi bọn họ qua đó xuất hiện một quỷ dị khác vậy thì phiền phức rồi ta cũng nghĩ tới khả năng này cho nên hơi đau đầu vương bình cao mày trả lời mặc dù trong máy giả lập không xuất hiện quỷ dị khác nhưng không có nghĩa trong hiện thực sẽ không xuất hiện có thể đối phương chính là ở trên đường có thể phá vào thế giới này bất cứ lúc nào nếu như là như vậy thật, thì bọn họ vẫn có thể sẽ bị tiêu diệt cả đoàn. Dựa vào phương pháp cùng lược bàn tay vàng của Ngô Quân không ổn thỏa này phải làm thế nào? Mặc dù quỷ dị này không có năng lực nguy hiểm gì, nhưng đánh chết một lần sống lại một lần, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn, rất phiền phức nha. Trương Hổ hơi đau đầu, nói, đừng vội, để ta thử lại. Vương Bình lắc đầu, lại nhắm mắt lần nữa. Thấy vậy, mọi người cũng yên tĩnh lại. Hệ thống, ta muốn tiến hành mô phỏng miễn phí. Vương Bình nói ở đáy lòng, tinh, khởi động máy giải lập nhân sinh, bắt đầu mô phỏng miễn phí âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa ý thức của vương bình chợt lóe rồi lại tiến vào trạng thái mô phỏng nhập vai hệ thống tua nhanh cho ta vương bình nói tinh đang tua nhanh âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa màn hình xuất hiện chữ viết cũng hiện lên ngày thứ nhất người đã lại có hành động nhưng mà lần này ngươi không tiêu diệt hạ giới mà trực tiếp đến thượng giới lúc ngươi đến thượng giới đã tìm thấy quỷ dị đã đợi các người từ lâu lần này ngươi không hề có ý định giết chết quỷ dị mà là sử dụng sức mạnh phong cấm hắn thế nhưng lần này mặc dù ngươi không giết chết quỷ dị nhưng sức mạnh của quỷ dị rõ ràng đang liên tục tăng mạnh rõ ràng quỷ dị này còn có một năng lực khác đó chính là mượn sức mạnh của tín đồ duy trì để mạnh lên hơn nữa vì hắn cắn nuốt thần linh khác nên tất cả tín ngưỡng của hạ giới đều thuộc về một mình hắn bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube di các phim người cao mày tàn sát hạ giới sau đó sức mạnh của quỷ dị đã ngừng gia tăng nhưng mà hắn vẫn chế nhạo các ngươi bởi vì các ngươi không giết chết được hắn đối với điều này ngươi cũng không có ý phí lời trực tiếp để ngô quân sử dụng sức mạnh của bàn tay vàng chỉ là lần này bàn tay vàng của ngô quân không kích hoạt hiệu quả chết ngay không giết chết quỷ dị ngược lại đã khiến các thần linh sống lại sau khi các thần linh sống lại sức mạnh của quỷ dị cũng yếu đi rất nhiều thấy vậy ngươi cũng không thể không phục bàn tay vàng của ngô quân quả thật là quá bắc có thể gọi là máy cầu nguyện vạn năng chỉ là máy cầu nguyện này mang tính ngẫu nhiên cái gì cũng có thể xảy ra tiếp theo sau khi suy nghĩ ngươi thử sử dụng bí pháp mạnh mẽ theo đốt căn nguyên phát động một đòn mạnh nhất với quỷ dị sau khi yếu đi thế nhưng sau khi bị người giết chết quỷ dị đã sống lại lần nữa người coi như hoàn toàn hết cách với hắn rồi sau khi người đau đầu xong chủ động kết thúc mô phỏng lần này bởi vì tiếp tục mô phỏng cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi không hề có ý nghĩa đúng là phiền phức vương bình nhìn nội dung mô phỏng thở dài sức mạnh của hư thần cảnh tầng một là không thể giết chết quỷ dị này hắn coi như đã hoàn toàn chứng minh điều này rồi cũng tức là hắn chỉ có thể thông qua mô phỏng trả phí nhận được phần thưởng nâng cao chiến lực từ đó hoàn toàn tiêu diệt quỷ dị này chỉ là một khi hắn lựa chọn phần thưởng tu vi, giá cả của mô phòng trả phí sẽ tăng vọt một cách điên cuồng, đến lúc đó thì đúng là khó đỡ. Dù sao hư thần cảnh tầng 1 đến chân thần cảnh tầng 1, trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn công thêm nhiều cảnh giới nhỏ như vậy, tài nguyên cần tiêu hao cho mô phòng trả phí lần sau sẽ khiến ra đầu hắn tê dại. Thông qua cung chủ đạo cung trong mô phòng trả phí lúc trước, hắn biết được tài nguyên của thời đại mà pháp khan hiếm, hắn đến thượng giới, chưa chắc có thể có được nhiều tài nguyên tu hành như vậy để tiến hành mô phòng trả phí trong thời gian ngắn, cho nên không thể chọn tu vi vậy chỉ còn hai sự lựa chọn cho ta rồi vương bình im lặng suy nghĩ chọn thánh khí và thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn mượn sức mạnh của thánh khí chấn giết quỷ dị nếu như thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn có thể kích hoạt một đợt bạo kích nữa vậy là chuyện tốt nhất rồi nếu như mượn sức mạnh của thánh khí cũng không thể hoàn toàn chấn giết quỷ dị thì vương bình cũng chỉ có thể chuồn thôi quỷ dị này giết không chết không chọc vào nổi đối phương còn có thể là đang câu cá thật sự quá nguy hiểm vì vậy còn chẳng bằng sống tạm trở về tử linh giới tiếp tục mô phỏng trở nên mạnh mẽ rồi tới đối phó với hắn sao còn trương hồ thời gian này liệu có xảy ra chuyện hay không vương bình chỉ có thể mặc niệm cho hắn vào thế giới này ba giây thôi vương ca ngươi đây là ánh mắt gì ta hơi hoang mang nha thấy vương bình nhìn mình bằng ánh mắt thương xót trương hồ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại vô cùng hoang mang không có gì tình thế ép buộc ngươi cũng chỉ có thể chuyển nhà thôi vương bình an ủi trương hồ nói ở đẹp sắc mặt trương hồ trượt đen biết có lẽ tình hình rất tồi tệ vương bình cũng không giấu giếm gì nói ra tình hình điều này khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau năng lực sống lại của quỷ dị này đúng là vô lý sao giết thế nào đều không giết chết được này phải làm sao thăng cấp chiến lực thử một lần cuối cùng không được thì chuẩn bị đề trần tư trong nhóm tư chi viên nếu như vẫn không được nữa thì chuẩn bị rút lui thôi vương bình liếc nhìn mọi người rất thẳng thắn vô tư nói ra câu này mặc dù trở nên rất mạnh mẽ rồi nhưng vương bình cảm thấy đối phó với quỷ dị rút lui tạm thời không phải chuyện đáng xấu hổ gì giữ mạng đã rồi nói sao ơ tán thành nghe vậy mọi người đều không khỏi gật đầu chỉ có trường hổ hơi phiền muộn thế giới này rất tốt hắn không muốn phá hủy thế giới này vương bình không tiếp tục để ý mọi người mà đang lặng lẽ nói trong lòng hệ thống ta chọn hai thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn vào bốn nguyên gia thánh khí theo vương bình đưa ra lựa chọn hắn cảm nhận trong không gian chữ vật của mình có thêm một thánh khí vô cùng mạnh đó đương nhiên là nguyên gia thánh khí binh khí bản mệnh của thánh nhân về phần cảm giác sau khi tiếp nhận thiên phú lại không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào cái thiên phú này yêu cầu phát động trong chiến đấu lúc bình thường đương nhiên không có khả năng chủ động thi triển tương đương với một kỹ năng bị động kế tiếp vương bình khẽ thở ra một hơi dự định tiến hành mô phỏng lần nữa chỉ có điều lần này vương bình còn đang phân vân tiến hành mô phỏng miễn phí hay mô phỏng trả phí nếu tiến hành mô phỏng trả phí có thể đổi mới ra một thiên phú mạnh có lẽ có thể trở thành mấu chốt phá cục hoặc thời điểm đối mặt với quỷ dị điếu ngư có thêm một phần sức lực tự vệ cuối cùng vương bình quyết định tiến hành mô phỏng trả phí một lần dù sao hắn còn nhiều cơ hội mô phỏng trả phí dùng một lần cũng không sao này cũng để đảm bảo hệ thống Ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí, sau khi Vương Bình đưa ra quyết định, liền nói trong lòng, đinh, tiêu hao 10 cân thần nguyên hạ phẩm, máy giả lập nhân sinh khởi động, đang làm mới thiên phú, âm thanh hệ thống vang lên, đinh, làm mới thiên phú thành công, chúc mừng ký chủ làm mới thành công ra được thiên phú màu tím, che giấu khí tức, thiên phú màu đỏ, nhà thơ lang thang, thiên phú màu tím, che giấu khí tức, có thiên phú này, khi ký chủ sử dụng có thể chặn cảm giác của cường giả dưới thánh cảnh cho cả đội, khi di chuyển, cho dù là bán thánh cũng khó có thể nhận ra sự tồn tại của ngươi thiên phú màu đỏ nhà thơ lang thang có thiên phú này ký chủ tại phương diện sáng tạo thơ ca sẽ trở nên vô cùng có thiên phú mà trong chiến đấu ngâm sướng thơ ca có thể tăng sức chiến đấu hừm thiên phú màu tím che giấu khí tức này xem như là bản nâng cấp của thiên phú màu đỏ che giấu khí tức nhỉ không chỉ che chắn cho cả đội mà ngay cả bán thánh cũng khó nhận ra cái này quá tốt có thiên phú này nếu như che giấu hơi thở đi tới thần giới ra tay với quỷ dị có lẽ sẽ đánh hắn trở tay không kịp dễ dàng tiêu diệt nó như vậy, tuy rằng sẽ bị quỷ dị câu đi, khả năng có những quỷ dị khác đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng an toàn hơn một chút dù sao chúng ta chỉ cần tiêu diệt quỷ dị, đã có không chút do dự lựa chọn rời đi, sẽ không cho quỷ dị bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sức mạnh của thánh khí và vô tận chi nhẫn có thể thật sự tiêu diệt được quỷ dị ánh mãi không chết này, nếu như không có cách nào giết chết thì cho dù là che giấu khí tức cũng không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Phương Bình nói trong lòng, hệ thống, ta lựa chọn thiên phú màu tím, che giấu khí tức, đinh lựa chọn thiên phú thành công mô phỏng nhân sinh bắt đầu âm thanh hệ thống vang lên vương bình chỉ cảm thấy vụt qua một cái là biết bản thân đã tiến vào trạng thái mô phỏng đối với điều này vương bình lặng lẽ nói trong lòng mấy lần hệ thống tu nhanh cho ta đinh đang tu nhanh âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa màn hình xuất hiện dòng chữ quen thuộc cũng dần hiện ra ngày đầu tiên các ngươi đã hành động dựa vào che giấu khí tức và bí pháp ẩn nấp lặng yên không một tiếng động đi tới thần giới nhờ có hiệu quả cùng lúc của che giấu khí tức và bí pháp lần này cho dù quỷ dị đã bố trí thần thuật cảm giác từ trước cũng không thể cảm nhận được ngươi đến vì vậy sau khi ngươi tìm được quỷ dị đoạt xá quang minh chủ thần lập tức lấy ra thánh khí giáng một đòn sấm xét sức mạnh của thánh khí vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đánh chết hoàn toàn quỷ dị này đương nhiên sức mạnh của thánh khí đã vượt qua khỏi giới hạn năng lực bất tử mà quỷ dị thừa nhận được nói đúng ra là vượt qua giới hạn thừa nhận của quỷ dị lúc đó nếu để thực lực của quỷ dị tiếp tục tăng lên cho dù là sức mạnh của thánh khí cũng không thể giết hắn bởi vì giới hạn năng lực bất tử của hắn tăng lên theo sự tăng trưởng thực lực của hắn có thể nói là vô cùng khó chơi sau khi giết chết quỷ dị các ngươi nhận được âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ đoàn thể hoàn thành lựa chọn rời khỏi thế giới này vì ngươi lựa chọn rời khỏi thế giới này mô phỏng lần này kết thúc vương bình nhìn đoạn nội dung mô phỏng lần này cũng không nhịn được lộ ra nụ cười xem ra thánh khí vẫn rất tốt trực tiếp giết chết triệt để quỷ dị đương nhiên cũng là nhờ công của giải lập nhân sinh nếu không không biết năng lực của quỷ dị thì phiền phức rồi cho dù có thánh khí cũng không nhất định có tác dụng dù sao tuy hắn sẽ không giữ lại thực lực nhưng vừa bắt đầu cũng sẽ không dùng lá bài tẩy thánh khí này nhất định sẽ thử thăm dò một chút một khi thăm dò giết chết quỷ dị một lần vậy hắn liền không có cách này giết chết quỷ dị rồi dù sao dựa theo nội dung miêu tả trong mô phỏng chỉ cần thực lực quỷ dị tiếp tục tăng lên thánh khí cũng trở nên vô dụng lúc này trong đầu vương bình cũng xuất hiện các loại hình ảnh cuối cùng rời khỏi trạng thái mô phỏng trở lại trong phòng của trương hồ đinh tạo phần thưởng thành công ký chủ có thể lựa chọn một trong những phần thưởng bên dưới một thiên phú màu tím, che giấu khí tức. 2. Thiên phú màu đỏ, nhà thơ lang thang. 3. 10 cân thần nguyên hạ phẩm, hệ thống, ta chọn một thiên phú màu tím, che giấu khí tức. Vương Bình yên lặng nói trong lòng, dứt lời, Vương Bình lập tức cảm nhận được bản thân có thêm một thiên phú. Anh Vương, sao rồi? Mọi người thấy Vương Bình lộ ra nụ cười, cũng lộ ra vẻ mặt trở mong, lên tiếng hỏi. Vương Bình liếc mắt nhìn mọi người, gật đầu, lên tiếng nói, xem ra, không cần gọi Trần Tư tới rồi, lần giết quỷ dị này vô cùng thuận lợi, đương nhiên vẫn cần đề phòng một chút khả năng có quỷ dị mới xuất hiện dù sao năng lực của quỷ dị điếu ngư lần này vẫn rất hung tàn mọi người nghe thấy lời này đều gật đầu cảm thấy vương bình nói rất có lý kế tiếp vương bình không nói gì thêm sau khi trực tiếp bàn bạc một vài chi tiết thì lập tức bắt đầu hành động tránh trường hợp đêm dài lắm mộng vương bình hành động giống với trong giả lập nhân sinh che giấu hơi thở sử dụng bí pháp cùng mọi người đi lên thần giới sau khi tìm được quỷ dị đoạt xác quang minh chủ thần tiếp đó sử dụng sức mạnh của thánh kiếm mạnh mẽ tiến lên một kích tuyệt mạnh đối mặt với sức mạnh của thánh khí cả thần giới dung truyền quỷ dị cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi không ngờ được đám người phương bình lại đột nhiên xuất hiện ở đây lại còn phát động công kích mạnh mẽ như vậy đối mặt với loại công kích mạnh mẽ như thế này cho dù là hắn cũng không thể nào ngăn cản rất có thể bị giết chết trong một đòn hắn không thể ngờ được bản thân câu cá lại bị cá ăn luôn trong lòng quỷ dị đoạt xác quang minh chủ thần vô cùng buồn bực muốn phản kháng nhưng lại không có một chút năng lực chống cự nào trực tiếp bị sức mạnh thánh khí ép chết Chính tại thời điểm Vương Bình dùng thánh khí ép chết quỷ dị đoạt xác Quang Minh chủ thần, trong đầu bọn họ cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đối với việc này, đám người Thái Vĩnh Long đều kích động, lên tiếng nói: "Anh Vương, quỷ dị chết rồi, nhiệm vụ đoàn thể hoàn thành rồi." Vương Bình cũng gật đầu cười, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, mặc dù trong giả lập cũng là một đòn giết chết, nhưng cuối cùng vẫn có khả năng bị câu cá trong thế giới thực, hắn vẫn để phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng nụ cười của Vương Bình không kéo dài được bao lâu liền cảm giác được không gian của thế giới này xuất hiện dung chuyển cực lớn một luồng hơi thở tà ác khủng bố phủ xuống không ổn đi mau vương bình cảm nhận được luồng hơi thở tà ác khủng bố này con người co rụt lại sau khi bỏ lại những lời này lập tức lựa chọn truyền tống rời đi những người khác thấy thế sắc mắt cũng khẽ biến thuần thục lựa chọn truyền tống rời khỏi thế giới này trương hồ cũng phản ứng cực nhanh trực tiếp sử dụng điểm tích lũy nhóm tiến hành truyền tống rời đi một giây sau khi đám người vương bình truyền tống rời khỏi cả thần giới đều bị chôn vùi bị hủy diệt hoàn toàn cho dù là hạ giới cũng bị liên lụy tới, bị hủy diệt hoàn toàn, cả thế giới ma pháp đều bị hủy diệt hoàn toàn rồi, trong Tử Linh giới, Vương Bình, Thái Vĩnh Long, Trương Hổ cũng xuất hiện tại thế giới này, anh Vương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sau khi trở về, Trương Hổ cũng hơi kinh nghi bất định, một luồng hơi thở khiến ta rét lạnh xuất hiện, ta cảm giác chậm một giây nữa, chúng ta đều phải ở lại nơi đó, Vương Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, đám người Thái Vĩnh Long chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đây rốt cuộc là loại quái vật gì, khiến cho anh Vương nói ra những lời này? cũng rất dọa người vậy ta còn có thể trở về được không trương hổ hơi mờ mịt nói trở về làm gì người muốn chết thì về đi đương nhiên thế giới kia của ngươi còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề vương bình liếc mắt nhìn vương hồ một cái thản nhiên nói À trương hổ im lặng lặng lẽ mở group chat ra muốn xem thử có thể truyền tống trở về được hay không tọa độ truyền tống vẫn còn ở đây hình như không bị hủy diệt trương hổ hơi do dự nói đừng vội ta hỏi group chat một chút vương bình khẽ nhíu mày lên tiếng nói dứt lời vương bình hướng về phía an pha hỏi thăm trong lòng an pha thế giới của trương hổ không có chuyện gì có chuyện thế giới của trương hổ đã bị hủy diệt hoàn toàn về phần căn nguyên của thế giới thì được ta cùng tên kia chia đôi rồi an pha rất thành thật nói à vương bình im lặng hay lắm cái này coi như là ép khô chút nước luộc cuối cùng luôn thật sự bị hủy diệt sao đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp thế giới bị hủy diệt vương bình thở dài trong lòng hơi phức tạp mặc dù hiện tại hắn đã đủ mạnh cũng có sức mạnh hủy diệt thế giới nhưng đặt trong vạn giới trùng điệp vẫn là vô cùng kém cỏi. Hắn thân là sức chiến đấu mạnh nhất group chat người xuyên không, ở trong vạn giới trùng điệp vẫn chỉ có thể coi là kẻ yếu, xem ra muốn hoàn toàn phát triển group chat lên, vẫn phải gánh nặng đường xa mới được. Đương nhiên, Vương Bình cũng không vội, dù sao, group chat đời thứ ba hiện tại cũng chỉ mới xây dựng lại được mấy năm, coi như vừa mới bắt đầu thôi, không thể so sánh được với group chat người xuyên không đời thứ nhất và thứ hai không biết đã tồn tại bao lâu rồi. Chẳng qua, Vương Bình vẫn có lòng tin sẽ nhanh chóng đuổi kịp, dù sao, thành viên group của group chat đời thứ ba bọn họ đều có bàn tay vàng, tính chất trưởng thành là rất cao, có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Anh Vương, sao rồi Trương Hổ thấy vẻ mặt Vương Bình xảy ra biến hóa, trong lòng khó chịu một chút, không nhận được hỏi, thế giới của ngươi, không còn, Vương Bình vỗ vỗ bả vai Trương Hổ, đắc đầu nói. Nghe vậy, con người Trương Hổ co rút lại, hoàn toàn im lặng, thật sự bị hủy diệt sao, vậy sư phụ của ta, bạn bè của ta, người con gái ta thích, toàn bộ đều chết rồi, Trương Hổ thì thà tự nói, vẻ mặt vô cùng khổ sở, nén bi thương thái vĩnh long mấp máy miệng cười gượng nói thân là người xuyên việt bọn họ cũng từng thỏa sức suy nghĩ về tương lai cho rằng bản thân là nhân vật chính phía sau hiện thực tàn khốc lại liên tiếp cho bọn họ lên đánh để cho họ hiểu rằng bọn họ cũng chỉ là tôm tép mà thôi nhờ có sự tồn tại của anh vương mới có thể miễn cưỡng sống sót dù vậy rất nhiều người cũng đã từng chết một lần hôm nay cuối cùng cũng gặp phải tình huống thế giới bị hủy diệt rồi chúng ta không còn đường lui nữa rồi chỉ có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ đợi đến khi ngươi đủ mạnh đồng ngược thời gian của thế giới kia không phải là chuyện không có khả năng Vương Bình lắc đầu, cũng an ủi một chút, nói thì nói như vậy, nhưng muốn trở nên mạnh mẽ như thế, quá khó rồi. Trương Hổ gượng cười một tiếng, anh Vương, xem ra ta cũng chỉ có thể ở thế giới của ngươi thời gian hỗn loạn rồi. Dừng một chút, Trương Hổ thở dài nói, ừ, các ngươi cứ ở thế giới này cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Vương Bình gật đầu, kế tiếp, đám người Vương Bình thảo luận bên trong group chat, nói ra chuyện thế giới của Trương Hổ bị hủy diệt, thoáng chốc, mọi người trong nhóm đều im lặng. Bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thế giới bị hủy diệt, cái chủ đề này thật sự quá nặng nề rồi, chứ đừng nói là, cái này còn không phải chủ đề, mà là chuyện thật đã xảy ra, thật sự là vô cùng áp lực, bọn họ đều nghĩ phải trang thế giới của mình cũng có một ngày như thế, xác suất hình như không nhỏ, chỉ là, cho dù phòng đoán chuyện tương tự có khả năng xảy ra trong tương lai, thì bọn họ có thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có năng lực tự bảo vệ bản thân và bảo vệ thế giới họ đang ở. Đương nhiên, loại thế giới đã xuất hiện vấn đề như thế giới của Tần Thiên và Diệp Tiểu Phàm xác suất lớn là thành viên group không cứu được cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp thời dài một tiếng vương bình bên này sau khi tắt group chat thì lặng lẽ mở bao tiền thưởng hoàn thành nhiệm vụ đoàn thể đinh chúc mừng ngươi tại nhiệm vụ đoàn thể lần này giá trị cống hiến đạt một trăm nhận được phần thưởng một triệu năm trăm vạn điểm tích lũy nhóm âm thanh hệ thống group chat vang lên điều này khiến cho vương bình cũng hơi giật mình dù sao lúc trước hắn còn tưởng rằng cùng lắm cũng chỉ được một ngàn vạn điểm tích lũy nhóm không ngờ được là một triệu năm trăm vạn điểm tích lũy nhóm tên quỷ dị này đáng giá như vậy sao Mặc dù sức chiến đấu của tên này cũng tới hư thần cảnh, nhưng dựa vào tính xấu từ trước tới giờ của Alpha, không nên cho nhiều như vậy mới đúng. Không lẽ là bởi vì lần này là chia sẻ căn nguyên thế giới, vậy nên có thêm thu hoạch. Âm thanh lạnh như băng của Alpha vang lên, giải đáp thắc mắc của Vương Bình. Thì ra là như vậy, hơi một đợt rồi, ánh mắt Vương Bình lóe lên, thầm nói, câu trả lời này cũng không ngoài suy đoán. Khó trách Chư thiên có nhiều kẻ thích kiếm lời một đợt như vậy, cách kiếm tiền này nhanh hơn nhiều so với kiếm từ từ. Đừng có ý đồ xấu, vị trí thế lực không giống nhau, chúng ta không có cách nào làm như vậy. Alpha nhắc nhở, ta không có có ý đồ xấu, dù sao, chúng ta là thế lực giữ gìn trật tự mà. Vương Bình cười khẽ, kế tiếp, Vương Bình không có ý định tiếp tục tán dốc cùng Alpha, mà dự định tiếp tục tiến hành mô phỏng trả phí. Hệ thống, ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí, Vương Bình nói trong lòng. Đinh, tiêu hai mười cân thần nguyên hạ phẩm, máy giả lập nhân sinh khởi động, mô phỏng trả phí bắt đầu, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, tạo mới thiên phú thành công, chúc mừng ký chủ thành công làm mới ra thiên phú màu đỏ, tìm chết tiểu đạt nhân thiên phú màu đỏ tìm chết tiểu đạt nhân có thiên phú này ký chủ sẽ yêu thích tìm đường chết nhận định đạo lý sóng gió càng lớn khá càng to mặc dù tìm đường chết thật sự sẽ chết nhưng cũng có thể gia tăng tương đối xác suất đạt được cơ duyên lớn đây là thiên phú rách nát gì vương bình im lặng nhìn thiên phú mới nhảy ra lần này mặc dù chính hắn cũng rất nhiều lần cố ý dò đường trong mô phòng nhưng hắn mới không muốn không động não tìm đường chết thiên phú này có độc xem ra linh cảm không tốt lúc trước ứng nghiệm rồi vẫn xui bắt đầu xuất hiện rồi vương bình thở dài một tiếng sau đó ý thức của hắn nhóm một cái bắt đầu mô phỏng hệ thống tu nhanh cho ta vương bình lên tiếng không ôm bất kỳ hy vọng gì với lần mô phỏng này đinh đang tu nhanh âm thanh hệ thống vang lên màn hình xuất hiện ký tự quen thuộc cũng dần hiện ra ngày đầu tiên ngươi lựa chọn tu luyện kế tiếp sau khi ngươi bố trí đường lui tại tử linh giới liền lựa chọn phi thăng thượng giới tiếp đó ngươi hành động và tu luyện như trong trí nhớ trong nháy mắt đã trôi qua hơn nghìn năm tu vi của ngươi tiến bộ rất lớn đạt tới cấp bậc bán bộ chân thần cách chân thần không xa sau đó ngươi lựa chọn hạ giới bắt lấy thiếu chủ mạc ra cướp lấy ma thạch đen sau đó ngươi bắt đầu tìm đường chết bắt đầu đi lửa đảo trí tôn khí hắc uyên ma thương muốn thu phục nó tìm chết lần này ngươi suýt chút nữa thành công chỉ tiếc vẫn thất bại trong gang tấc bị phong ấn bắn trả thêm vào xương đen của ma khí tết ra ép chết hai lần lập tức mất mạng vì cái chết của ngươi mô phỏng lần này kết thúc ạc à, quả nhiên mô phỏng lần này thật đủ tìm đường chết dám đụng vào ma khí kết quả lật xe rồi hạo tại chỗ Vương Bình nhìn nội dung mô phỏng lần này, hơi cầm nín, chỉ là nội dung mô phỏng miêu tả cũng suýt chút nữa thành công, thiên phú màu đỏ, tìm chết tiểu đạt nhân này tuy hơi bịp bợm, những quả thật có hy vọng giúp ta đạt được cơ duyên lớn, Vương Bình lại khẽ vuốt cầm, hơi trầm ngâm, đáng tiếc, dù vậy, ta cũng không thể chọn cái thiên phú bịp bợm này được, lựa chọn ảnh hưởng tới tính cách trong hiện thực, tìm đường chết thật sự sẽ chết, tại lúc Vương Bình còn đang cảm thán, trong đầu hắn cũng xuất hiện nhiều hình ảnh cùng với cảm ngộ thu luyện, cuối cùng trở lại thế giới thực, đồng thời, âm thanh hệ thống cũng vang lên đinh tạo phần thưởng thành công khi chú có thể lựa chọn một trong các phần thưởng bên dưới một một thần khí hạ phẩm ngẫu nhiên hai thiên phú màu đỏ tìm chết tiểu đạt nhân ba tinh hoa chân thần phần thưởng lần này thật là khó coi vương bình nhìn phần thưởng lần này không nhịn được thổ tào một chút sau đó hắn lựa chọn tinh hoa chân thần bảo thuốc này có thể trợ giúp chân thần tăng lên một tiểu cảnh giới không tác dụng phụ sau khi bảo thuốc về tay vương bình lại tiến hành mô phỏng lần nữa chỉ là chuyện khiến cho vương bình câm nín đã xảy ra các thiên phú rút được sau đó đều là rác rưởi các loại thiên phú hiếm thấy cách chết hiếm thấy cái này cũng làm cho vương bình nhớ lại lúc trước cũng có một đoạn thời gian ngắn xảy ra chuyện như vậy sau thiên phú châu bò toàn bộ đều là hố xui xẻo tới cực điểm phần thường mới nhảy ra cũng là rác rưởi lần này cũng như vậy nhảy ra một đống thần khí hạ phẩm thì dùng làm gì một cái hữu dụng duy nhất vẫn là thần khí bản mệnh trung phẩm hắn lấy được hai tác dụng phụ của liên tục ra vàng ra tím thật khiến người ta đau đầu chỉ là không xui xẻo mấy lần vận xui này cũng không qua được hiện tại chỉ còn một lần mô phỏng nhân sinh cuối cùng chỉ có thể kéo dài mô phỏng một thời gian ngắn thôi vương bình hơi bất đắc dĩ sau lần mô phỏng lần này cũng chỉ có thể đi thượng giới thôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì xấu nếu không cũng chỉ có thể theo truyền thống cũ dựa vào group chat chạy trốn thôi vương bình nói thầm một tiếng suy nghĩ hơi chán đời trong nháy mắt đã trôi qua ba tháng trong ba tháng này vương bình chuyên tâm tu luyện tiến hành nhiệm vụ đoàn thể tích lũy vận may trong ba tháng này trong nhóm vẫn luôn không yên bình vương bình cũng bắt đầu khống chế được hứa nghị cũng đào tạo trọng điểm trương hạo nhiên không thể không nói bàn tay vàng của trương hạo nhiên và hứa nghị kết hợp lại quả thật khá thú vị tăng gấp bội trực tiếp khiến cho thần khí bản mệnh của vương bình nhân lên 8 lần sau đó dựa vào bàn tay vàng của trương hạo nhiên tiến hành hợp nhất mạnh mẽ dung hợp thần khí trung phẩm thành thần khí cực phẩm thần khí cực phẩm đây cũng là vũ khí mà cường giả thần quân cảnh mạnh mẽ mới có thể uẩn dưỡng ra được kết quả vương bình một tên hư thần trực tiếp có đương nhiên lý do hứa nghị có thể tăng lên gấp bội Trương Hạo Nhiên có thể hợp thành thần khí cực phẩm, cũng là vì Vương Bình cường hóa một lớp cho bàn tay vàng của bọn hắn, nâng cao giới hạn tối đa bàn tay vàng, nếu không tăng lên gấp bội và hợp thành thần khí, bàn tay vàng sơ cấp rất khó làm được. Ngoài chuyện tăng lên số lượng tài nguyên cùng với hợp thành tài nguyên cấp cao, thực lực mọi người trong nhóm cũng thay đổi cực lớn. Trương Tuấn cũng là chạy tới Tử Linh giới tới giết, sau đó bị mang bay đi, thực lực trực tiếp tăng vọt đến cấp bậc chuẩn hoàng. Trần Giao đang trong tình huống giao dịch tài nguyên với Vương Bình, cũng nhanh chóng tăng tới cấp bậc hoàng giả đây cũng chính là vương bình tiêu hao hết thần nguyên của bản thân nói cách khác cho trần giao chút thần nguyên nàng có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ đạt tới chuẩn thần thậm chí cả hư thần cảnh cũng không quá khó khăn về phần những thành viên khác toàn bộ cũng trở nên mạnh mẽ mặc dù không phải loại bàn tay vàng một bước lên trời nhưng nhờ vào lâm viên viên khai quán đỉnh cũng có thể tăng thực lực nhanh chóng chỉ có thể nói khi vương bình bắt đầu dốc sức bồi dưỡng những thành viên khác cộng thêm sự phối hợp lẫn nhau giữa các thành viên cuối cùng ánh sáng bàn tay vàng cũng triệt để phá kén chui ra tiếp theo ta cũng nên tiến hành lần mô phỏng cuối cùng rồi hy vọng có thể nhảy ra một cái thiên phú bình thường một chút ta quả thật là nhận đủ các loại thiên phú hiếm thấy rồi vương bình thở dài một tiếng hắn bây giờ cũng không mong chờ sẽ lại ra vàng chỉ mong thiên phú bình thường một chút lần mô phỏng cuối cùng bằng mọi cách cũng phải tăng thực lực lần tới lên một chút nếu không lên thượng giới hắn hơi không yên lòng hệ thống ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí lúc suy nghĩ bắt đầu tuôn ra vương bình nói trong lòng đinh tiêu hao mười cân thần nguyên hạ phẩm máy giả lập nhân sinh khởi động đang làm mới thiên phú âm thanh hệ thống vang lên đinh làm mới thiên phú thành công chúc mừng ký chủ tạo mới ra thiên phú màu tím thần thông vô hiệu hóa thiên phú màu lục chân phát kỳ tài thiên phú màu tím thần thông vô hiệu hóa sử dụng thiên phú này có thể vô hiệu hóa thần thông của đối tượng chỉ định thiên phú này vốn là thiên phú tiêu hao cả đời chỉ có thể sử dụng một lần vì thế có thể đối phó với cường giả trừ thần quân cảnh trở lên cuối cùng cũng nhảy ra một cái thiên phú bình thường rồi lại còn là thiên phú mày tim hơn nữa thiên phú này khá thú vị vương bình nhìn thiên phú được làm mấy lần này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lộ ra nụ cười không phải là thiên phú hiếm thấy hơn nữa còn là thiên phú tác dụng lớn điều này nói rõ vận may của hắn cuối cùng cũng trở lại một chút thần thông vô hiệu hóa thiên phí này đừng nói là dùng trong chiến đấu cùng cảnh giới thậm chí thời điểm chiến đấu vượt cấp cũng dùng được cũng có tác dụng lớn ví dụ như một tên cường giả cao cao tại thượng tu vi cao hơn hắn rất nhiều sử dụng thần thông thời điểm chuẩn bị chiến đấu cùng hắn lại bất ngờ phát hiện thần thông không thể dùng được đây chắc chắn là chuyện vô cùng chấn động mà trong lúc đó vương bình cũng tụ lực xong trực tiếp cho tên cường giả này một phát cho dù tu vi đối phương cao hơn hắn nhiều nhưng bất ngờ không kịp phòng bị chắc chắn không chết thì cũng tản phế ngoài ra hắn còn có thiên phú màu đỏ vong ngữ thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn hay lắm trung quy lại vương bình vẫn thấy hắn đã trở thành một lão giả âm hiểm trên người hắn còn có thêm phục sinh phù này như là loại âm hiểm chết người không đền mạng đương nhiên quan trọng nhất là ba loại thiên phú này còn không hạn chế cấp bậc trong thoáng chốc vương bình nghĩ tới một vài cảnh tượng không khỏi mặc niệm ba giây đồng hồ cho kẻ địch tương lai hệ thống ta lựa chọn thiên phú màu tím thần thông vô hiệu hóa tiếp đó vương bình nói trong lòng đinh lựa chọn thiên phú thành công mô phỏng nhân sinh bắt đầu âm thanh hệ thống vang lên vương bình cảm giác ý thức thoáng một cái biết được mình đã tiến vào trạng thái mô phỏng hệ thống tôi nhanh cho ta vương bình mở miệng lần nữa đinh đang tôi nhanh âm thanh hệ thống vang lên màn hình xuất hiện ký tự quen thuộc cũng dần hiện ra ngày đầu tiên Ngươi lựa chọn hành động như trong trí nhớ, sau đó phi thăng thượng giới, lần này sau khi phi thăng thượng giới, ngươi vẫn như cũ nghĩ cách kiếm chút thần nguyên, lập tức đi tới Đạo cung, gia nhập Đạo cung, chớp mắt đã trôi qua mấy chục năm, bí cảnh đại thánh mở ra, ngươi lựa chọn đi vào bên trong, lần này, có lẽ ngươi có duyên với Lâm Nham, làm quen kết bạn cùng đi với hắn, cuối cùng, sau khi chính mắt ngươi thấy Lâm Nham vượt qua đại thánh thí luyện, cũng không giống như biến thành người khác, việc làm ngươi hơi suy tư, cảm thấy Lâm Nham cũng không đơn giản, hẳn là có thể chống lại tàn hồn đại thánh sau khi kết thúc bí cảnh đại thánh, sau khi Lâm Nham chào tạm biệt, chính là mỗi người một ngà, sau khi kết thúc hành trình bí cảnh đại thánh, ngươi đạt được rất nhiều tài nguyên, lại bắt đầu tu luyện, kế tiếp, thiếu chủ Mạc ra hạ giới một chuyến, ngươi xử lý giống như trong trí nhớ, nháy mắt, lại trôi qua 20 năm, mặc dù ngươi có thể đột phá tới chân thần cảnh rồi, nhưng ngươi vẫn như cũ không lựa chọn đột phá, bởi vì ngươi hơi e sợ, tên cường giả kinh khủng vẫn ở thánh nguyên cổ tinh kia, nói như vậy, ngươi đột phá, lập tức xong đời suy cho cùng cho dù đạo cung mở đại trận che giấu thiên cơ cũng không thể che giấu được tầm mắt của đám cường giả kia vì vậy ngươi đang suy nghĩ xem rời khỏi thái nguyên cổ tinh đi tới những khu vực khác tiến hành đột phá trước hay là kéo dài thời gian cuối cùng ngươi lựa chọn kéo dài thời gian bởi vì cho dù là đi tới các cổ tinh khác cũng không cảm thấy an toàn ở thái nguyên cổ tinh còn có đạo cũng trợ giúp càng an toàn hơn thời gian thấm thoát thoi đưa người mạnh mẽ áp chế 50 năm vẫn không lựa chọn đột phá cũng tại thời điểm ngươi áp chế cung chủ đạo cung nói cho ngươi một chuyện đó chính là có tu sĩ phát hiện nguyên liệu thần tính cao cấp nhất bên trong cầm địa thái nguyên thái nguyên thần khoáng thái nguyên thần khoáng cũng là nguyên liệu thần tính hơi danh tiếng ở cả thượng giới nếu có thể lấy đủ thái nguyên thần khoáng xây dựng thần đài chân thần coi như người có thể hoàn hảo đột phá chân thần cảnh không có bất kỳ sai sót nào chỉ tiếc cấm địa thái nguyên đã tồn tại qua bao năm tháng vô cùng nguy hiểm cho dù là cường giả thần quân cảnh tiến vào khu vực bên ngoài cũng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng chẳng quá cung chủ đạo cung cũng bày tỏ sẽ bị ngươi cố gắng lấy được thái nguyên thần khoáng này trợ giúp người xây dựng thần đài hoàn mỹ người vô cùng cảm kích cung chủ đạo cung quyết tâm sau này lớn mạnh sẽ bảo vệ tốt đạo cung sau đó không lâu đạo cung có hành động cung chủ đạo cung tự thân xuất mã tiến vào bên trong cấm địa thái nguyên như muốn tìm bằng được viên thái nguyên thần khoáng gia cho người cuối cùng cung chủ đạo cung thành công lấy được thái nguyên thần khoáng chẳng qua hắn cũng phải bỏ ra một cái giá vô cùng nghiêm trọng nhận lấy thương tổn khó có thể tưởng tượng được mặc dù bảo vệ được tính mạng nhưng cả đời không thể tiến thêm được thậm chí tu vi còn thụt lùi ngươi nhìn cung chủ đạo cung như vậy tâm trạng nặng nề vô cùng tự trách thấy thế cung chủ đạo cung bảo ngươi không cần tự trách cho dù hắn có ở thời kỳ hoàng kim đời này cũng không nhất định có thể thành thánh chứ đừng nói gì là ở thời kỳ mặt pháp rồi mà ngươi là hy vọng của đạo cung chỉ cần ngươi lớn mạnh đạo cung mới có thể huy hoàng trở lại nghe những lời của cung chủ đạo cung ngươi kiên định bày tỏ tưởng la bản thân tuyệt đối sẽ bảo vệ đạo cung giúp đạo cung huy hoàng như thời kỳ thượng cổ cung chủ đạo cung nghe những lời này vô cùng vui mừng cung chủ đạo cung này quả thật là một người có cá tính vì đạo cung hắn hy sinh quá nhiều vương bình nhìn chữ trong nội dung mô phỏng cũng nội ra chút xúc động cực kỳ có thiện cảm với cung chủ đạo cung đợi tương lai hắn lớn mạnh mặc dù không gia nhập đạo cung như trong mô phỏng nhưng cũng sẽ che chở đạo cung trong khả năng cho phép tiếp theo nên đột phá chân thần cảnh rồi vương bình lặng lẽ suy nghĩ tiếp tục đưa mắt nhìn màn hình tiếp theo sau khi ngươi nhận thánh nguyên thần khoáng cung chủ đạo cung đưa cho lập tức bế quan dự định đột phá chân thần cảnh lần này ngươi dễ dàng đột phá tới cấp bậc chân thần cảnh lấy thái sơ thần khoáng tạo nên thần đài hoàn mỹ rất nhanh thiên kiếp xuất hiện người bắt đầu độ kiếp sau khi vượt qua thiên kiếp người chính thức bước chân vào cảnh giới chân thần chỉ là chuyện khiến người bất đắc dĩ xảy ra cái tên cường giả kinh khủng kia rõ ràng là vẫn ở trên thái nguyên cổ tinh không hề tình cờ đi ngang quá phát hiện độ kiếp vì vậy người lại bị hắn bắt đi lần nữa để tránh khỏi việc bị hắn luyện hóa người lựa chọn chủ động kết thúc mô phỏng vì lựa chọn của người mô phỏng lần này kết thúc khi dòng chữ mô phỏng kết thúc trong đầu vương bình xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng với cảm ngộ tu luyện vô cùng câm nín cái tên cường giả khủng khiếp kia cũng quá tùy tiện rồi vậy mà ở ngay tại thái nguyên cổ tinh xem ra thời điểm đột phá đại cảnh giới sau này phải rời khỏi thái nguyên cổ tinh rồi ta không tin trên mỗi cái cổ tinh đều có cường giả khủng bố như vậy vương bình hơi buồn bực thổ tào bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đinh tạo phần thưởng thành công ký chủ có thể lựa chọn hai trong các phần thưởng bên dưới một tu vi chân thần cảnh tầng 1, 2, thiên phú màu tím, thần thông vô hiệu hóa, 3, thái sơ thần khoáng, 4, thiên ma thạch, 5, thần khí ngẫu nhiên, không có thần nguyên trợ giúp ta mô phỏng rồi, chẳng qua, lên thượng giới trong thực tế lại không giống như mô phỏng, vẫn có một chút nguy hiểm, thế nên lựa chọn tu vi tăng thực lực lên rất quan trọng, Phương Bình nhìn phần thưởng lần này, hơi do dự, chỉ là lựa chọn tu vi thì lần chi phí lần mô phỏng tiếp theo của hắn sẽ càng lớn, sẽ khiến hắn rất đau đầu, thần nguyên có thể kiếm, mạng chó mới là quan trọng nhất. Vương Bình đưa ra lựa chọn, thánh khí mặc dù mạnh, nhưng cũng cần tu vi mạnh hơn mới có thể phát huy sức mạnh thật sự. Hư thần cảnh tầng 1 vẫn còn yếu quá, tu vi chân thần cảnh phối hợp với thánh khí, cộng thêm các loại thủ đoạn, ta mới có năng lực chống lại chân thần cảnh đại viên mãn, thậm chí là cường giả bán bộ thần quân cảnh. Có loại sức chiến đấu này, lên thượng giới gặp tình huống bất ngờ, cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Ngoài ra, có loại sức chiến đấu này, muốn thu được thần nguyên cũng không tính là khó. Hệ thống, ta lựa chọn một, tu vi chân thần cảnh tầng 1 và 2 thiên phú màu tím thần thông vô hiệu hóa vương bình lặng lẽ nói trong lòng đinh lựa chọn phần thưởng thành công âm thanh hệ thống vang lên sau đó vương bình lập tức cảm nhận được tu vi của mình lấy xu thế khủng bố tăng vọt hư thần cảnh tầng 4, hư thần cảnh tầng 7, hư thần cảnh đại viên mãn bán bộ chân thần sau đó thần đài lập tức xuất hiện trong thức hải tu vi đạt tới cấp bậc chân thần cảnh thần uy khủng bố bắt đầu tràn ra chẳng qua vương bình cảm nhận được rõ ràng cơ thể xuất hiện phản ứng bài xích với từ linh giới rõ ràng đây là quy tắc thượng giới đang chèn ép hắn hạ giới không cho phép xuất hiện cường giả hư thần cảnh tầng 3 trở lên tu vi cao thì phải phong ấn vì thế vương bình không chút do dự lựa chọn phong ấn tu vi bản thân sau đó loại phản ứng bất thường này mới coi như biến mất một tháng tiếp theo vương bình lựa chọn để lại một ít đường lui tại hạ giới rồi mới lựa chọn phi thăng cột sáng phi thăng ngút trời xuất hiện tất cả tu sĩ tử linh giới khiếp sợ bọn họ không ngờ được đã bao lâu rồi mới lại có người đạt tới hư thần cảnh bắt đầu phi thăng thượng giới trong một thời gian nhóm hoàng giả đều vô cùng hâm mộ mà cơ băng nhan trong vĩnh hằng đống thổ cũng cảm nhận được hết thảy trong lòng vô cùng nhộn nhạo dựa vào tình báo nàng biết được tử linh giới chỉ còn dư lại một phần thần nguyên mới đúng một phần thần nguyên này chỉ đủ để cho một người đột phá hư thần cảnh sau đó phi thăng thượng giới hôm nay có người phi thăng phải chăng có ý nghĩa là phần thần nguyên kia đã bị vương bình tìm được trước một bước rồi trong lúc tâm tình mọi người tại hạ giới đang nhốn nháo vương bình cũng nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi đi lên thượng giới dọc trên đường đi Vương Bình cảm nhận được năng lượng không gian bên ngoài Thông Đạo Phi Thăng, một cảnh này, hắn đã đắm chìm trong mô phỏng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần, hắn đều có được thu hoạch không nhỏ, suy cho cùng, pháp tắc không gian nơi này vô cùng dày đặc, có thể trợ giúp hắn tu luyện, nhìn xem, Vương Bình tiến vào trạng thái giác ngộ kỳ diệu, không biết qua bao lâu, Vương Bình mở mắt lần nữa, lộ ra nụ cười, hắn khẽ giơ tay lên, năng lượng không gian trong Thông Đạo Phi Thăng dao động vì bàn tay của hắn, ngay sau đó, quanh người hắn cũng xuất hiện một luồng lực lượng pháp tắc vừa sâu xa vừa khó hiểu đó chính là pháp tắc không gian trong truyền thuyết không sai ở trong lần ngộ đạo này vương bình mượn lực lượng không gian đặc biệt trong thông đạo phi thăng lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thật sự phải biết rằng dưới tình huống bình thường lực lượng pháp tắc chỉ có cường giả thánh nhân cảnh mới có thể lĩnh ngộ nhưng hôm nay vương bình vừa mới đạt tới tu vi chân thần cảnh giã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc không gian nếu như việc này truyền đi tuyệt đối sẽ khiến đông đảo tu sĩ sợ đến rớt cằm suy cho cùng loại chuyện này đặt ở thượng giới cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi cho dù là những nhân vật thiên kiêu thân tử đại đế chính là nhân vật có thể tại thời điểm bán thánh lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc cũng đã là chuyện vô cùng kinh người rồi chứ đừng nói là tại cấp bậc chân thần cảnh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc hơn nữa đây là lực lượng pháp tắc không gian pháp tắc không gian bình thường chẳng qua chuyện này đối với vương bình lại là chuyện vô cùng bình thường dù sao vương bình có máy giả lập nhân sinh thật ra cũng không phải đơn giản ngộ đạo một lần mà lĩnh ngộ được pháp tắc không gian luôn mà phải trải qua nhiều lần mô phỏng tích lũy hắn cũng đã ngộ đạo hơn một vạn năm rồi dĩ nhiên lần này có thể ngộ đạo đột phá tầng bình cảnh kia lĩnh ngộ lực lượng pháp tác không gian hay là tu vi vương bình tăng tới cấp bậc chân thần cảnh sau khi tu vi đạt tới chân thần cảnh lột xác toàn diện ngộ tính vương bình sẽ được tăng lên nhất định cho nên mới có thể mượn lực lượng không gian đặc biệt xuất hiện khi phi thăng để tiến hành giác ngộ nếu không cho dù là vương bình đoán chừng cũng rất khó để tiến vào trạng thái ngộ đạo lại còn lĩnh ngộ được lực lượng pháp tác không gian thật sự cái này thật đúng là vừa mới phi thăng liền cho ta một kinh hỉ mà đã có lực lượng pháp tác không gian cho dù đối mặt với cường giả thần quân cảnh ta cũng có thể đánh với hắn một trận, cho dù đánh không lại, có lực lượng pháp tắc không gian, ta muốn trốn, hắn cũng không cản được, cái này, đi thượng giới cũng coi như bùng nổ cảm giác an toàn rồi, nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Bình không kìm được khẽ cong lên, vô cùng vui vẻ, tại lúc Vương Bình đang cao hứng, ánh sáng chói lóa xuất hiện, Vương Bình cũng biết lần phi thăng này coi như kết thúc rồi, lập tức liền tới thượng giới rồi, đúng như dự đoán, mấy giây sau, Vương Bình cảm giác bản thân bị quang ra khỏi thông đạo phi thăng, lên tới thượng giới, linh khí tại thượng giới rất nồng đậm khiến cho cả người vương bình thoải mái cũng chính tại lúc này vương bình cảm nhận được ba luồng khí tức từ xa đang bay về phía này đối với việc này vương bình khẽ lắc đầu biết ba người quen cũ kia lại tới rồi chỉ là lần này vương bình không muốn gặp bọn họ không gian bị vương bình bóp méo trực tiếp rời khỏi chỗ này không bao lâu sau khi vương bình rời đi ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện ở nơi này lúc ba người thấy nơi này không một bóng người thì đều hơi nghi ngờ theo lý người vừa mới phi thăng không thể nào bóng chốc đã trở lại bình thường càng không nên rời đi nhanh như vậy mới đúng lúc này đồng tử của cường giả hư thần cảnh của thanh nguyên thần giáo co rút lại giống như phát hiện ra chuyện gì không thể tin nổi vậy dao động của quy tắc không gian hư thần cảnh của thanh nguyên thần giáo run giọng nói vừa dứt lời hai đại tu sĩ hư thần của bạch viêm thần giáo và bắc tuyết thần triều đều kinh ngạc cũng cảm nhận được dao động quy tắc không gian còn sót lại ở đây vẻ mặt đều chấn động lực quy tắc là sức mạnh chỉ có thánh nhân mới có thể tiếp xúc thời đại mặt pháp này đừng nói là thánh nhân cho dù là cường giả bán thánh đều vô cùng hiếm thấy bây giờ lại xuất hiện dao động quy tắc không gian vậy không phải là vừa nổi mới có một thánh nhân đã xuất hiện ở đây dẫn phi tham giả đi rồi à nghĩ đến đây ba cường giả hư thần cảnh ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau trong lòng hơi ngạc nhiên về thân phận của phi thăng giả này vậy mà có thể khiến thánh nhân ra mặt dẫn hắn đi ngay lập tức bọn họ nhanh chóng liên lạc với thế lực ở sau lưng mình trong bạch viêm thần thành thuộc bạch viêm thần giáo ở phía đông nội vực vương bình đã đến nơi này đến tu vi chân thần cảnh một lần mô phỏng ta cần phải tiêu hao 100 cân thần nguyên hạ phẩm đúng là đủ đán đỏ tiếp theo nên kiếm lượng lớn thần nguyên hạ phẩm thế nào đây vẫn là một vấn đề vương bình quét mắt nhìn tu sĩ trong thành vuốt cầm bắt đầu suy ngẫm mặc dù thần nguyên hạ phẩm cũng rất quý giá nhưng đối với một vài thần giáo và thánh địa số lượng tích chữ chắc chắn cũng không tính là ít ví dụ đào cung đã lấy ra mấy nghìn cân thần nguyên hạ phẩm để giúp thánh thể của vương bình đột phá đến hư thần cảnh có thể nói là một khoản lớn ngoài ra trên người thiếu chủ mạc gia cũng có thể có trăm cân thần nguyên hạ phẩm bạch viêm thần giáo thanh nguyên thần giáo bắc tuyết thần triều ba thế lực lớn của phía đông nội vực này có được bí cảnh kia chắc chắn là có không ít thần nguyên hạ phẩm quan trọng là làm sao lấy được từ trong tay của bọn họ vương bình hơi đau đầu đồ trên người hắn không thể nghi ngờ là vô cùng cực đoan hoặc chính là những thứ như thánh khí đế kinh quý giá quá mức một khi lấy ra chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm hoặc chính là mấy thần khí trung hạ phẩm thần khí trung hạ phẩm chắc không bán được giá quá cao nói cho cùng thần khí trung hạ phẩm đều là thứ cường giả hư thần cảnh hoặc bán bộ chân thần sử dụng giá cả không tính là cao có thể gom một hai lần chi phí của mô phỏng trả phí hay không cũng là một vấn đề chỉ có thể bán thần khí trước thôi xem có thể bán ra trăm cân thần nguyên hạ phẩm không sau đó mượn lần mô phỏng trả phí này xem có thể làm mới ra thiên phú khiến mình kiếm được nhiều tiền không nhắc mới nhớ thiên phú luyện đan và luyện khí vẫn đều chưa từng làm mới ra hy vọng có thể làm mới ra một thiên phú luyện đan hoặc thiên phú luyện khí màu tím thậm chí màu vàng nếu như vậy thì ta không thiếu thần nguyên rồi vương bình lắc đầu trong lòng lóe qua các loại suy nghĩ bước vào trong cửa hàng bạch viêm thuộc bạch viêm thần giáo sau đó vương bình đã bán thần khí hạ phẩm và thần khí trung phẩm dư thừa trên người hắn tổng cộng có được 240 cân thần nguyên hạ phẩm, trong đó, một thần khí trung phẩm đã trị giá 200 cân thần nguyên hạ phẩm, thần khí hạ phẩm khác cộng lại mới được 40 cân thần nguyên hạ phẩm, hơi rẻ quá mức. Ở hạ giới, thần khí hạ phẩm giống như vật báo. kết quả đến thượng giới lại mất giá như vậy, đúng là không biết nên nói gì cho phải. Vương Bình hơi thổn thức, thiệt cho hắn ban đầu sau khi có được thần khí từ Thương Viêm Cốc đã vui mừng như vậy, cảm giác ở trên thượng giới chỉ là đồ rách nát đầy đường, chỉ có thể nói Người xích gia bị trục xuất khỏi xích gia lan lộn thảm quá. Đương nhiên chỉ là một nguyên nhân trong đó chủ yếu là người xích tộc chạy đến từ linh giới thật ra cũng chỉ là một phần nhỏ tộc nhân trong số tộc nhân bị trục xuất, gom đủ hai lần cơ hội mô phỏng trả phí, hy vọng có thể cho ta chút bất ngờ vui vẻ. Nếu không muốn tiếp tục kiếm thần nguyên, ta cũng chỉ có thể bán một số công pháp và bí pháp tự sáng tác thôi. Vương Bình thở dài, hơi bất đắc dĩ, hắn luôn cảm thấy cả đường đi này của hắn, không phải bán đồ thì chính là trên con đường mua đồ. Tiếp đó, Vương Bình tìm được một khách điếm vào ở, sau khi sắp bài trận pháp xong, hắn nói ở đáy lòng, hệ thống, ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí tinh tiêu hao 100 cân thần nguyên hạ phẩm khởi động máy giả lập nhân sinh thiên phú đang làm mới âm thanh của hệ thống vang lên tinh thiên phú làm mới thành công chúc mừng ký chủ thành công làm mới ra thiên phú màu tím tiền tài như nước thiên phú màu lam hình thức hiền giả thiên phú màu tím tiền vào như nước có thiên phú này tài vận của ký chủ sẽ được tăng lên thiên phú màu lam hình thức hiền giả có thiên phú này ký chủ sẽ không gần nữ sắc tiến vào hình thức hiền giả tốc độ tu hành sẽ được tăng lên tương ứng ờ, đây đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, ta muốn kiếm thần nguyên, kết quả đã có Thiên Phú màu tím, tiền tài như nước, thú vị đấy. Vương Bình nhìn Thiên Phú làm mới ra lần này, không nhịn được nổi nụ cười. Có Thiên Phú màu tím này, chắc là hắn sẽ có thể kiếm được rất nhiều thần nguyên. Nếu như vậy thì sướng rồi, Còn về Thiên Phú màu lam, hình thức hiền giả, thật sự là hơi già, đáng tiếc. Đây chỉ là Thiên Phú màu lam, nếu không ngược lại cũng có tác dụng không nhỏ, có thể giúp hắn nâng cao tốc độ tu vi hệ thống. Ta chọn Thiên Phú màu tím, tiền tài như nước vương bình nói ở đáy lòng tinh lựa chọn thiên phú thành công bắt đầu mô phỏng nhân sinh âm thanh của hệ thống vang lên vương bình đã cảm thấy ý thức lóe lên biết đã tiến vào trong trạng thái mô phỏng nhập vai hệ thống tu nhanh cho ta vương bình nói ở đáy lòng tinh đang tu nhanh âm thanh của hệ thống vang lên màn hình xuất hiện chữ viết quen thuộc cũng hiện ra ngày thứ nhất người lựa chọn tu hành định hôm sau đến đạo cung ngày thứ hai lúc ngươi chuẩn bị xuất phát đến đạo cung đã nghe thấy tin tức trong phía đông đội vực xuất hiện cổ mộ của một cường giả thần quân cảnh rất nhiều cường giả đều đã đến chỗ đó định phá mở phong ấn cổ mộ tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên sau khi nghe thấy tin tức này người hơi kinh ngạc dù sao trong trí nhớ của ngươi điểm thời gian này sẽ không xuất hiện cổ mộ của cường giả thần quân cảnh gì mới đúng rất nhanh người đã lấy lại tinh thần suy đoán đây chắc là hiệu quả của thiên phú màu tím tiền tài như nước mang tới tâm trạng người vi diệu cứ cảm thấy coi như là trải nghiệm cảm giác thiên đạo chuẩn bị cơ duyên cho ngươi thưởng cơm ăn một lần sau khi thu tâm trạng lại người đã lựa chọn xuất phát đến cổ mộ của cường giả thần quân cảnh kia định cướp đoạt cơ duyên bên trong lấy được nhiều thần nguyên chút mặc dù đồ tốt bên trong cổ mộ của một cường giả thần quân cảnh chắc sẽ không có bao nhiêu nhưng đối với người nghèo như ngươi bây giờ thì chắc chắn cũng vô cùng không tệ lúc người đến cổ mộ của cường giả thần quân cảnh thì phát hiện nơi này đã xuất hiện không ít tu sĩ người của bạch viêm thần giáo thanh nguyên thần giáo bắc tuyết thần triều cũng đã đến nơi này thậm chí ngay cả lão tổ thần quân cảnh của ba thế lực lớn cũng xuất hiện ở đây muốn liên thủ phá đại trận của cổ mộ sau khi đến đây ngươi lặng lẽ quan sát không có ý định chơi trội vì tác dụng của thiên phú màu tím che giấu khí tức và bí pháp của ngươi nên không có ai phát hiện ra ngươi cho dù là cường giả thần quân cảnh thì cũng như vậy nếu như ngươi dùng quy tắc không gian có thể ẩn giấu bản thân cho dù là bán thánh cũng không thể phát hiện ra ngươi có thể nói ngươi bây giờ chỉ cần không tìm cái chết tiên thiên đứng ở chỗ bất bại rồi không lâu sau cổ mộ của cường giả thần quân cảnh bị mở ra rất nhiều tu sự muốn vào trong nhưng bị ba cường giả thần quân cảnh của ba thế lực lớn ép lui lạnh lùng bắt bọn họ rời đi không thể vào trong nếu không sẽ chết không tha nghe thấy câu này rất nhiều tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ cảm thấy người của ba thế lực lớn làm tuyệt tình quá rồi mặc dù phẫn nộ nhưng bọn họ thật sự không dám nói gì nhiều dù sao chênh lệch thực lực bày ra đó nếu dám ra mặt vậy đúng là sẽ chết thật nhưng mà lúc các bên phẫn nộ lại không có cách nào có hai tán tu thần quân cảnh đã đến nơi này châm biếm ba thế lực lớn đúng là bá đạo thấy vậy rất nhiều tu sĩ cho rằng đã thấy hy vọng tưởng là bọn họ hơi hy vọng tiến vào bên trong rồi thế nhưng rõ ràng bọn họ nghĩ nhiều rồi chút hy vọng nhỏ này hoàn toàn không tồn tại lão tổ thần quân cảnh của ba thế lực lớn nhìn hai tán tu thần quân cảnh xuất hiện đều mỉm cười bày tỏ đạo hữu không giống thế lực và tu sĩ khác tất nhiên có thể vào trong thấy vậy hai cường giả thần quân cảnh gật đầu tất nhiên không có ý ra mặt cho tu sĩ khác thấy cảnh này ngươi cũng không vội dù sao sau khi ba thế lực lớn vào trong thủ đoạn để lại cũng không ngăn cản được ngươi ngươi có thể đi lại đương nhiên tiếp theo sau khi ba thế lực lớn bày lại đại trận ngăn cản tu sĩ khác vào trong rồi đã dẫn người tiến vào cổ mộ ngươi cũng sử dụng sức mạnh quy tắc không gian dễ dàng lèn vào trong sau khi ngươi tiến vào ngươi đã nhìn thấy cảnh tượng trong cổ mộ đối với cường giả thần quân cảnh cổ mộ cường giả thần quân cảnh để lại rõ ràng không tính là cái bánh lớn gì thần thức quát qua đã có thể nhìn thấy tận cùng vì vậy cường giả ở đây tất cả đều lập tức nhìn thấy quan tài đá và thi khôi bảo vệ xung quanh trong không gian cổ mộ thi khôi này được coi là mạnh mẽ có thể chống lại cường giả chân thần cảnh bình thường nhưng đối với cường giả có mặt ở đây lại không tính là gì bọn họ đã dễ dàng chấn áp thi khôi sau đó bọn họ để quan tài đá ra nhìn thấy thi hài của cường giả thần quân cảnh bên trong cùng với vật phẩm chôn cùng sau khi quan tài đã bị mở ra thân niệm cường giả thần quân cảnh để lại cũng bị kích hoạt thấy nhiều cường giả thần quân cảnh đến trộm mộ như vậy thân niệm của cường giả thần quân cảnh này không khỏi cười khổ bày tỏ cường giả thần quân cảnh có mặt ở đây có thể lấy đồ hắn để lại nhưng đừng tiến hành cướp đoạt ở đây hắn chỉ muốn ngủ say đối với điều này cường giả thần quân cảnh tán tu lạnh lùng bày tỏ thi hài của cường giả thần quân cảnh có thể dùng để luyện chế thần khí cực phẩm không thể bỏ qua cường giả thần quân cảnh khác cũng là thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không để ý suy nghĩ của thần niệm cường giả thần quân cảnh ở cổ mộ thấy vậy thần niệm của cường giả thần quân cảnh ở cổ mộ thở dài bày tỏ nếu các người đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách hán lòng dạ độc ác tiếp theo thần niệm của cường giả thần quân cảnh cổ mộ trực tiếp kích hoạt sát trận bố trí lúc còn sống sát trận khủng bố bị kích hoạt có sức mạnh tiêu diệt cường giả thần quân cảnh điều này khiến sức mặt cường giả thần quân cảnh ở đây đều thay đổi sắc mặt bắt đầu liên thủ chống lại sát trận bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, người cũng bị cuốn vào trong sát trận, đã bị lộ ra ngoài về sát trận, cường giả thần quân cảnh ở đây đều ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của ngươi, không ngờ còn có một con chuột chân thần cảnh lén lút chạy vào, cường giả thần quân cảnh ở đây đều lạnh lùng hừ một tiếng, muốn trực tiếp tiêu diệt ngươi, đối mặt với thế mạnh của đám cường giả thần quân cảnh này, ngươi lạnh lùng cười, trực tiếp sử dụng quy tắc không gian và thần thông hệ không gian suy diễn từ đạo thiên đế kinh, dễ dàng thoát khỏi sát trận điều này cũng khiến cường giả thần quân cảnh ở đây đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc một run dế chân thần cảnh tầng một lại lĩnh ngộ được quy tắc không gian đây là chuyện khiến người ta khó có thể tin được ngoài ra bọn họ cũng đã nhìn ra chuyện ngươi tu hành đạo thiên đế kinh khí tức của đạo thiên đế kinh là không thể mô phỏng cũng tức là người là người của đạo cung trong phút chốc cường giả thần quân cảnh ở đây đều đổ mồ hôi lạnh cho rằng bản thân gây ra họa lớn một người đạo cung ở chân thần cảnh đã lĩnh ngộ quy tắc không gian chắc chắn là lão quái vật nào chuyển thế hoặc là lão quái vật trùng tu bây giờ bọn họ đắc tội cường giả như vậy bọn họ và người bên cạnh sợ rằng đều sẽ gặp họa lớn vì vậy tất cả mọi người đều gấp gáp muốn mau chóng phá được sát trận nhận lỗi giải quyết mâu thuẫn với ngươi lúc năm cường giả thần quân cảnh đều đang lo lắng ngươi đã đến bên ngoài sát trận lại thấy tàn niệm của cường giả thần quân cảnh lần nữa thấy sự xuất hiện của người tàn niệm của cường giả thần quân cảnh cổ mộ cũng vô cùng chấn động sau đó hắn cười khổ bày tỏ bản thân có tài đức gì lại dẫn được tiền bối thánh nhân đến đây nghe thấy lời này ngươi hiểu đối phương đã hiểu nhầm cái gì đó dù sao chân thần cảnh lĩnh ngộ quy tắc quả thật rất dọa người người khác cảm thấy là thánh nhân trùng tu hoặc thánh nhân đoạt xác mới là chuyện bình thường người cũng lười giải thích gì về điều này chỉ bảo thần niệm của cường giả thần quân cảnh giao đồ ra người có thể giúp thần niệm tìm chỗ tốt chôn cất thi hài nghe vậy thần niệm của cường giả thần quân cảnh cổ mộ thở dài thành thật giao tất cả đồ ra người vừa lướt qua phát hiện đồ tốt bên trong thật sự không ít thần nguyên hạ phẩm đủ hơn vạn cân ngay cả thần nguyên trung phẩm cũng được khoảng trăm cân ngoài ra còn có một thần khí cục phẩm ba thần khí thượng phẩm năm thần khí trung phẩm và một số đan dược có thể giúp cường giả chân thần cảnh tu hành và khôi phục pháp lực thấy vậy người vô cùng hài lòng đây coi như là một đợt làm giàu tiếp theo chỉ cần yên tâm đến đạo cung tu hành là được sau đó người đã thu thu hài của cường giả thần quân cảnh cổ mộ lại rồi rời khỏi cổ mộ đến đạo cung trong mô phỏng bằng chữ viết không biết đúng là lỗ không ít thần nguyên nhưng cũng không quan trọng dù sao những thần nguyên này cũng đủ dùng rồi đợi dùng sau những thần nguyên này thần nguyên những cường giả thần quân cảnh này bồi thường chắc cũng không dùng đến rồi Vương Bình nhìn nội dung mô phỏng chữ viết, nở nụ cười, cổ mộ này hắn nhất định phải đi, có nhiều tài nguyên như vậy, lại giao cho hớ Nghị, xem có thể kích hoạt tăng gấp bội không, nếu như xuất hiện tăng gấp bội với bội số cao, vậy chỉ cần hắn không tăng cấp tu vi, thì thời gian khá dài đều không cần lo lắng vấn đề mô phỏng trả phí, điều này rất thoải mái, người đến đạo cung như trong trí nhớ, lần này vì tu vi của ngươi đã đạt đến chân thần cảnh, cung chủ đạo cung càng kinh ngạc hơn, mặc dù tu vi của ngươi cao, hơn nữa không rõ lai lịch, nhưng vì ngươi có thời không đạo thể, hơn nữa đã tu hành đạo thiên đế kinh nên cung chủ đạo cung vẫn tiếp nhận ngươi từ đó ngươi bắt đầu tu hành trong đạo cung hơn nữa vẫn trở thành đạo tử như cũ cung chủ đạo cung cảm thấy nếu nói tình hình của ngươi ra ngoài đạo tâm của những thiên kiêu kia trên thái nguyên cổ tinh chất đều bị ảnh hưởng trong nháy mắt đã qua mấy chục năm tu vi của ngươi đã hơi tiến bộ đạt đến chân thần cảnh tầng hai cũng tức là sau khi tu vi của ngươi đạt đến chân thần cảnh tầng hai không lâu bí cảnh đại thánh đã mở ra lần này ngươi vẫn lựa chọn vào trong chỉ là lần này ngươi không cam lòng trở thành một khán giả người tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh đại thánh đồng thời cũng chú ý tin tức của thánh dược người dựa theo cảnh trong trí nhớ thành công tìm được chân thần tinh hoa sau khi nuốt nó tu vi thành công tăng lên một cảnh giới nhỏ đạt đến cấp bậc chân thần cảnh tầng 3. người đạt đến chân thần cảnh tầng 3, cộng thêm các loại thủ đoạn tự tin có thể chống lại cường giả thần quân cảnh rồi vì vậy người đã có lòng tin khá lớn để tranh đoạt thánh dược không lâu sau người đã cảm nhận được dao động năng lượng vô cùng khủng bố cường giả thần quân cảnh đang đại chiến Ngươi sử dụng thiên phú màu tím che dấu khí tức và vi pháp ẩn dấu khí tức im hơi lặng tiếng đi qua lúc người đến vị trí người đã thấy giữa cường giả thần quân cảnh bộc phát đại chiến kinh thế các loại thần thông vô cùng trói lọi và nguy hiểm thấy cảnh này người thấy vô cùng nặng nề mặc dù người có lòng tin có thể chống lại cường giả thần quân cảnh nhưng đó cũng là chống lại cường giả thần quân cảnh tu vi rất thấp đối phó với những cường giả thần quân cảnh tu vi cao kia thì là chuyện không thể nào trước mặt bọn họ người cũng chỉ có thể dựa vào quy tắc không gian và thần thông không gian để tiến hành chạy thoát thân nhưng mà ngươi cũng không lo lắng gì, dù sao ngươi hoàn toàn không có dự định giao đấu chính diện với đám cường giả này, chỉ là muốn tìm đúng cơ hội cướp lấy thánh dược rồi bỏ chạy. Rất lâu sau, đại chiến của cường giả thần quân cảnh cuối cùng đã hạ màn, thánh dược bị gia tộc được xưng là mạnh nhất hiện giờ trên thái nguyên cổ tình trương gia này đoạt đến tay như trong trí nhớ của ngươi, muốn tuyển độn, lúc này, ngươi ẩn giấu khí tức, thay đổi khuôn mặt, im hơi lặng tiếng đi qua, sau đó ngươi nhất lúc đối phương đồ phòng cường giả khác, sử dụng quy tắc không gian, trực tiếp tiến hành đánh lén hắn. Lần này ngươi vô cùng may mắn, vậy mà trực tiếp kích hoạt hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn đánh ra điểm bạo kích cường giả thần quân cảnh này của trương gia trực tiếp bị người đánh ra ngoài người cũng nhân cơ hội này cướp lấy thánh dược của hắn lợi dụng quy tắc không gian nháy mắt xé không gian trực tiếp viễn độn trốn thoát khỏi hiện trường người đột nhiên xuất hiện dùng thần thông không gian đánh bay một thần quân cảnh viên mãn cướp thánh dược đi khiến tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lại lúc bọn họ phản ứng lại đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc dù sao hành vi cấp thức ăn trước miệng cọc này thật sự quá kinh người nhưng mà lúc bọn họ cảm nhận được quy tắc không gian thì đều vô cùng xúc động nhưng mà bọn họ cũng không tin một tu sĩ chân thần cảnh có thể lĩnh ngộ ra quy tắc không gian bọn họ cũng cảm thấy ngươi là lão quái vật trùng tu hoặc đoạt xác ngoài ra bởi vì ngươi ẩn giấu công pháp khí cơ nên bọn họ cũng không nhìn ra ngươi là người của đạo cung cuối cùng cường giả trương gia nổi điên nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể đấm ngực dậm chân muốn tìm ra để phanh thay xé xác ngươi từ đó hành trình bí cảnh đại thánh đã hạ màn các bên đều có thu hoạch và tổn thất còn ngươi là người thắng lợi lớn nhất của hành trình bí cảnh đại thánh lần này không thể nghi ngờ sau khi rời khỏi bí cảnh đại thánh ngươi đã cởi bỏ ngụy trang tụ họp với cường giả đạo cung trở về trong đạo cung sau khi trở về đạo cung ngươi đã bắt đầu tiếp tục bế quan tu hành lần này ngươi không có suy nghĩ tiết kiệm tài nguyên trực tiếp lấy thánh dược có thể giúp bán thánh nâng cấp đột phá đến thánh cảnh kia ra từ từ luyện hóa nó giúp bản thân tu hành từ đó ngươi khắc khổ tu hành nâng cao tu vi của bản thân dưới tình huống như vậy trăm năm trôi qua người hấp thụ một phần tinh hoa thánh dược tu vi trực tiếp tăng vọt đến cấp bậc chân thần cảnh tầng 6, thời gian trăm năm tăng liên tiếp 3 tầng tu vi, điều này nếu để đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động rất nhiều tu sĩ. Dù sao, tu hành càng về sau càng khó, đến chân thần cảnh cho dù là nhân vật thiên kiêu đã định trước tương lai có thể bước vào thần quân cảnh, nếu chỉ dựa vào bản thân tu hành bình thường thì mấy trăm năm có thể tăng một cảnh giới nhỏ cũng đã là chuyện vô cùng giỏi rồi, còn ngươi lại là đột phá liên tiếp 3 tầng trong thời gian trăm năm, hơn nữa đây còn là kết quả ngươi vì tạo căn cơ hoàn mỹ, không đóng vội nếu không ngươi hoàn toàn có thể tăng nhanh tốc độ luyện hóa đến lúc đó trong thời gian trăm năm không chỉ đơn giản là tăng ba tầng tu vi như vậy trước mắt lại đã qua ba trăm năm ba trăm năm trôi qua ngươi tu hành càng ngày càng vững vàng trong quá trình từ từ luyện hoa tinh hoa thánh dược tu vi của ngươi đã tăng cấp đến chân thần cảnh tầng chín lại qua ba trăm năm nữa tu vi của ngươi làm đâu chắc đó tăng đến cấp bậc chân thần cảnh đại viên mãn đến bước này thánh dược cũng coi như bị ngươi luyện hóa gần hết rồi không đủ để ngươi đột phá đến bán bộ thần quân cảnh dưới tình huống nội tình hoàn mỹ vì vậy người đã luyện hóa tinh hoa thánh sửa còn lại tu hành công pháp luyện thể mạnh mẽ đạo cung ghi chép cường hóa phách thể của bản thân chỉ có thể nói kế hoạch không theo kịp thay đổi người vẫn càng thích công pháp luyện thể mạnh mẽ ghi chép trong đạo cung hơn công pháp của thế giới cao võ công pháp luyện thể của thế giới này vẫn có giới hạn trên cao hơn đương nhiên con đường luyện thể của thế giới này đi đến cuối cùng người vẫn sẽ cân nhắc tu hành công pháp của hệ thể cao võ dù sao thế giới này còn ở thời đại mạt pháp ai cũng không biết khi nào thời đại hoàng kim sẽ xuất hiện lần nữa vì vậy giới hạn trên là khóa cứng rồi Mặc dù giới hạn trên của con đường luyện thể chưa khóa cứng, nhưng thiếu hụt về mặt tài nguyên thật ra không khác gì bị khóa cứng, dù sao con đường luyện thể thật ra là càng tiêu hao tài nguyên hơn. Trong nháy mắt đã lại trôi qua 300 năm, trong 300 năm này, phần tinh hoa cuối cùng của thánh dược cũng đã bị ngươi luyện hóa rồi. Bây giờ phách thể của ngươi cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ, đủ để dễ dàng đánh bại cường giả bán bộ thần quân cảnh, chống lại cường giả thần quân cảnh. Sau khi hấp thụ xong tinh hoa thánh dược, ngươi đã lựa chọn xuất quan bởi vì ngươi nhớ ra qua mấy chục năm nữa chính là ngày mở bí cảnh do ba đại thần giáo phía đông nội vực nắm giữ trước lúc đó ngươi vẫn luôn tò mò lâm thanh hòa là vì nguyên nhân thế nào mới tiếp nhận thôn tiên ma thể của mình hoàn toàn đi vào ma đạo cho nên ngươi suy nghĩ có cần đi tìm tòi một phen không mô phỏng chữ viết đã dừng lại ở đây trong đầu vương bình cũng xuất hiện các loại cảnh tượng và cảm ngộ tu hành ngoài ra hắn cảm nhận được tu vi của bản thân cũng trực tiếp tăng vọt đến chân thần cảnh đại viên mãn về mặt phách thể cũng mạnh vô địch hay lắm loại cảm giác này tuyệt quá rồi cảm nhận sức mạnh mạnh mẽ hiện giờ của mình vương bình không khỏi khen ngợi với cường độ giao diện bây giờ của hắn cho dù đối đầu với cường giả thần quân cảnh đại viên mãn sợ rằng cũng sẽ không rơi vào thế yếu ở thời đại mạt pháp này cường giả thần quân cảnh đại viên mãn là nhân vật trưởng môn nhân đứng đầu của thế lực lớn như cung chủ đạo cung còn về bán thánh ngoài những lão quái vật ẩn trốn muốn vượt qua thời đại mạt pháp kia ra cả thái nguyên cổ tinh đều không có mấy bán thánh hành tàu bên ngoài dưới tình huống như vậy vương bình nói bản thân là cường giả đứng đầu của thái nguyên cổ tinh thật sự không tính là quá đáng chút nào thậm chí dựa vào rất nhiều thủ đoạn bán thánh có thể giết vương bình không đều là một vấn đề đáng cân nhắc chỉ có thể nói thánh rửa cướp được trong bí cảnh đại thánh đúng thật là châu bò đây chính là đại thế giới huyền huyễn một khi có được một cơ duyên kinh thế tu vi và thực lực này lập tức sẽ dần dần tăng lên dễ dàng cắt đôi tu sĩ cùng cảnh giới có thực lực này cũng nên đi làm rõ nội tình của lâm thanh hòa rồi vương bình biết nguyên nhân lần này đột nhiên thoát khỏi mô phòng chữ viết tiến vào mô phòng nhập vai ánh mắt không khỏi trở nên lấp lánh đã có chủ kiến nếu ban đầu lâm thanh hòa chạy trốn vì cường giả thần quân cảnh của đạo cung phát hiện thân phận vậy thì bây giờ hắn tìm đến lâm thanh hòa xác suất xảy ra chuyện cũng không lớn dù sao bán thánh đều rất khó giết hắn khả năng lâm thanh hòa đánh thức hồn thứ hai giết chết hắn không tính là cao hệ thống tu nhanh cho ta sau khi đưa ra quyết định vương bình đã trực tiếp nói ở đáy lòng tinh đang tu nhanh âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa màn hình xuất hiện chữ viết hiện ra sau khi ngươi đưa ra quyết định đã rời khỏi đạo cung khiêm tốn đến làm khách ở bạch thuyên thần giáo giáo chủ của bạch viêm thần giáo vô cùng vui mừng nhiệt tình tiếp đãi ngươi đối với bạch viêm thần giáo bây giờ người đến từ đạo cung nhưng ngươi đúng là giống như cứu tinh vậy dù sao lão tổ của bạch viêm thần giáo đã biến mất thời gian rất dài rồi nếu như còn tiếp tục như vậy bọn họ rất khó không nghi ngờ lão tổ đã xảy ra chuyện thế lực khác rất có thể sẽ rục dịch đến lúc đó hoàn cảnh của bạch viêm thần giáo chắc chắn là sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm bây giờ ngươi là đạo tử đạo cung đến bạch viêm thần giáo nếu như có thể ôm chặt đùi to của đạo tử đạo cung này vậy thì có thể có hiệu quả trấn nhiếp thế lực khác để phòng bọn họ ra tay với bạch viêm thần giáo trong lòng ngươi biết rõ suy nghĩ của giáo chủ bạch viêm thần giáo chỉ là nói rõ làm khách ở bạch viêm thần giáo muốn gặp thần nữ lâm thanh hòa của bạch viêm thần giáo thấy ngươi nói ra lời này giáo chủ của bạch viêm thần giáo vui mừng khôn xiết cho rằng ngươi có suy nghĩ với lâm thanh hòa nếu như lâm thanh hòa có thể trở thành đạo lữ của ngươi vậy địa vị ở nội vực của bạch viêm thần giáo bọn họ sẽ vững như núi thái sơn thế lực khác chắc chắn không dám dễ dàng ra tay với bạch viêm thần giáo dưới tình huống như vậy giáo chủ của bạch viêm thần giáo trực tiếp tìm lâm thanh hòa đến nói rõ hoàn cảnh hiện giờ của bạch viêm thần giáo cũng để lâm thanh hòa có thái độ tốt với ngươi chút cố gắng lấy lòng ngươi lâm thanh hòa cao mày trong lòng vô cùng không thoải mái nhưng nàng cũng không nói gì nhiều tiếp theo lâm thanh hòa đã gặp ngươi rót trà đưa nước cho ngươi dưới tình huống như vậy thái độ của ngươi hòa nhã giao lưu vấn đề tu đạo với lâm thanh hòa kéo gần quan hệ của hai người hoàn toàn không có ý nói đến chuyện liên quan tới nam nữ điều này khiến lâm thanh hòa vô cùng kinh ngạc nàng vốn tưởng rằng ngươi nhìn chúng nàng mới đặc biệt đến bạch viêm thần giáo để giáo chủ của bạch viêm thần giáo thuyết phục nàng bây giờ xem ra hình như là nàng nghĩ nhiều rồi sau khi suy nghĩ lâm thanh hòa cảm thấy nàng coi trọng bản thân quá rồi dù sao ngươi là đạo tử đạo cung hơn nữa còn là thiên kiêu đệ nhất thái nguyên cổ tinh địa vị cao quý được tôi là nhân vật tương lai chắc chắn trở thành thánh dưới tình huống như vậy ngươi muốn tìm đạo nữ đa số nữ tử đều sẽ chủ động dán tới như có tuyển chọn mặc dù nàng có rất nhiều bí mật dáng vẻ cũng vô cùng xuất chúng nhưng ở thái nguyên cổ tinh cũng có không ít người xinh đẹp có thể sánh ngang với nàng mặc dù lâm thanh hòa cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi nhưng cũng nghi ngờ bí mật ngươi đến bạch viêm thần giáo không biết tại sao ngươi từ xa xôi chạy qua đây đây chắc chắn không thể nào chỉ đơn giản là tìm nàng luận đạo ngươi không hề để ý lo nghĩ của lâm thanh hòa tiếp tục giao lưu với nàng trước mắt đã qua mấy chục năm trong mấy chục năm này ngươi vẫn luôn luận đạo với lâm thanh hòa nói chính xác là chỉ bảo nàng tu hành cũng là lặng lẽ quan sát nàng muốn nhìn ra trạng thái tinh thần bây giờ của nàng còn bạch viêm thần giáo thì cười không đậm được miệng đối với hành vi ở lại mấy chục năm này của ngươi cảm thấy chắc là ngươi nhìn chúng lâm thanh hòa rồi điều này khiến trong lòng hắn vô cùng yên ổn cảm thấy uy hiếp ngầm và thăm dò của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều không tính là gì nữa chỉ có lâm thanh hòa ngày càng lo nghĩ không biết rốt cuộc mục đích của ngươi là gì đương nhiên mặc dù nàng lo nghĩ nhưng tiếp xúc 10 năm này vẫn khiến nàng nảy sinh một số thiện cảm và lòng tò mò đối với ngươi không lâu sau bí cảnh ba thế lực lớn nắm giữ đã mở ra lâm thanh hòa tiến vào trong ngươi tự phong tu vi tỏ ý muốn vào trong bí cảnh giáo chủ của bạch viêm thần giáo mừng rỡ chọn cho ngươi tiến vào theo từ đó chuyện trong trí nhớ của ngươi đã xảy ra lần nữa chỉ là lần đó ngươi là khách khanh trưởng lão bây giờ ngươi lại là đạo tử đạo cung bây giờ cho dù ngươi áp chế tu vi muốn tiêu diệt một đám tu sĩ hư thần cảnh cũng chỉ là chuyện phát tay một cái nhưng mà mục đích lần này của ngươi vẫn là muốn làm rõ nội tình của lâm thanh hòa cho nên không có suy nghĩ thay đổi tình tiết sau khi tiến vào bí cảnh ngươi đã rời khỏi đội ngũ một mình trưởng lão dẫn đội của bạch viêm thần giáo cũng không dám nói gì nhiều chỉ có thể mặc cho ngươi rời đi từ đó sự việc xảy ra như trong trí nhớ của ngươi đội ngũ của bạch viêm thần giáo bị hai thế lực lớn liên thủ đánh lén đại chiến đánh vô cùng kịch liệt còn ngươi thì âm thầm quan sát tất cả những điều này muốn xem lâm thanh hòa liệu có hành động giống trong trí nhớ của ngươi không nếu như thật sự là như vậy thì lâm thanh hòa ẩn giấu quá sâu đúng là đại sư quản lý cảm xúc lần này chuyện khiến ánh mắt người lóe sáng đã xảy ra tình tiết không phát triển như trong trí nhớ của ngươi lúc đại chiến mới bắt đầu lâm thanh hòa đã thi triển ra tu vi của hư thần cảnh tầng ba mãi đến lúc người của bạch viêm thần giáo chết gần hết rồi nàng vẫn chưa sử dụng tu vi hư thần cảnh tầng 7, lĩnh ngộ về mặt ngụy quy tắc cũng vô cùng bình thường, giống như nàng chỉ là một thiên kiêu bình thường vậy. Nhưng mà ngươi lại đang suy nghĩ có phải Lâm Thanh Hòa cảm nhận được hắn đang quan sát trận chiến, cho nên không dám để lộ thôn tiên ma thể và sức chiến đấu chân chính không? Điều này không phải chuyện không có khả năng, vì vậy, người tiếp tục quan sát trận chiến, không hề có ý định ra tay. Dưới tình huống như vậy, đám người thần tử còn sót lại của Bạch Viêm Thần Giáo cũng đã chết hết rồi, chỉ còn lại Lâm Thanh Hòa bị thương nặng, có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào. Đây là kết quả hai thế lực lớn cố ý nương tay rồi, hình như muốn sỉ nhục Lâm Thanh Hòa. Cuối cùng, người quan sát Lâm Thanh Hòa giống như đột nhiên biến thành một người khác, mặc dù tu vi vẫn không hề thay đổi, nhưng nàng lại dùng tu vi hư thần cảnh, sử dụng sức mạnh của quy tắc, dễ dàng đánh giết hết tất cả kẻ địch. Chỉ là lúc Lâm Thanh Hòa dùng lực quy tắc, người cảm nhận được rõ ràng Lâm Thanh Hòa trở nên vô cùng suy yếu, rõ ràng đây là một linh hồn khác trong người nàng ra tay, nếu không không thể nào điều động sức mạnh của quy tắc, hơn nữa có ảnh hưởng lớn đối với thân thể của chính mình như vậy xem ra chuyện thay đổi lâm thanh hòa chắc chính là xảy ra trong mấy chục năm này thậm chí có thể là trong hai mươi năm này nếu không tu vi của lâm thanh hòa không thể nào chỉ có hư thần cảnh tầng ba cũng không thể nào là hư thần cảnh tầng bảy trong mô phỏng lúc trước của ta mà là chân thần cảnh trở lên vương bình thầm đưa ra suy đoán hợp lý dựa trên tình báo trong mô phỏng chữ viết nếu như vậy lần sau nằm vùng là có thể chính xác hơn rồi nếu như có thể can thiệp tình tiết để lâm thanh hòa trở thành giúp ích cho ta thì đó là một chuyện vô cùng tốt dù sao người khác không theo kịp tốc độ mạnh lên của ta nhưng lâm thanh hòa có thôn tiên ma thể lại có thể đổi kịp ta ánh mắt vương bình lấp lóe trong lòng suy nghĩ rất nhiều nếu như có thể khiến lâm thanh hòa trở thành trợ thủ đắc lực của hắn sau này mặc kệ là đối phó với người của thế lực chư thiên khác hoặc là đối phó với tiền bối thế hệ thứ hai và thế hệ thứ nhất của group chat người xuyên không hắn đều có thể có sự giúp đỡ rất lớn dù sao sau này chắc chắn không thể nào là chiến trường của một mình hắn đồng bạn là mạnh mẽ càng nhiều càng tốt mặc dù người của group chat cũng không tệ giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể nhanh chóng mạnh lên nhưng đó nói cho cùng là cường giả bị thúc đẩy sinh ra ngoài tu vi công pháp thần thông quy tắc cảm ngộ gì đó tất cả đều không có lúc bình thường bảo bọn họ hoàn thành các loại nhiệm vụ đoàn thể kiếm trước điểm tích lũy group cho hắn ngược lại không tệ bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nhưng nếu như bảo bọn họ tham gia vào đại chiến của cường giả đứng đầu cho dù tu vi của bọn họ tăng lên nhưng cũng bị người vượt cấp giết chết việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là dùng tu vi mạnh mẽ bắt nạt người tu vi yếu hơn bọn họ rất nhiều nhưng trên chiến trường sau này sức chiến đấu này không có tác dụng lớn có cũng được không có cũng chẳng sao chỉ có thể nói loại tu vi này khiến bọn họ không tới mức chết bất đắc kỳ tử sau đó sử dụng bàn tay vàng phụ trợ cho cường giả chân chính như hắn và lâm thanh hòa còn tạm được tiếp theo vương bình thu tâm trạng lại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình chữ viết trên màn hình cũng hiện ra lúc ngươi đang suy nghĩ đủ loại chuyện linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa cũng nhìn về phía chỗ của ngươi bảo ngươi đi ra ngươi cũng biết không trốn được nữa lựa chọn ra ngoài linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa nhìn ngươi chào phúng ngươi đúng là đủ cay nghiệt thấy nữ nhân mình yêu thích có nguy hiểm tính mạng suýt nữa bị làm nhục người lại vẫn thở ơ cứ lạnh lùng đứng nhìn như vậy đối mặt với sự trào phúng của linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa sắc mặt người bình thản không hề hơi thay đổi nào bày tỏ ngươi và lâm thanh hòa chỉ là quan hệ bạn bè không tính là nữ nhân mình yêu thích hơn nữa người cũng không phải lâm thanh hòa đối mặt với lời của ngươi linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa lạnh lùng cười không phủ nhận lời ngươi nhìn ra thân phận của nàng bày tỏ ngươi lãnh phí mấy chục năm tiếp cận lâm thanh hòa chính là để làm rõ lâm thanh hòa có phải có thôn tiên ma thể không nhỉ ngươi không phủ nhận lời của linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa thản nhiên bày tỏ ngươi đã biết lâm thanh hòa có thôn tiên ma thể từ lâu rồi chỉ là ngươi muốn biết lâm thanh hòa có phải đã nhập ma không từ đó quyết định thái độ đối xử với nàng thôn tiên ma thể trời đất không dung tha một khi bị lộ chắc chắn sẽ bị rất nhiều tu sĩ thượng giới đuổi giết nhưng mà ngươi bày tỏ ngươi không giống ngươi cho rằng thể chất không có tội sức mạnh không có tội quan trọng là người sử dụng có tạ ác hay không nghe lời ngươi nói linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa cao mày không biết ngươi là giả nhân giả nghĩa hay là nghĩ như vậy từ tận đáy lòng, nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, nàng cảm thấy bản thân cần phải đánh giá cao ngươi. Trong lòng linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa lóe qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng cười lạnh bày tỏ, vậy cảm tưởng hiện giờ của ngươi là như thế nào? Ngươi trả lời câu hỏi của linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa cô nương rất lương thiện, không hề muốn sử dụng sức mạnh thôn tên ma thể, cho nên ngươi sẽ không làm gì nhiều, cũng sẽ không nói chuyện thể chất của nàng ra ngoài, nhưng mà ngươi bày tỏ tồn tại của linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa rõ ràng không giống Lâm Thanh Hòa rất nguy hiểm, sát ý quá nặng, rõ ràng là tà đạo. Linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa chào phúng bày tỏ ngươi muốn mượn cái cớ này để trừ khử đáng sao? Ngươi thản nhiên bày tỏ, nếu như có thể, ngươi cũng muốn thử xem. Ngươi vừa dứt lời, linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa đã khống chế thân thể của Lâm Thanh Hòa ra tay với ngươi. Đối mặt với sự ra tay đột ngột của linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa, ngươi không hề sợ hãi, bắt đầu đại chiến với nàng. Ngươi thể hiện ra quy tắc không gian khiến cho linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa đều lộ vẻ kinh ngạc, rất chấn động bởi vì linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa không giống những nhân vật nhỏ thần quân cảnh kia nàng nhìn ra được ngươi không phải lão quái vật trùng tu dưới tình huống như vậy ngươi lại có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian thật sự là quá kinh người linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa khống chế thân thể của lâm thanh hòa chiến đấu với ngươi cảm thán cho dù đạt ngươi ở thời đại hoàng kim cũng ít ai có thể sánh ngang với ngươi ở thời đại mặt pháp bây giờ chắc đều có thể gọi là người thứ nhất rồi nhưng mà rất nhanh giọng điệu của linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa đã thay đổi cay nghiệt bày tỏ đáng tiếc ngươi gặp phải nàng sau đó nàng đã sử dụng thần thông và lực lượng quy tắc thôn vệ khủng bố trực tiếp cán nuốt hết căn nguyên của thi thể tu sĩ ở đây sau đó tu vi của lâm thanh hòa liên tục tăng lên trực tiếp tăng đến cấp bậc hư thần cảnh tầng 9 trong ánh mắt kinh ngạc của người người không thể không cảm thán thôn tiên ma thể khủng bố như vậy lúc trước người đều đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của thôn tiên ma thể rồi nếu như lâm thanh hòa thật sự buông tay buông chân săn giết tu sĩ khác lợi dụng thôn tiên ma thể cán nuốt căn nguyên của tu sĩ khác vậy thì nàng không chỉ đơn giản là trở thành thần quân cảnh trong thời gian nghìn năm sợ rằng sẽ càng mạnh mẽ hơn đương nhiên đây cũng chính là lâm thanh hòa một thế hai hồn dưới tình huống quỷ nhập mới có thể chơi như vậy nếu như là một mình lâm thanh hòa chắc chắn nàng vô cùng khiêm tốn lén lút cắn nuốt không dám gây ra động tĩnh quá lớn nếu không chắc chắn sẽ chết sau khi tu vi của lâm thanh hòa tăng lên linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa đã muốn tiến hành vòng đại chiến mới với ngươi chỉ là lúc nàng sắp ra tay đã gặp phải sự phản kháng mãnh liệt của lâm thanh hòa muốn đoạt lại quyền khống chế cơ thể hồn thứ hai của lâm thanh hòa vô cùng bất mãn và không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhường lại quyền khống chế cơ thể thấy vậy người cũng biết không đánh được nữa cũng thu liễm khí tức xin lỗi lâm thanh hòa bày tỏ bản thân tiếp cận nàng là có mục đích không đơn thuần vẻ mặt lâm thanh hòa phức tạp bày tỏ bản thân đã đoán được từ lâu ngoài ra nàng bày tỏ ngươi cũng không cần xin lỗi dù sao ngươi biết rõ nàng là thương tiên ma thể còn không có ý tiết lộ ra ngoài đã là vô cùng thân thiện với nàng rồi nhưng mà lâm thanh hòa bày tỏ nàng chỉ muốn biết một chuyện đó chính là rốt của ngươi có coi nàng là bạn bè không nghe vậy người hơi sửng sốt bày tỏ tất nhiên ngươi coi lâm thanh hòa là bạn bè không nhiều nghe thấy câu này lâm thanh hòa mới thả lòng lời lúc trước của ngươi có kích thích rất lớn đối với nàng nàng không muốn đánh mất người bạn như ngươi tiếp theo sau khi sửa sang lại tài nguyên của các bên các ngươi đã rời khỏi bí cảnh này cùng nhau sau khi các ngươi ra ngoài trưởng lão dẫn đội của ba thế lực lớn đều phát hiện chỉ có ngươi và lâm thanh hòa sống sót đều vô cùng kinh ngạc sau đó ngươi đã chủ động lắc đầu bày tỏ bạch viêm thần giáo bị thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều liên thủ đánh lén chỉ đánh tiếp ngươi đi tìm cơ duyên đến hơi muộn cho nên chỉ cứu được một mình lâm thanh hòa nghe thấy câu này trưởng lão của bạch viêm thần giáo vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ vừa cảm kích phẫn nộ vì hành vi của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều hoảng sợ vì ngươi bị tập kích nếu như xảy ra chuyện bạch viêm thần giáo bọn họ không thể gánh vác trách nhiệm đó nhưng hắn lại cảm kích đạo tử đạo cung thân phận tôn quý như ngươi đã ra tay giúp đỡ vì vậy trưởng lão của bạch viêm thần giáo luân viên cảm ơn ngươi còn lâm thanh hòa thì vô cùng cảm động cũng cảm ơn ngươi lời nói của ngươi không nghi ngờ gì chính là khiến nàng bớt đi được rất nhiều phiền phức còn trưởng lão chân thần cảnh của bên thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều thấy người nhà mình không có một ai ra ngoài thì vừa kinh ngạc vừa tức giận sau đó bọn họ đã chất vấn lâm thanh hòa có phải là người của bạch viêm thần giáo đã làm gì trong bí cảnh không đối với điều này trưởng lão chân thần cảnh của bạch viêm thần giáo tức quá hóa cười bày tỏ trưởng lão chân thần cảnh của hai thế lực lớn không biết xấu hổ quá rồi liên thủ phát động tập kích với bạch viêm thần giáo bọn họ trước kết quả xảy ra chuyện bị giết ngược lại kết quả vậy mà còn cắn ngược lại đối mặt với sự trào phúng của trưởng lão chân thần cảnh của bạch viêm thần giáo cường giả chân thần cảnh của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều đều vẫn không lay động muốn ra tay chỉ là trường lão chân thần cảnh của bạch viêm thần giáo lạnh lùng hư không hề sợ hãi cường giả chân thần cảnh của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều không rõ nội tình của bạch viêm thần giáo không đoán được rốt cuộc lão tổ của bạch viêm thần giáo có xảy ra chuyện không cuối cùng chỉ có thể bỏ lại hai câu độc ác bày tỏ sẽ tìm bạch viêm thần giáo tính sổ chuyện này rồi đã lần lượt rời đi lần này hai thế lực lớn có thể nói là tổn thất nặng nề chết nhiều người như vậy tại nguyên cũng không có được thần tử thần nữ cũng chết cả rồi lúc này trở về chắc chắn có sao động lớn bọn họ cùng khó gánh trách nhiệm này còn bên bạch viêm thần giáo cũng đau lòng vì thương vong lần này nhất là thần tử của bạch viêm thần giáo thế hệ sau của giáo chủ đều giáo chủ đều chết rồi chuyện này thật sự quá nghiêm trọng nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào chỉ đành dẫn ngươi và lâm thanh hòa rời đi trước để đề phòng hai thế lực lớn giết trở lại nếu như vậy hắn không có lòng tin bảo vệ tốt được cho người khách quý như ngươi thật ra ngươi không hề để ý dù sao mặc dù ngươi ẩn giấu thân phận không có ý ra tay nhưng nếu thật sự ra tay thì cũng không có gì muốn im hơi lặng tiếng xử lý hai chân thần bình thường đối với ngươi bây giờ đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy tiếp theo các ngươi trở về bạch viêm thần giáo ba thế lực lớn đều bị chấn động lớn vì chuyện trong bí cảnh rất có xu thế khai chiến còn ngươi thì vẫn trở về đỉnh núi chỗ ở của lâm thanh hòa giao lưu với nàng lần này ngươi chủ yếu là hỏi chuyện về linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa ngươi hy vọng lâm thanh hòa có thể nói cho ngươi biết tình hình của linh hồn thứ hai ngươi muốn giúp người bạn như nàng lâm thanh hòa hơi do dự không biết có nên nói với ngươi không dù sao đây cũng là bí mật lớn nhất của nàng nếu như tiết lộ ra ngoài vấn đề thật sự quá nghiêm trọng hồn thứ hai của lâm thanh hòa cũng quát mắng nàng bảo nàng đừng ngốc nghếch nói ra cuối cùng lâm thanh hòa thở dài một tiếng sau khi xin lỗi nàng bày tỏ không thể nói cho ngươi biết hy vọng ngươi có thể hiểu ngươi cười bày tỏ ngươi hiểu nhưng mà ngươi cũng đoán chắc hồn thứ hai trong người lâm thanh hòa là người có thôn tiên ma thể thế hệ trước chỉ là sau khi nàng chết chuyển thế ở cùng một thể với ngươi bây giờ đã là trạng thái linh hồn không trọn vẹn hoàn toàn không có ký ức nghe suy đoán của ngươi lâm thanh hòa im lặng rồi linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa cũng im lặng không ngờ ngươi lại đoán được chân tướng dễ dàng như vậy nhưng mà phản ứng của lâm thanh hòa cũng không chậm nàng nhanh chóng úp úp mở mở lấp liếm cho qua thấy vậy ngươi cũng không để ý phải thì sao không phải thì thế nào cho dù bây giờ ngươi không thể biết chân tướng nhưng qua mốc phòng ngươi vẫn có thể biết chân tướng trong hiện thực là tàn hồn của thôn tiên ma thể thế hệ trước thật à xem ra là trở thành hồn phụ của lâm thanh hòa cũng coi như là người dẫn đường của nàng không biết tại sao kiếp trước tên này hung tàn như vậy là tính trời sinh mê muội sức mạnh hay là có ẩn tình khác, bỏ đi, thôn tiên ma thể thế hệ trước thì thế nào, bây giờ cũng chỉ là trạng thái tàn hồn, chỉ cần đề phòng chút thì nàng không gây ra được sóng gió gì, càng đừng nói chỉ cần bồi dưỡng tình cảm với Lâm Thanh Hòa nhiều hơn, quan hệ giữa bọn mình sẽ không tính là đối địch. Vương Bình nhìn nội dung mô phỏng chữ viết, ánh mắt lấp lánh, nghĩ thầm, đối với Vương Bình, hắn có máy giả lập nhân sinh, không sợ tình huống bị người phản bội nhất, bởi vì hắn vẫn vô cùng có lòng tin có thể bồi dưỡng Lâm Thanh Hòa trước khi Hắc Hóa trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Đương nhiên cụ thể vẫn phải xem lâm thanh hòa có phải người biết đền ơn đáp nghĩa không nếu lâm thanh hòa không phải người biết đền ơn đáp nghĩa loại người này cho dù có thiên phú mạnh mẽ cũng không cần thiết bồi dưỡng vẫn là diệt trừ sớm thì tốt hơn lúc vương bình suy nghĩ chữ viết trên màn hình tiếp tục hiện ra tiếp theo người lại ở bạch viêm thần giáo một thời gian đối với người bây giờ đã coi như là đến điểm bế tắc rồi muốn nhanh chóng đột phá đến bán bộ thần quân cảnh là cần cơ duyên lớn loại cơ duyên này ở thời đại mặt pháp rất ít còn về cảm mộ về mặt quy tắc thời đại mặt pháp quy tắc không rõ ràng khó có thể cảm ngộ vì vậy những năm này ngươi đều chuyên tâm vào việc tu hành nâng cao tu vi tiến bộ về quy tắc không tính là lớn vẫn là lĩnh ngộ quy tắc không gian một thành cùng lắm chính là mượn lĩnh ngộ quy tắc không gian đối với cảm ngộ của quy tắc khác cũng rất có tiến triển tốn thêm chút thời gian là có thể lĩnh ngộ vì vậy ngươi mới có thời gian nhàn rỗi ở lại bạch viêm thần giáo bồi dưỡng tình cảm với lâm thanh hòa dù sao đối với ngươi bây giờ tu hành cảm ngộ ở đâu đều không khác nhau là bao cũng tức là lúc ngươi tiếp tục khiêm tốn ở lại bạch viêm thần giáo xung đột giữa bạch viêm thần giáo thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều cũng ngày càng rõ ràng thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều đều liên thủ chèn ép bạch viêm thần giáo còn bạch viêm thần giáo thì vì lão tổ biến mất cộng thêm thái độ mờ ám không rõ ràng của ngươi không cho phép bạch viêm thần giáo tiết lộ nguyên nhân ngươi ở đây ra ngoài nên bọn họ chỉ có thể nhịn hết lần này tới lần khác điều này cũng khiến thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều chắc chắn lão tổ của bạch viêm thần giáo xảy ra chuyện thật rồi bây giờ đã là con hổ không có răng nanh vì vậy sau khi hai thế lực lớn bàn bạc lúc bạch viêm thần giáo lập lại thần tử sẽ trực tiếp đánh đến cửa, ý nghĩa của nó vô cùng biệt thị và nhục nhã, điều này khiến giáo chủ của Bạch Viêm thần giáo và các cường giả của Bạch Viêm thần giáo đều vừa hoàng sợ vừa phẫn nộ, còn ngươi vẫn ngồi quan sát tất cả những điều này, tò mò hỏi Lâm Thanh Hòa có hy vọng hắn ra tay giúp đỡ không, sau khi ban khoan, Lâm Thanh Hòa vẫn bày tỏ suy nghĩ của bản thân, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ cứu thế lực nhận nuôi nàng Bạch Viêm thần giáo, nàng nợ ngươi một ân huệ, nếu có thể, nàng không muốn lại để linh hồn thứ hai ngủ say thức tỉnh, không chế cơ thể nữa, loại cảm giác kia quá kỳ quái và nguy hiểm càng đừng nói tu vi bây giờ của nàng vẫn còn nông cạn cho dù linh hồn thứ hai ra tay cũng chưa chắc có thể vượt qua khoảng cách tu vi lớn như vậy để đánh lui nhiều cường địch như vậy hơn nữa một khi linh hồn thứ hai ra tay cũng có thể sẽ làm lộ vấn đề thể chất của nàng vì vậy chỉ có vương bình ngươi dựa ở thân phận đạo tử đạo cung mới có thể dễ dàng chấn nhiếp đám cường giả này thấy lâm thanh hòa hy vọng ngươi ra tay giúp đỡ ngươi cũng nở nụ cười định ra tay khiến lâm thanh hòa nợ ngươi một ân huệ lớn rất nhanh ngươi đã ra mặt vào lúc nguy nan then chốt của bạch viên thần giáo khi người không còn che giấu khuôn mặt và thân phận xuất hiện trước mắt các tu sĩ tất cả mọi người đều chấn động cho dù là rất nhiều tu sĩ của bạch viêm thần giáo cũng không ngờ người sẽ xuất hiện bạch viêm thần giáo của bọn họ còn là khách quý vì những năm này ngươi khiêm tốn đến cực điểm còn bắc tuyết thần triều và thanh nguyên thần giáo lại càng bị dọa tới mất hết can đảm ra đầu tây dại dù sao mặc dù đạo cung hiu quạnh rồi nhưng trên thái nguyên cổ tinh vẫn có thể gọi là chủ một phương không phải loại thế lực như bọn họ có thể trêu chọc vào được ngươi là đạo tử đạo cung thân phận tôn quý đại diện cho đạo cung xuất hiện ở đây muốn bảo vệ bạch viêm thần giáo rõ ràng tình huống không hề tầm thường rồi nếu bọn họ muốn ra tay với bạch viêm thần giáo cũng tức là khiêu khích đạo cung hậu quả đó bọn họ không gánh vác nổi nhưng mà chuyện đã tới nước này nếu không diệt bạch viêm thần giáo bọn họ lại vô cùng không cam lòng đúng lúc hai thế lực lớn đang đau đầu không biết nên làm thế nào cho phải thì có cường giả thần bí ra mặt lạnh lùng cười bày tỏ đạo tử đạo cung oai phong rất lớn nhà sau đó cường giả thần bí này đã bộc phát ra uy áp của cường giả thần quân cảnh muốn chấn áp người quỳ xuống cảnh này khiến rất nhiều người đều cả kinh không ngờ lại có người to gan như vậy dám ra tay với đạo tử đạo cung cho dù là ở thời đại mạt pháp thần quân có thể gọi là cường giả đứng đầu ngoài sáng đạo cung cũng không có bao nhiêu cường giả thần quân cảnh nhưng nội tình của đạo cung quá mạnh ngay cả đế khí cũng có thần giáo và cường giả thần quân cảnh bình thường chắc chắn không dám trêu chọc đạo cung càng đừng nói là ra tay với đạo tử đạo cung điều này không nghi ngờ gì là hành vi hoàn toàn không để đạo cung vào trong mắt khiêu khích một cách trắng trợn chắc chắn sẽ kết tử thù theo mọi người thấy cường giả thần quân cảnh thần bí này hoặc chính là tán tu từng có thù với đạo cung hoặc chính là sau lưng có thế lực mạnh mẽ gì đó ủng hộ chống đối đạo cung nhưng mà cho dù là loại tình huống nào bạch viêm thần giáo đều trở nên hoang mang đến cực điểm không biết nên phải làm sao dù sao chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là đạo tử đạo cung ngươi còn ngươi thì sắp bị trấn áp rồi người của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều thì lại mừng rỡ lão tổ bọn họ còn ra lệnh trực tiếp ra tay có cường giả thần bí đối phó với ngươi bọn họ sẽ có thể ra tay với bạch viêm thần giáo mà không cần phải kiêng rè thấy vậy lâm thanh hòa cũng bắt đầu lo lắng muốn đánh thức linh hồn thứ ra để cứu ngươi và bạch viêm thần giáo đúng ngay lúc này ngươi lạnh lùng nhìn cường giả thần bí thản nhiên bày tỏ mặc dù không biết ngươi là cường giả của thế lực nào nhưng nếu đã dám ra tay vậy thì chuẩn bị tốt giác ngộ chết đi lời này khiến rất nhiều tu sĩ kinh ngạc còn tưởng ngươi có chỗ dựa gì cường giả đạo cung xuất hiện ở nơi này rồi cường giả thần quân cảnh thần bí chế diễu bày tỏ nếu như ngươi muốn dùng cách thức này để lừa gạt hoặc kéo dài thời gian chờ cứu viện vậy thì ngây thơ quá rồi cường giả thần quân cảnh của đạo cung đều ở đạo cung không hề ra ngoài còn nơi này đã bị phong tỏa sẽ không có ai tới cứu viện ngươi lạnh lùng nói bày tỏ đối phó với ngươi vẫn không cần trưởng lão thần quân cảnh của đạo cung đến đây dứt lời ngươi đã bay qua chủ động phát động công kích với cường giả thần quân cảnh thần bí cảnh này khiến mọi người chấn động không ngờ ngươi lại dám ra tay với cường giả thần quân cảnh cường giả thần quân cảnh thần bí cũng kinh ngạc không ngờ ngươi dũng cảm như vậy sau đó hắn lạnh lùng cười định xỉ nhục đạo tử đạo cung không biết tự lượng sức như ngươi chỉ là chuyện khiến hắn không ngờ tới đã xảy ra lúc hắn và người cứng trọi cứng sức mạnh khủng bố ấp tới trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài cánh tay cũng bị nổ tung cảnh này chấn động tất cả mọi người bọn họ hoàn toàn không ngờ một người trẻ tuổi như người lại đánh nổ cánh tay của một cường giả thần quân cảnh dễ dàng như vậy loại sức mạnh này khủng bố như vậy cường giả thần quân cảnh thần bí kia cũng kinh hoàng không ngờ sức mạnh của người lại dũng mạnh tới vậy nhưng mà hắn lại thẹn quá hóa giận nhiều hơn hắn đường đường là cường giả thần quân cảnh lại bị một thiên kiêu trẻ tuổi cùng lắm là tu vi chân thần cảnh đánh nổ cánh tay, thật sự là quá mất mặt. Vì vậy, cường giả thần quân cảnh thần bí tức giận quát một tiếng, rồi đã khôi phục cánh tay, phát động thần thông, muốn đánh giết ngươi. Ngươi không hề sợ hãi, cũng không nương tay nữa, dưới vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp thi triển tu vi chân thần cảnh đại viên mãn, sử dụng thần thông và ngụy quy tắc hỏa đại viên mãn chém giết với cường giả thần quân cảnh thần bí. Ngươi không có ý định sử dụng thần thông không gian và quy tắc không gian, nếu như vậy chắc chắn sẽ bị các thế lực trên thánh nguyên cổ tinh chú ý đến ban đầu chính là người cướp mất thánh dược nhất là trương gia sẽ càng nổi trận lôi đình nếu như vậy người sẽ có rất nhiều phiền phức ngoài ra đạo cung cũng không thể may mắn tránh khỏi chỉ là cho dù người ẩn giấu thời không đạo thể không hoàn chỉnh và quy tắc không gian chỉ sử dụng ngụy quy tắc hỏa đại viên mãn và thần thông hệ hỏa đạo thiên đế kinh sinh ra thì vẫn mạnh mẽ đến cực điểm rồi có thể chống lại thần quân chấn động thế nhân cho dù là ai đều không ngờ tới người lại dũng mãnh như vậy nhục thân có thể địch lại thần quân cảnh tu vi cũng đạt đến chân thần cảnh đại viên mãn càng lĩnh ngộ được ngụy quy tắc hỏa đại viên mãn tu vi như vậy sức chiến đấu như vậy người cùng thế hệ so với người thật sự quá yếu kém cả mặt lâm thanh hòa cũng kinh sợ không hiểu tại sao ngươi tu hành nhanh như vậy linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa cũng đã thức tỉnh bày tỏ ngươi còn che giấu rất nhiều thực lực nếu không muốn giết chết cường giả thần quân cảnh thần bí kia là chuyện vô cùng đơn giản dù sao tu vi của cường giả thần quân cảnh thần bí kia cũng chỉ là thần quân cảnh tầng hai thôi theo nàng thấy không tính là mạnh lắm cũng chỉ là thần quân cảnh bình thường nếu người nghiêm túc sử dụng quy tắc không gian thì hoàn toàn có thể giết chết dễ dàng cũng đúng lúc các bên đang quan sát cuộc chiến người mãi chưa xử lý được cường giả thần quân cảnh thần bí cũng trở nên hơi mất kiên nhẫn trực tiếp sử dụng thần thông hệ không gian vào ngụy quy tắc không gian đại viên mãn phát động một đòn vô cùng khủng bố lần này người còn vô cùng may mắn đã kích hoạt hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn vì vậy dưới một đòn khủng bố này của ngươi cường giả thần quân cảnh thần bí đã bị đánh trọng thương vô cùng sợ hãi bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Hắn không thể hiểu nổi, người lĩnh ngộ ngụy quy tắc không gian đại viên mãn thì thôi đi, tại sao vào giây phút then chốt cuối cùng còn có thể gia tăng lực sát thương? Điều này thật sự là không hợp lý. Đừng nói là cường giả thần quân cảnh thần bí sợ hãi, linh hồn thứ hai của Lâm Thanh Hòa thấy nhiều biết rộng cũng kinh ngạc, không hiểu chiêu thức quỷ dị này của ngươi là chuyện gì, đúng là khó lòng đề phòng. Dù sao chiến đấu của cường giả đều là có nắm bắt chính xác về sức mạnh, sau khi chiến đấu có thể phán đoán ra người công kích mạnh cỡ nào ngoài va chạm từ đó điều động sức mạnh tương ứng để tiến hành phòng ngự như vậy sẽ không tạo ra lãng phí năng lượng thế nhưng một trận chiến cung cấp lực sát thương đột nhiên tăng gấp bội chẳng thể đề phòng chắc chắn là chuyện vô cùng chí mạng lúc các bên bị kinh động người không từ bỏ cơ hội đánh chó mù đường lại sử dụng tuyệt chiêu mạnh mẽ lần nữa muốn tạo thành một đòn chí mạng với cường giả thần quân cảnh thần bí hoàn toàn đánh chết hắn lần này người vẫn vô cùng may mắn kích hoạt hiệu quả thiên phú màu tím thời không đạo thể mặc dù cường giả thần quân cảnh thần bí dốc toàn lực phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của ngươi, bị ngươi trực tiếp đuổi giết. Lúc đó, ngươi dùng tu vi chân thần cảnh, cưỡng chế đuổi giết một cường giả thần quân cảnh, hơn nữa còn không phải cường giả vừa đột phá đến thần quân cảnh, mà là cường giả thần quân cảnh tầng 2. Cảnh này quá mức chấn động, dùng tu vi chân thần cảnh đại viên mãn, chứ không phải cường giả bán bộ thần quân cảnh vượt cấp giết chết cường giả thần quân, ở thượng giới cũng là chuyện vô cùng hiếm thấy. Trên lịch sử của Thái Nguyên cổ tinh, ngoài những lão quái vật sau khi trùng tu dẫn tới sức chiến đấu cùng cảnh giới thời kỳ trước vô cùng nghịch thiên gia, trong số thế hệ trẻ chân chính ngoài đạo thiên đại đế và con ruột của đạo thiên đại đế năm đó không ai làm được loại chuyện kinh người này cũng tức là sức chiến đấu bây giờ của ngươi đã có thể sánh ngang với đạo thiên đại đế khi còn trẻ và con ruột của đạo thiên đại đế rồi đúng là rất khủng bố lúc trước thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn không có cảm giác tồn tại gì bây giờ cuối cùng đã thể hiện uy lực rồi sự giúp ích trong chiến đấu có thể nói là cực lớn vương bình nhìn nội dung mô phỏng lần này cũng không nhịn được nở nụ cười vô cùng hài lòng đối với biểu hiện và miêu tả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn lúc trước khi hắn chơi trò chơi chuyện một phát bạo kích trực tiếp nhập hồn không phải số ít nhất là trong liên minh huyền thoại lúc trước bao gồm cả hắn có rất nhiều người chơi đều cần mang một phù văn bạo kích nếu như may mắn lúc tiêu hao lãn nhau bạo kích một đợt vậy thì sướng khỏi nói có thể chiếm ưu thế về lượng máu không tồi nếu như vào lúc liều mạng bạo kích một đợt vậy thì có thể trực tiếp nghiền áp hoặc lật ngược tình thế giết ngược lại đây chính là sức hấp dẫn của bạo kích thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn này sao có thể không có cảm giác tồn tại chứ chỉ là lúc trước chưa có cơ hội tốt để thể hiện thôi nhưng mà bây giờ sức chiến đấu ta thể hiện ra đã có thể sánh ngang với đạo thiên đại đế khi còn trẻ và con ruột của đạo thiên đại đế rồi sao nếu như dùng quy tắc không gian ra vậy không phải nghiền áp cả đại đế lúc trẻ à vương bình lại nghĩ đến vấn đề sức chiến đấu không khỏi nở nụ cười khóe miệng hơi cong lên cũng đúng cho dù là đại đế làm được loại chuyện này ở trên thần cảnh đã vô cùng không đơn giản rồi cũng không thể nào đã lĩnh ngộ quy tắc ở chân thần cảnh đương nhiên không có gì là tuyệt đối một số đại đệ có thể không lĩnh ngộ quy tắc ở trên thần cảnh nhưng một số đại đế vẫn có thể lĩnh ngộ được dù sao thế gian vô số cơ duyên chắc chắn là tồn tại cơ duyên giúp lĩnh ngộ quy tắc trong đầu vương bình lóe qua đủ loại suy nghĩ rồi tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình đúng ngay lúc các bên khiếp sợ người nhìn về phía thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều lạnh lùng bày tỏ ta bảo các người rời đi không nghe thấy sao hay là các người đang ngỗ ngược với uy nghiêm của ta lời này khiến người của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều đều tê dại ra đầu vội vàng bày tỏ không dám không dám bọn họ là đến tham gia đại điền chúc mừng thần tử tân nhiệm của bạch viên thần giáo cảnh này khiến rất nhiều tu sĩ đều thổn thức đây chính là lợi ích thực lực và địa vị mang lại cho dù là thần giáo và thần triều thì thế nào là lão tiền bối tu hành nhiều năm thì thế nào ở trước mặt tiểu bối vương bình này bọn họ vẫn phải cúi đầu xưng thần từ đó xung đột giữa ba thế lực lớn đã kết thúc ở đây để làm dịu lửa giận của ngươi lão tổ của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều đã vội vàng lấy đồ tốt cất giấu kỹ của bản thân ra để lấy lòng ngươi ban đầu ngươi còn không có hứng thú lắm không cảm thấy lão tổ của hai thế lực lớn có thể lấy ra được đồ có giá trị gì chỉ là chuyện khiến ngươi bất ngờ đã xuất hiện lão tổ thanh nguyên và lão tổ bắc triều đúng là đã lấy ra rất nhiều đồ có giá trị trong đó có một viên thiên ma thạch thiên ma thạch ngay cả trưởng lão thần quân cảnh của đao cung cũng không biết sự tồn tại của nó vẫn là người cha tìm tài liệu trong tàng kinh các của đạo cung rất lâu mới tìm được rốt cuộc nó là cái gì lão tổ thanh nguyên này rõ ràng không nhận ra viên đá này chỉ cảm thấy chất liệu viên đá này đặc biệt vô cùng quý giá sợ là nguyên liệu đủ để luyện tạo thần khí cực phẩm thậm chí là thánh khí nên mới lấy ra làm quà bồi thường người không ngờ lão tổ thanh nguyên còn có kỳ ngộ như vậy không khỏi nhận lấy nó lúc ngươi đặt thiên ma thạch này vào trong không gian chữ vật của mình chuyện khiến ngươi kinh ngạc đã xảy ra hai thiên ma thạch lại xảy ra cộng hưởng dung hợp thành một cái chìa khóa điều này khiến trong lòng ngươi dậy sóng rất không bình tĩnh có một suy đoán to gan ngươi nghi ngờ thiên ma thạch trên người thiếu chủ mạc gia và thiên ma thạch trên người lão tổ thanh nguyên đều là chìa khóa chỉ là chỉ khi hai thiên ma thạch cùng xuất hiện hợp lại với nhau mới sẽ hình thành chìa khóa chân chính rõ ràng đây là rượu chiêu của thanh trúc đại đế ai có thể ngờ tới chìa khóa mở phong ấn hắc uyên ma thương lại là hai viên thiên ma thạch hơn nữa cần hai viên thiên ma thạch cùng xuất hiện dung hợp thành một mới có thể có được chìa khóa phá bỏ phong ấn cộng thêm thủ đoạn phong ấn hắc uyên ma thương ở hạ giới của thanh trúc đại đế rõ ràng là không muốn để hắc uyên trí tôn có bất cứ khả năng nào phá bỏ phong ấn vũ khí bản mệnh của mình chỉ có thể nói thanh trúc đại đế làm tuyệt thật nhưng mà ngươi không cảm thấy điều thanh trúc đại đế làm có gì không đúng dù sao nếu hai người đã là kẻ thù một mất một còn hay là chướng ngại vật trên con đường chính đạo của đối phương vậy thì không cần nề tình gì cả lúc trong lòng ngươi khó bình tĩnh lão tổ thanh nguyên cũng lấy lòng ngươi thấp thỏm hỏi ngươi có hài lòng không ngươi lấy lại tinh thần cười nhạt bày tỏ hài lòng chỉ cần sau này thanh nguyên thần giáo không làm ra chuyện quá giới hạn gì thì hắn đều sẽ không ra tay với thanh nguyên thần giáo thấy vậy lão tổ của thanh nguyên thần giáo vui mừng liên tục cảm ơn ngươi còn lão tổ của bắc tuyết thần triều cũng trở nên nôn nóng hy vọng đồ hắn lấy ra cũng có thể khiến ngươi rung động ngươi nhìn qua phát hiện bên trong không có thứ gì vô cùng có giá trị thứ có giá trị nhất cũng chỉ là bảo dừa hơi tác dụng đối với cường giả thần quân cảnh bình thường nhưng ngươi cũng không chê bai gì lựa chọn tiếp nhận vẻ mặt không thay đổi gì thấy vậy trong lòng lão tổ của bác tuyết thần triều thấy bất an cho rằng ngươi không quá hài lòng với quà bồi thường của hắn sau khi đán đo lại lấy ra một món khác lúc nhìn thấy thứ này ngươi lại kinh ngạc lần nữa bởi vì thứ này lại chính là bảo dược khô héo ngươi có được sau khi giết chết tên trộm hư thần cảnh trong một lần mô phỏng ban đầu lúc đó ngươi cảm thấy thứ kia hơi đặc biệt nhưng cũng không biết rốt cuộc có gì đặc biệt cho nên không để ý lắm ngươi ngược lại không ngờ bảo dược khô héo này lại sẽ xuất hiện trong tay lão tổ của bác tuyết thần triều nếu tính thời gian ngươi không khỏi hơn nghi ngờ tên trộm hư thần cảnh hậu kỳ ban đầu kia hơi quan hệ với lão tổ của bác tuyết thần triều nếu không đồ của một cường giả thần quân cảnh cũng không tới mức rơi vào trong tay một tên trộm hơn nữa một tên trộm lại có tu vi cao như vậy cũng là một chuyện vô cùng kỳ quái mặc kệ là tình huống gì ngươi đều không quan tâm lắm điều ngươi quan tâm chỉ là bảo dược này lại cảm thấy hứng thú đối với nó ban đầu ngươi mới là hư thần cảnh tầng một không nhìn ra rốt cuộc nó chỗ nào đặc biệt chỉ cảm thấy vô cùng bền bỉ bây giờ ngươi đã có tu vi chân thần cảnh đại viên mãn đã có thời không đạo thể, có thể đánh lại cường giả thần quân cảnh, nhưng lại vẫn không nhìn ra nó có chỗ nào đặc biệt, đây không cái nào là không chứng tỏ điểm đặc biệt của bảo dược khô héo này, thấy người có hứng thú, lão tổ của Bắc Tuyết thần triều cũng vội vàng bày tỏ thứ này là hắn ngẫu nhiên có được, vì nó còn suýt nữa phải trả giá bằng cả tính mạng, chỉ là sau khi hắn có được, mặc dù chưa phát hiện nó có giúp ích gì cho tu hành, nhưng chất liệu của nó vô cùng bền bỉ, ngay cả hắn là cường giả thần quân cảnh đều không thể phá hoại nó chút nào, đây chắc chắn chứng tỏ một điều, bảo dược khô héo này không hề đơn giản. Có lẽ là thánh dược mạnh mẽ khô héo biến thành, lão tổ của Bắc Tuyết Thần Triều thổi phồng giá trị của nó, bày tỏ nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt, chắc chắn có thể có giá trị rất lớn. Người không để ý sự thao thao bất tuyệt của lão tổ Bắc Tuyết Thần Triều, trực tiếp nhận lấy bảo dược, bày tỏ chuyện giữa Bắc Tuyết Thần Triều và ngươi cũng xóa bỏ tại đây, thấy ngươi tỏ thái độ, lão tổ của Bắc Tuyết Thần Triều cũng vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã mất bảo dược khô héo kỳ quái này, hắn hơi không cam lòng, nhưng so với truyền thừa vạn cổ của Bắc Tuyết Thần Triều và cả tính mạng của chính hắn thì những vật bên ngoài này cũng không tính là gì rồi tiếp theo lão tổ của hai thế lực lớn đều bày tỏ có chuyện phải trở về nên cáo từ với ngươi ngươi cũng không ngăn cản mặc cho bọn họ rời đi người của bạch viêm thần giáo thấy ngươi không hề ra tay với người của thanh nguyên thần giáo và bắc tuyết thần triều mà lại tha cho bọn họ trong lòng cũng hơi thất vọng nhưng cũng không dám nói gì nhiều dù sao ngươi là nhân vật bọn họ không đắc tội nổi bọn họ không dám sai khiến ngươi làm gì nhiều hơn nữa bọn họ cũng không rõ lần này ngươi sẽ ra tay hoàn toàn là nể mặt của lâm thanh hòa nếu không bạch viêm thần giáo sẽ thế nào người chắc chắn sẽ không quan tâm không lâu sau sau khi người nói một số chuyện với lâm thanh hòa bày tỏ sau này nàng có thể đến đạo cung tìm ngươi rồi đã rời khỏi bạch viêm thần giáo trở về trong đạo cung tiếp theo ngươi định bế quan xung kích bán bộ thần quan cảnh thậm chí là thần quân cảnh ngươi định đợi sau khi tu vi đạt đến thần quân cảnh lại đến hạ giới tháo bỏ phong ấn xem có thể có được ma khí bản mệnh của hắc viên trí tôn hắc viên ma thương không trong lúc ngươi bế quan chiến tích của ngươi đã chuyển khắp thái nguyên cổ tinh gây chấn động khắp nơi trực tiếp làm cho thánh nữ nguyên gia, thiếu chủ trương gia và các nhân vật thiên kiêu cùng thế hệ với ngươi đều im lặng. cường giả thế hệ trước cũng vô cùng hoang mang ngạc nhiên. cung chủ đạo cung càng mừng rỡ hơn, cười không ngớt thể hiện đạo tử đạo cung ta có phong thái đại đế, khiến cho nhân vật nắm quyền của các thế lực lớn ước ao vô cùng. từ đây, ngươi có danh xưng thiếu niên đại đế, có ý nghĩa. chỉ cần ngươi không chết thì thời đại hoàng kim sẽ xuất hiện. có tư cách vấn đỉnh chứng đạo tam cảnh, nhưng có tư cách vấn đỉnh với việc có thể trở thành cường giả chứng đạo tam cảnh hay không là vấn đề khác nhau. dù sao, từ xưa đến nay có vô số thiên kiêu có tài năng chăm chỉ tu hành càng về sau càng nguy hiểm khí vận không đủ thì rất dễ dàng mất mạng đến lúc đó sẽ thành công dã tràng ở một số lúc ngược lại thiên phú cũng không tuyệt đỉnh là nhân vật tầm thường trong thiên kiêu nhưng lại có thể đi đến cuối cùng ngược lại người tu hành chăm chỉ cũng không nói chắc rằng ai mới là người chiến thắng cuối cùng vì thế mặc dù thiên kiêu của thái nguyên cổ tinh bị đà kích không nhẹ nhưng cũng không hề từ bỏ ý nghĩ đuổi kịp ngươi trước mắt đã qua 500 năm trong 500 năm này ngươi vẫn ở trong trạng thái bế quan bước vào bán bộ thần quân cảnh đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng ngươi tin rằng chỉ cần tốn chút thời gian thì muốn thành công đột phá đến bán bộ thần quân cảnh sẽ là chuyện nước chảy thành sông, mà ngươi lại không bao giờ thiếu thời gian, vì vậy trong lòng ngươi không có gánh nặng, trạng thái rất tốt, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn, trong lúc ngươi bế quan tu hành, đạo cung xảy ra vấn đề, có cường giả khủng bố dẫn theo đế binh, vượt qua vũ trụ ngân hà đi đến, ra tay với đạo cung, cường giả trong đạo cung bị kinh động, lão tổ tự phong trong vu thuần nguyên bị ép xuất thế, lấy đế binh nghênh đón kẻ địch, người bị bất ngờ, thoát khỏi trạng thái bế quan xem tình hình ngoại giới, người vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ chuyện, không biết tại sao đạo cung lại bị công kích. đối mặt với nghi hoặc của ngươi, cung chủ đạo cung cười khổ, tỏ ý đạo cung có không ít kẻ thù. nhưng trước kia những kẻ thù này đều e ngại đế binh nên không dám ra tay với đạo cung. hôm nay hiển nhiên kẻ địch có cơ duyên kinh thế, bất ngờ có được đế binh, có lòng tin sẽ tiêu diệt được đạo cung nên mới ra tay với đạo cung. nhưng cung chủ đạo cung khiến cho người yên tâm, mặc dù đều là đế binh, tu vi của đối phương cũng rất cao cường, nhưng dù sao đế binh cũng không phải tổ tiên của hắn hắn không làm gì được đạo cung nghe thấy cung chủ đạo cung tự tin nói vậy nhưng trong lòng ngươi vẫn chưa yên tâm mà lại cảm thấy phiền phức bởi vì cung chủ đạo cung này chỉ đang dự cờ thôi đúng như dự đoán cung chủ đạo cung vừa nói xong không bao lâu thì lại có một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở nơi này giết về phía đạo cung đấy là khí tức của thánh nhân vô cùng khủng bố đế binh bây giờ không thể uy hiếp được chắc chắn sẽ tạo thành sức phá hoại cực lớn với đạo cung cường giả dẫn theo đế binh đến đại chiến vốn đã làm chấn động rất nhiều thế lực và cường giả trên thái nguyên cổ tinh hiện giờ lại có thánh nhân xuất thế hơn nữa khí huyết vô cùng dồi dào, là thánh nhân đột phá đường đại, điều này khiến cho rất nhiều thế lực lại chấn động, dù sao tu hành đến thần quân cảnh ở thời đại Mạt Pháp vốn rất khó, trở thành bán thánh càng khó hơn, nhưng độ khó của nó cũng đối lập với thời đại Hoàng Kim, dù sao thời đại Mạt Pháp cũng thiếu thốn tài nguyên, linh khí không mỏng manh như vậy nên tốc độ tu hành đương nhiên cũng khó, thật ra phương diện ngộ đạo ảnh hưởng cũng không lớn đến thế, còn thánh nhân thì không giống vậy, bước vào thánh cảnh, không chỉ cần tài nguyên khổng lồ để lột xác bản thân, càng phải cần lĩnh ngộ pháp tắc, ở thời đại Mạt Pháp không nhận ra pháp tắc, rất khó tìm hiểu được nó, dưới tình huống như vậy, còn có thể lĩnh ngộ pháp tắc và bước vào thánh cảnh, có thể tưởng tượng ra nó khó khăn cỡ nào, nhân vật như vậy, cho dù ở thời đại Hoàng Kim cũng tuyệt đối có thể trở thành đại nhân vật, mà ở thời đại mạt pháp lúc này, nếu không có lão quái vật đi ra thì rất ít người có thể chống lại, ngay lập tức, có rất nhiều thế lực đều hả hê khi có người gặp họa, cảm thấy đạo cung sắp tiêu đời rồi, trước đó có cường địch khủng bố kiềm chế đế binh, lại có thánh nhân đương đại ra tay với đạo cung, đạo cung lấy gì để chống lại? thậm chí có một số thế lực đều dục dích góc đầu dậy, bởi vì đây chính là cơ hội tốt của bọn họ. Nếu nhân cơ hội này ra tay với đạo cung thì sẽ có hy vọng có được một bát canh, thu được đạo thiên đế kinh của đạo cung. Nếu như có thể lấy được đạo thiên đế kinh thì thật tuyệt vời, bọn họ ở phương diện nội tình công pháp mới thật sự không thua kém những thế lực đứng đầu thượng giới kia. Nếu tương lai tiếp tục phát triển, có lẽ sẽ có hy vọng chân chính đứng ở đỉnh cao thượng giới chứ không phải chỉ xưng vương xưng bá ở trên thái nguyên cổ tinh. Nhưng những thế lực này cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, không mời lão tổ của mình ra trận. Dù sao có quá nhiều nhân tố không thể xác định được, cũng không biết Cường Già dẫn theo Đế binh kia nghĩ như thế nào, cũng không biết hắn có thể chiến thắng Đế binh của Đạo cung hay không. Dưới tình hình như thế, mạo hiểm ra tay chỉ khiến cho thế lực của mình bị diệt sạch, mức độ rủi ro quá lớn. Mà khi các thế lực khắp nơi đều có nhiều tâm tư, phía Đạo cung lại có lão tổ phá phong từ trong thần nguyên đi ra, đối đầu với thánh nhân đương chiều này, nhưng khí huyết trên người lão tổ này lại suy yếu, tu vi thụt lùi, không còn trạng thái đỉnh cao, đối mặt với thánh nhân đương nhiên càng khó có thể chiến thắng đối phương thậm chí nếu kéo dài còn có thể bị đối phương đánh chết thấy vậy sắc mặt cung chủ đạo cung càng khó coi hơn còn ngươi thì nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào nữ thánh nhân chiến đấu với thánh nhân lão tổ đạo cung kia nữ thánh nhân này chính là tiền bối người xuyên không trong group chat người xuyên không thế hệ thứ hai cũng chính là nhược lan từng giết chết ngươi trong một lần mô phỏng hiển nhiên cũng đã biết ngươi ở đạo cung lần này muốn mượn cường giả dùng đế binh bao vây đạo cung để tay muốn giết chết ngươi điều này không thể là kết quả mà group chat xuất hiện nếu không ngươi ở thánh nguyên cổ tính rất thuận lợi đối phương đã sớm liên lạc với người xuyên không thế hệ thứ hai hoặc là thế lực khác đến ra tay với người rồi người dò hỏi cung chủ đạo cung lẽ nào bây giờ trong đạo cung không còn lão tổ tồn tại sao ngoài ra loại bảo vật như chuẩn đế khi trí tôn khí đại thánh khí cũng không còn sao đối diện với câu hỏi của ngươi cung chủ đạo cung im lặng hắn thở dài một tiếng tỏ ý từ 12 vạn năm trước đạo cung từng chịu đại kiếp hao tổn hết gốc gác của đạo cung toàn bộ lão tổ tử phong đều xuất động mang theo rất nhiều bảo vật chiến đấu cuối cùng một đi không trở lại mất toàn bộ bảo vật cũng chính là đế khí cường hãn còn có thủ đoạn đạo thiên đại đế để lại nên mới không có khả năng thất lạc vào lúc ấy hoàn cảnh của đạo cung cực kỳ hung hiểm suýt chút nữa mất đi truyền thừa may là đạo cung và xích tộc có quan hệ không tệ có xích tộc đứng ra cho nên mới không có người nào dám làm gì đạo cung để đạo cung có cơ hội lấy lại sức mạnh sau đó trong hai vạn năm lại sinh ra một số cường gia nhập thánh cảnh chỉ có điều đội tình này hiển nhiên không thể nào tái hiện lại thời kỳ đỉnh cao của đạo cung trực tiếp rơi khỏi hàng ngũ thế lực đứng đầu thượng giới sau đó phần thiên đại đế chấn áp hắc ám tri nguyên xích tộc cũng xảy ra chuyện nên không thể quan tâm đến đạo cung bọn họ nữa vì thế đạo cung phải trả giá đắt di chuyển đến trung tâm cổ tinh vực của đại vũ trụ xa xôi này mặc dù vậy thì tình hình đạo cung vẫn không tốt hơn mấy năm nay cũng xảy ra không ít chuyện hỗn loạn nội tình thiếu thốn ngày nay chỉ còn hai vị lão tổ tự phong tuổi thọ không còn nhiều mà vị hai vị lão tổ này đều đã xuất thế cho dù có thành công đánh bại kẻ địch hay không thì đều không thể tự phong lần nữa sẽ thật sự ngã xuống đến lúc đó tình cảnh của đạo cung sẽ càng thêm khó khăn nguy hiểm hơn Mặc dù có đế khí, nhưng không có cường giả thánh cảnh trấn giữ, sẽ bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Nghe chuyện này khiến lòng ngươi chấn động, không ngờ đạo cung lại từng trải qua đại họa như vậy, trực tiếp mất hết nội tình của đạo cung, càng không ngờ tình cảnh của đạo cung lại gian nan đến như vậy. Vốn dĩ ngươi còn tưởng rằng đạo cung là thế lực sinh ra đại đế thì nội tình sẽ sâu không lường được, cho dù thê thảm cũng vẫn tốt, nhưng xem ra là ngươi nghĩ nhiều rồi. Sau đó ngươi tiếp tục hỏi rốt cuộc cường giả của đạo cung đi làm gì lại ngã xuống toàn bộ, không có ai trở về được. Cung chủ đạo cung lắc đầu, Tỏ vẻ hắn cũng không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tổ tiên của đạo cung đều bảo mạng. Dừng một lát, cung chủ đạo cung tỏ ý tiền mối khí linh trong đế binh nhất định biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không muốn nói nên chúng ta cũng không có cách nào hỏi được. Nghe vậy, ngươi thở dài một tiếng, biết rằng chỉ sợ rất khó biết được chuyện này trong khoảng thời gian ngắn. Hiển nhiên, đế binh cho rằng người của đạo cung có thực lực quá yếu, dù có biết cũng không thể thay đổi được cái gì, cũng chỉ thêm buồn phiền mà thôi. Thậm chí có những điều cấm kỵ trong đó, biết rồi sẽ tạo thành mối nguy hiểm lớn. Tình hình của đạo cung thảm như vậy, xem ra sau này ta không thể ở trong đạo cung cao giọng làm việc như thế không chỉ dẫn tới tiền bối xuyên không mà còn có thể kéo theo cường địch khác đến bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vương bình nhìn vào nội dung văn bản mô phỏng khẽ nhíu mày hắn vốn tưởng rằng sau khi gia nhập đạo cung trừ khi gặp phải cường gia đình cao đạo cung đều có thể che chở hắn nhưng bây giờ nhìn vào cũng chưa chắc bây giờ ở thời đại mạt pháp tình cảnh của đạo cung cũng không tốt nếu tiến vào thời đại hoàng kim những lão quái vật kia vì để tránh lãng phí tuổi thọ sẽ đồng loạt xuất thế cộng thêm sự vùng dậy của thiên kiêu mới tình cảnh của đạo cung sẽ càng tồi tệ hơn thậm chí đừng nói đến những nhân vật kia ngay cả các thế lực khác trong thái nguyên cổ tinh rõ ràng cũng dục dịch muốn chia lợi ích chỉ là kiêng kỵ tâm tư của đế binh và cường giặc khủng bố nên không dám là bệnh mặt thôi hiển nhiên đạo cung không thể tiếp tục giúp ta nhanh chóng trưởng thành ta ở lại đạo cung ngược lại sẽ gây phiền phức cho đạo cung vì vậy lần mô phỏng sao không nên gia nhập đạo cung nữa với thực lực hiện giờ của ta trở thành tán tu chỉ cần không gặp phải những lão quái vật kia đều có thể bình yên vô sự vương bình yên lặng suy nghĩ nói thật vương bình có hơi nghi ngờ cường giả khủng bố tập kích đạo cung này cũng biết được đạo cung sinh ra một nhân vật yêu nghiệt như hắn nên mới rốt ruột tới đây tập kích đạo cung nếu không dựa theo dòng thời gian trong đầu vương bình thời điểm này phải là đạo cung không có chuyện gì mới đúng trong khi vương bình đang cao mày suy nghĩ thì văn bản trên màn hình tiếp tục xuất hiện bên ngoài cổ tinh cuộc chiến kinh khủng càng trở nên khốc liệt sức mạnh của đế binh lan đến cổ tinh khiến cho nó rúng động rất nhiều tu sĩ run rẩy họ biết rất rõ nếu lực lượng của đế binh đổ về phía cổ tinh thì toàn bộ cổ tinh đều sẽ bị phá vỡ và họ cũng không còn khả năng sống sót nào nữa mà ở trên cổ tinh đại chiến thánh nhân vẫn ác liệt như cũ chỉ là những người tinh mắt đều nhìn ra được thánh nhân lão tổ của đạo cung rõ ràng càng về sau càng yếu đi sức mạnh ngày càng yếu ớt bắt đầu từ ở thế mạnh xuống thế yếu cái gọi là quyền sợ tuổi trẻ cũng chỉ như vậy điều này làm cho các thế lực còn lại đều biết được chỉ sợ đạo cung không có nội tình tử tế mà thời dài cảm thái một đạo cung nổi tiếng khắp thượng giới là một thế lực khổng lồ trong đại vũ trụ là sự tồn tại mà họ chỉ có thể ngước mắt nhìn nhưng bây giờ lại thê thảm như vậy, đến cả trấn áp một thánh nhân cũng không làm được. Cung chủ đạo cung thấy cảnh này cũng cảm thấy nặng nề, cắn răng bảo ngươi dẫn theo một nhóm người rời khỏi đạo cung. Hắn cho rằng ngươi là hy vọng của đạo cung, nếu ngươi chết thì đạo cung sẽ tiêu đời. Trong lòng ngươi cũng nặng nề, biết mình ở lại cũng không làm được gì nên nghe lời cung chủ đạo cung sắp xếp. Rất nhanh, ngươi đã dẫn theo một số nhân vật quan trọng của đạo cung định rời đi mà cung chủ đạo cung và cường giả thần quân cảnh của đạo cung cầm vài món thánh khí trong tay liều mạng gia nhập chiến trường trợ giúp thánh nhân lão tổ giữ chân thánh nhân nhược lan nhược lan trong group chat người xuyên không đời thứ hai nhìn thấy cảnh này thì hư lạnh một tiếng tỏ vẻ đạo cung không có lá bài tẩy vậy nàng cũng không có hứng thú lãng phí thời gian nữa sau khi nói xong những lời này nhược lan trong group chat người xuyên không đời thứ hai trực tiếp lấy ra một món cấm khí khủng bố giết chết thánh nhân lão tổ của đạo cung và đám người cung chủ đạo cung sau đó khi người sắp chạy trốn nhược lan trực tiếp phong tỏa không gian khiến người không thể nhúc nhích đối với chuyện này người chỉ có thể thầm cười khổ mặc dù người lĩnh ngộ quy tắc không gian nhưng vì tu vi chênh lệch nên cũng không có tác dụng nào thánh nhân thật sự mạnh một cách quá đáng sắc mặt nhược lan lạnh lẽo nói một hậu bối nhưng ngươi nếu ngoan ngoãn bàn giao một số chuyện thì nàng sẽ để ngươi chết thoải mái nghe vậy ngươi im lặng không nói gì vào lúc ngươi nghĩ mình sắp chết rồi thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện nàng chính là lâm thanh hòa 500 năm trôi qua lúc trước lâm thanh hòa nói chuyện với ngươi xong thì không phản kháng lại việc thôn tiên ma thể của mình nữa biết được chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu quý vì vậy nàng rời khỏi bạch viêm thần giáo nhiều năm qua, giết vô số tu sĩ tả đạo và ma đạo, lướt trưởng căn nguyên của chúng khiến bản thân lớn mạnh hơn. Thế nên bây giờ Lâm Thanh Hòa đã trưởng thành đến cấp bậc thần quân cảnh, không thể không nói, thôn tiên ma thể với tốc độ tu hành thật sự quá nghịch thiên. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thời không đạo thể của ngươi không đầy đủ. Nếu không người cũng có thể tăng tốc độ tu hành thông qua phương thức không có tác dụng phụ thay đổi tỷ lệ thời không, sẽ yêu không yếu hơn thôn tiên ma thể bao nhiêu. Mặc dù bây giờ bây giờ Lâm Thanh Hòa đã đến cấp độ thần quân cảnh, nhưng cho dù nàng đã đạt đến cấp bậc ấy thì vẫn không phải là đối thủ của thánh nhân mà nàng đứng lên vào lúc này bảo vệ người bạn là ngươi đã nói lên rằng nàng có ý nghĩ để cho hồn thứ hai thực hiện quỳ nhập thân chỉ có dựa vào sức mạnh của linh hồn thứ hai thì nàng mới có thể chống lại thánh nhân đẩy lùi thánh nhân nhưng như thế nàng cũng phải trả giá rất đắt dù sao sức mạnh và quy tắc của thánh nhân không phải thứ mà nàng dễ dàng chịu được trừ chuyện đó ra để cho tàn hồn của thôn tiên ma thê đời trước đánh nhau cũng rất có thể sẽ bại lộ nàng là thôn tiên ma thể khi đó hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng nhưng cho dù có nguy hiểm lớn thì nàng vẫn đứng ra vì chuyện này nên thiện cảm của ngươi với lâm thanh hòa tăng lên rất nhiều cảm thấy kết bạn với nàng là lựa chọn đúng đắn chỉ cần lâm thanh hòa không hắc hóa bản tính của nàng không xấu hơn nữa có thể ra mặt cho người trong thời khắc sinh tử đã đủ nói lên tất cả vốn dĩ ta nghĩ bồi dưỡng lâm thanh hòa thành tùy tùng hoặc cánh tay đắc lực không ngờ lại đi theo con đường bạn bè cũng đúng thiên phú của lâm thanh hòa cao như vậy cộng thêm còn có tàn hồn thôn tiên ma thể đời trước muốn nàng trở thành tùy tùng hoặc trợ thủ là chuyện rất khó khăn vương bình nhìn nội dung trên văn bản mô phỏng chớp mắt, khá ngạc nhiên, bỏ đi, chỉ là mô phỏng thôi, hiện giờ ta cũng hết cách rồi, không có năng lực bồi dưỡng nàng thành trợ thủ đắc lực, chỉ có thể chờ sau khi ta mạnh lên mới có thể làm được. Ngay sau đó Vương Bình lắc đầu, thu lại tâm tư, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn huỳnh quang, Lâm Thanh Hòa ra tay, khiến rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng nhiều người lại cho rằng nàng không biết tự lượng sức mình, lấy tu vi thần quân cảnh đối kháng với thánh nhân, rõ ràng là muốn chết đừng nói là thần quân cảnh đối chọi với thánh nhân cho dù là đối mặt với uy áp của thánh nhân cũng trực tiếp bị chấn áp các thánh nhân có ý nghĩa hoàn toàn khác mạnh hơn nhiều so với bán thánh nếu nói cường giả thần quân cảnh chống lại được bán thánh thì còn có thể chiến thắng vượt cấp bán thánh chống lại thánh nhân chỉ có bị giết ngay tức khắc cho dù người là con đại đế thiên nhiên đại đế thì ở trước mặt thánh nhân cũng chỉ bằng con kiến từ xưa đến nay có thể nói là chưa có nhân vật thiên kiêu nào ở bán thánh mà đánh bại được thánh nhân chứ đừng nói đến tu sĩ thần quân cảnh nhược lan kinh Biệt nhìn lâm thanh hòa cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình sau đó nàng ra tay với lâm thanh hòa không hề lưu tình nhưng điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là lâm thanh hòa lại ngăn cản được một đòn này quy tắc đáng sợ bộc phát ra trực tiếp làm vỡ nát không gian phong tỏa sau đó linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này nhưng điều khiến các ngươi không ngờ đã xảy ra đó là lúc này lại có một vị thánh nhân khác xuất hiện sự xuất hiện của vị thánh nhân này khiến các ngươi hoàn toàn rơi vào đường cùng mặc dù nói linh hồn thứ hai của lâm thanh hòa chân thân là thôn tiên ma thể đời trước là nhân vật từng giết đại đế cao tuổi nhưng dù sao cũng không phải nàng chỉ là tàn hồn mà thôi nó không có sức mạnh chân chính và cảm ngộ đạo pháp cộng thêm tu vi của lâm thanh hòa cũng yếu không thể nào phát huy ra được sức mạnh chân chính của quy tắc thôn vệ của nàng trong tình huống như vậy có thể ngăn cản một kích tùy ý của thánh nhân làm vỡ nát không gian phong tỏa đã là rất tuyệt rồi muốn đối đầu với hai vị thánh nhân là chuyện mơ mộng người thấy tình cảnh này thì thở dài biết rằng chắc chắn hôm nay sẽ chết ở đây vì thế sau khi ngươi để lâm thanh hòa thoát khỏi nơi này theo bản năng thì lựa chọn chủ động rời khỏi lần mô phòng này khi ngươi chủ động thoát khỏi mô phòng thì lần mô phòng này cũng kết thúc văn bản mô phòng đến đây thì dừng lại trong đầu vương bình cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh và cảm ngộ tu hành cuối cùng trong đầu vương bình lóe lên xuất hiện ở trên đạo cung hắn nhìn thấy đại chiến đế binh trong tinh không và khuôn mặt cường giả khủng bố cầm đế binh trong tay cũng nhìn thấy thánh nhân nhược lan với khuôn mặt của vị thánh nhân đột nhiên xuất hiện cuối cùng là lâm thanh hòa không bằng an nguy của bản thân để cứu hắn sau khi xem xong tất cả những thứ này trong đầu vương bình lại lóe lên lập tức thoát khỏi trạng thái chìm đắm trong mô phòng trở lại khách sạn thần thành trong thế giới thực tinh thành công tạo ra phần thưởng ký chủ có thể lựa chọn một trong những phần thưởng dưới đây tu vi chân thần cảnh đại viên mãn chìa khóa thiên ma thạch một món thánh khí ngẫu nhiên thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào một món thần khí cực phẩm ngẫu nhiên hệ thống ta lựa chọn số 4, thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào sau khi vương bình xem danh sách phần thưởng xong thì lập tức đưa ra sự lựa chọn thánh khí quý giá nhưng hắn đã có một cái tạm thời không thể chọn tu vi nếu chọn thì sau này tiêu thụ tài nguyên một lần trong mô phòng trả phí sẽ tăng gấp đôi còn thần khí cực phẩm bỏ qua cũng được chìa khóa thiên ma thạch biết được hai thiên ma thạch ở đâu cũng không cần lĩnh thưởng để có được có thể nói thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào tỷ lệ chi phí và tác dụng là cao nhất vương bình có hơi nghi ngờ lần mô phòng này liên tục có được bảo vật cổ mộ thần quân cảnh thánh dược cùng với bảo dược hô héo và thiên ma thạch kia đều có thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào ảnh hưởng bên trong đó nếu không trong mô phòng trước kia mặc thù vương bình có đủ thực lực nhưng cũng không có vận may tốt như vậy khi vương bình đưa ra lựa chọn thiên lập lập tức nhập thể mặc dù vương bình không có cảm giác gì nhưng biết thiên phú này đã bắt đầu sinh ra tác dụng alpha vị thánh nhân thứ hai cũng là người trong group chat người xuyên không thế hệ thứ hai sao ngay sau đó vương bình thu lại tâm tư thầm hỏi trong lòng không hắn là người của các thế lực khắp ở chư thiên xem ra có hợp tác với người của group chat thế hệ thứ hai giọng nói lạnh lẽo của alpha vang lên giải thích cho vương bình người của thế lực các chư thiên khác vương bình nhíu mày cái này còn liên lụy đến các thế lực chư thiên khác sao đúng là ngày càng rắc rối nếu như hắn bại lộ ở trước mặt mọi người thì rất nguy hiểm Mặc dù bây giờ hắn đã đủ mạnh nhưng ở trước mặt thánh nhân thì vẫn như con run con dế, không có sức mạnh địch lại. Trừ phi, tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa, đạt đến thần quân cảnh đại viên mãn hoặc thậm chí là bán thánh, mới có thể đánh một trận với thánh nhân. Nếu không muốn dùng tu vi chân thần cảnh đánh với thánh nhân thì không thể nào chiến thắng được. Đừng nói đánh một trận, dù cho có bỏ chạy cũng không được. Kết quả của lần mô phòng này chính là bằng chứng cho chuyện này. Hắn là thế lực gì? Mắt Phương Bình lập lòe, hỏi trong lòng. Sát lục nhạc viên, có mối thù rất lớn với group chat người xuyên không mà ta quản lý, bây giờ đối đầu với bọn họ sẽ rất phiền phức giọng nói lạnh như băng của Alpha lại vang lên á à, Vương Bình không nói gì nói cách khác cấp bậc của sát lục nhạc viên này có quy mô thế lực không hủy diệt Group Chat bình thường sao trời ạ à, thế này nguy hiểm quá Group Chat thế hệ thứ hai lúc trước chính là sát lục nhạc viên hủy diệt sao đôi mắt Vương Bình lóe lên tiếp tục hỏi đúng thực ra người cũng không cần thiết đánh giá sát lục nhạc viên quá cao nếu không phải Group Chat thế hệ đầu đã bị hủy diệt một lần yếu đi rất nhiều thì những người xuyên không của group chat thế hệ thứ hai muốn kết hợp với group chat sắp lục nhạc phiên hủy diệt đời thứ hai là rất khó làm được alpha im lặng một lúc rồi lại nói tiếp được rồi hóa ra chỉ là tàn sát lẫn nhau ta rất nghi ngờ thế lực của hai người các người ở chư thiên ở trong mắt các thế lực thật sự mạnh mặc dù không tính cấp bậc mới nhưng cũng khá bình thường cái này giống như trước kia chúng ta đối đầu với tân sinh quỷ dị vậy mắt vương bình lóe lên nhổ một ngụm nước bọt group chat người xuyên không ban đầu cũng không phải thế lực chư thiên bình thường dường như alpha bị chọc trúng chỗ đau lạnh lùng nói nhưng thế hệ đầu tiên đã bị phá hủy hoặc là những người xuyên không mạnh nhất trong tay người đã bị tiêu diệt vương bình bĩu môi chấp nhận sự thật đi group chat bây giờ là cấp bậc dưới cùng của thế lực chư thiên cùng tầng lớp với đám mới đừng nói là so với sát lục nhạc viên cho dù sao với đám người mới ta cũng không cảm thấy mạnh hơn chỗ nào dù sao người mạnh nhất của chúng ta cũng chính là chân thần cảnh đại viên mãn như ta đây ngay cả thần quân cảnh cũng không đạt tới nghe điều này alpha không còn gì để nói có hơi mệt mỏi nên chọn lạn xuống thấy alpha không nói nữa Phương Bình cũng không tiếp tục ý nghĩ tấn công của mình mà suy nghĩ về những chuyện tiếp theo sẽ làm. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có người xuyên không của group chat đời thứ hai mang đến phiền phức, không ngờ còn liên quan đến thế lực chư thiên như sát lục nhạc viên. Ngoài ra, các thế lực khác có bị liên lụy hay không vẫn còn là một câu hỏi. Thật phiền phức, nếu không tạo ra một lá bài tẩy bảo vệ tính mạnh thật mạnh nào, ta cảm giác cái mạng nhỏ của ta có thể mất bất cứ lúc nào. Vương Bình thở dài, có hơi đau đầu. Trong mô phòng, đối phương không thể liên lạc với những người xuyên không khác trong group chat, tình huống của các thế lực khác cũng sẽ không được mô phỏng nhưng thực tế người kia có thể làm điều đó phương bình lo lắng nhất là đối phương đã có hành động sẽ không phải là sau hơn một ngàn năm tới mà là mấy năm nay thậm chí mấy năm gần đây đã động tới đúng là đáng chết sau khi tọa độ bị lộ thì sẽ rất nguy hiểm mặc dù hắn có thể đi đến các thế giới khác để lánh nạn thông qua group chat đối thủ cũng có thể đi đến các thế lực chư thiên khác khó bảo vệ cũng khó đổi theo thiên phú ôi thiên phú hy vọng có thể rút ra một thiên phú cấp bậc màu vàng tốt nhất là có thể giúp ta tránh thiên cơ ẩn nấp thân phận tránh bị truy tìm. Nếu không thật sự quá khó, Vương Bình lắc đầu, ôm ấp mong chờ với group chat, thiên phú màu tím, che giấu khí tức, cấp bậc vẫn còn quá thấp, không có tác dụng với thánh nhân, hơn nữa chỉ đơn thuần là che giấu khí tức, không có quy định tránh các loại thủ đoạn thiên cơ truy tìm, không thể mang lại cảm giác an toàn cho hắn, chỉ có loại thiên phú màu vàng mới có thể mang lại cảm giác an toàn cho hắn, lần mô phòng cuối cùng, sau đó phải đi đào mò, đào ỏ để lấy tài nguyên mà cường giả thần quân cảnh cổ mộ kia để lại, rồi sẽ tính toán tiếp, ánh mắt Vương Bình lóe lên, thầm nghĩ, hệ thống, ta muốn thực hiện mô phỏng trả phí sau đó vương bình mở miệng nói tiếp tinh tiêu hao trăm cân thần nguyên hạ phẩm máy giả lập nhân sinh khởi động làm mới thiên phú âm thanh của hệ thống vang lên tinh làm mới thiên phú thành công chúc mừng ký chủ thành công làm mới thiên phú màu tím hình nhân chết thay thiên phú màu đỏ nhiệt huyết sôi trào thiên phú màu tím hình nhân chết thay có được thiên phú này ký chủ có thể chọn một tu sĩ thần cảnh làm hình nhân chết thay khi bị thương có thể chuyển toàn bộ thương tổn lên tu sĩ thần cảnh để chọn làm hình nhân thiên phú màu đỏ nhiệt huyết sôi trào có tài năng này nếu ký chủ cảm thấy nhiệt huyết trong trận chiến tăng lên thì sức chiến đấu cũng tăng lên thiên phú màu tím này cũng không tệ vương bình nhìn thiên phú được làm mới ánh mắt hơi sáng lên mặc dù lần này không làm mới thiên phú màu vàng mà hắn muốn nhưng thiên phú màu tím mới này cũng rất tốt tìm hình nhân chết thay tương đương với có nhiều hơn một mạng chưa kể thứ này còn có thể chuyển sát thương sang đối tượng được chỉ định hơn nữa kỹ năng chỉ định khó phòng bị sau này khi gặp phải lão quái vật đánh không lại để cho con cháu mà lão quái vật yêu thương nhất trở thành hình nhân thế thân của mình xem hắn có dám ra tay không nhưng năng lực này phương pháp sử dụng này nói thật có hơi giống thiên phú màu tím liên kết vận mệnh chỉ là thiên phú màu tím liên kết vận mệnh quá khó thu hồi một khí ràng buộc sẽ không thể tháo bỏ như vậy cũng hạn chế hắn ngược lại thiên phú màu tím hình nhân thay thế này rõ ràng dễ sử dụng hơn đáng tiếc thiên phú này chỉ là màu tím nếu như là màu vàng thì có thể ràng buộc thánh nhân thánh vương thậm chí là tu sĩ đại thánh vậy thì thật tuyệt để cho đại thánh chịu thương tổn của mình vậy thì e rằng sau này cũng sẽ không bị thương vương bình bắt đầu tưởng tượng hệ thống ta lựa chọn thiên phú màu tím hình nhân chết thay vương bình lắc đầu sau đó thu lại tâm tư lập tức lựa chọn tinh lựa chọn thiên phú thành công giả lập nhân sinh bắt đầu âm thanh của hệ thống vang lên vương bình cảm thấy trong đầu lóe lên một cái biết rằng đã tiến vào và chìm trong trạng thái mô phỏng hệ thống tua nhanh cho ta vương bình lặng lẽ nói đinh đang tua nhanh âm thanh của hệ thống vang lên màn huỳnh quang xuất hiện văn tự cũng hiện ra ngày thứ nhất người lựa chọn hành động bởi vì duyên cớ ngươi biết vị trí cổ mộ thần quân trước tiên đi đến đó lợi dụng pháp tắc không gian xâm nhập vào thoải mái lấy được rất nhiều tài nguyên bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim kế tiếp người đang cân nhắc có cần gia nhập đạo cung hay không gia nhập đạo cung quá mức thu hút sự chú ý khẳng định sẽ bị những người xuyên không của group chat đời thứ hai chú ý tới nếu như vậy thật sự là nguy hiểm cuối cùng người đưa ra lựa chọn cũng không đi khu vực thái nguyên cổ tinh gia nhập đạo cung ngược lại là che giấu tung tích và thực lực cực kỳ khiêm tốn ra nhập bạch viêm thần giáo trở thành một trường lão khách khanh của bạch viêm thần giáo trong nháy mắt đã tới thời gian bí cảnh đại thánh mở ra người lạng yên rời khỏi bạch viêm thần giáo hành động như trong trí nhớ chỉ là vận may của ngươi lần này hình như cũng không phải tốt lắm cũng không kích phát hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn đánh lén cường giả thần quân cảnh của trương gia không có đánh bay ra ngoài không cướp đoạt được thánh dược mà đánh lén của ngươi cũng khiến cho cường giả thần quân cảnh của trương gia nổi giận ra tay đối với ngươi người bất đắc dĩ chỉ có thể thoát đi tốc độ người thoát đi rất nhanh cường giả thần quân cảnh đại viên mãn của trương gia cũng không có cách nào bắt được ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn người trốn thoát thì ra vẫn là công lao của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn hiện tại ta chống lại cường giả thần quân cảnh đại viên mãn mặc dù vận dụng sức mạnh pháp tác hơn nữa còn ra tay dưới tình huống đánh lén cũng khó đánh bay hoặc là rời đi vương Bình xem nội dung mô phỏng lần này khẽ nhíu mày âm thầm thở dài có vẻ cách soát thánh dược không có hạn chế tích tụ lên thần quân cảnh thậm chí là thánh cảnh là sẽ thất bại trừ khi hắn tăng tu vi lên lần nữa thực lực lớn mạnh của bản thân mới có thể đạt được thánh dược này làm như vậy kỳ thật cũng khá dễ dàng hắn chỉ cần lúc ở trong một mô phòng tu hành đến chân thần cảnh tam tầng 4, nếu cưỡng chế chấm dứt mô phòng, vậy thì có thể soát mới ra phần thưởng chân thần cảnh tam tầng 4. vậy thì tuy rằng sẽ khiến cho hắn lãng phí một cơ hội mô phòng, nhưng tiêu phí của mô phòng về sau sẽ không quá mức vô lý hơn nữa có thể có hiệu quả tranh đoạt được thánh dược không cần trông cậy vào hiệu quả bạo kích mà thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn mang đến nhưng mà lần này là lần mô phỏng cuối cùng không thể lãng phí cho nên vẫn phải mô phỏng bình thường mới được kế tiếp phải đợi cho sau khi ta đạt được rất nhiều chỗ tốt ở trong cổ mộ thần quân cảnh lại làm như vậy ánh mắt vương bình loé ra trong lòng yên lặng nghĩ người không lấy được thánh dược cực kỳ buồn bực cảm thấy bản thân có hơi đánh giá cao hiệu quả của thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào dù sao trước đó ngươi còn tưởng rằng là hiệu quả của thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào giúp cho ngươi đạt được thánh dược lúc ngươi buồn bực ngươi bất ngờ tìm được một mạch khoáng thần nguyên từ trong đó lấy được không ít thần nguyên thần nguyên hạ phẩm rất nhiều thần nguyên trung thượng phẩm cũng không ít một đợt này không thể nghi ngờ là trực tiếp làm giàu vì thế trong lòng ngươi hưng phấn cảm thấy hơi oan uổng cho thiên phú màu tím tài nguyên dồi dào không thể không nói ngươi cực kỳ tiêu chuẩn kép kế tiếp ngươi tiếp tục hành động đụng phải lâm nham đã đạt được truyền thừa đại thánh sau khi ngươi cân nhắc dự định thăm dò hắn một phen xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì ngăn cản đoạt xá tàn hồn đại thánh ngược lại còn phản sát. sau khi ngươi nói ra yêu cầu luận bàn với lâm nham giữa các ngươi bộc phát đại chiến thực lực lâm nham rất lớn mạnh hơn nữa rõ ràng còn tu hành công pháp thần thông thần bí nào đó dưới điều kiện tiên quyết người không sử dụng pháp tắc có thể chiến một trận đồng cảnh với người hiện tại tuy rằng nói hắn rõ ràng bị vây ở thế bất lợi không phải đối thủ của người nhưng người vẫn cực kỳ kinh ngạc với thực lực và công pháp thần thông lớn mạnh của hắn dù sao sức chiến đấu hiện giờ ngươi bày ra có thể so sánh với lúc đại đế còn trẻ cái này cũng có thể chứng tỏ lâm nham cũng có tiềm lực tiếp cận cấp bậc khác chỉ là cho dù là hiện tại hay là hơn một ngàn năm sau lâm nham đều cực kỳ khiêm tốn người chưa từng nghe nói hắn tạo ra động tính gì người ngày càng tò mò về hắn bắt đầu gia tăng sức mạnh cưỡng ép vận dụng con bài chưa lật che giấu đây cũng là đánh lâm nham ra chân hỏa điên cuồng đại chiến với ngươi nhưng mà hắn cuối cùng vẫn bại bởi ngươi ngươi cũng lựa chọn dừng tay chỉ là ngươi cực kỳ nghi hoặc nếu lâm nham chỉ có sức chiến đấu cỡ này vậy hắn tuyệt đối không có năng lực phản sát tàn hồn đại thành mới đúng đương nhiên ngươi suy đoán hắn khẳng định là có một vài bí mật kinh thế không muốn người biết bí mật này không thể bại lộ ra một khi bại lộ ra tuyệt đối sẽ làm cho tình cảnh của hắn cực kỳ nguy hiểm vì thế ngươi càng thêm tò mò với lâm nham chẳng qua tuy rằng ngươi tò mò nhưng không có ý tiếp tục ra tay với hắn tính toán đợi cho sau khi càng lớn mạnh hơn xem thử có tình tòi nghiên cứu ra bí mật của lâm nham không nói cách khác với thực lực hiện giờ của ngươi muốn cưỡng ép lấy được bí mật từ trên người hắn đó là chuyện không thể làm được càng đừng nói giữa các ngươi cũng không có thủ hận khác với lần huyền quy là vì đối phó quỷ dị cho nên mới bất đắc dĩ ra tay với huyền quy ngươi và lâm nham không có thù hận cũng không có gút mắt lợi ích đương nhiên là không đáng bởi vì lòng hiếu kỳ mà trấn áp hắn tiến hành sư hồn hắn loại chuyện này mặc dù là trong mô phỏng ngươi cũng muốn tận lực tránh né một vài điểm mấu chốt vẫn không thể vượt qua dễ dàng khiến cho tâm tính bản thân xuất hiện vấn đề kế tiếp sau khi ngươi cùng lâm nham nói lời từ biệt thì rời khỏi bí cảnh đại thánh mà lâm nham cũng nhớ kỹ ngươi dù sao ngươi là tu sĩ cùng thế hệ đầu tiên đánh bại hắn hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi thoải mái rõ ràng còn chưa vận dụng toàn lực sau khi rời khỏi bí cảnh đại thánh ngươi lại trở về bạch viêm thần giáo bắt đầu khiêm tốn tu hành trừ điều đó ra ngươi vẫn âm thầm quan sát lâm thanh hòa dù sao lần này ngươi cũng có suy nghĩ xem thử rốt cuộc là vì sao lâm thanh hòa hắc hóa chỉ cần thăm dò nguyên nhân lâm thanh hòa hắc hóa can thiệp thích hợp có thể khiến cho lâm thanh hòa trở thành bạn thân của ngươi thậm chí quan hệ càng tiến thêm một bước làm cho nàng đối với ngươi nói gì nghe nấy trong nháy mắt đã trôi qua hơn nghìn năm ngươi luôn lặng lẽ tu hành chẳng qua Lần này bởi vì nguyên nhân không có thánh dược, nguyên nhân cũng không ở đạo cung, tốc độ tu hành của ngươi cũng không nhanh như vậy, thời gian gần ngàn năm, tu vi của ngươi chỉ tăng lên tới cấp bậc chân thần cảnh tầng 3 đỉnh phong, tuy rằng tốc độ này đã rất nhanh, nhưng so sánh với tình huống sở hữu thánh dược, hiển nhiên sẽ không đáng nhắc tới, cũng chính vào lúc ngươi đột phá tới chân thần cảnh tầng 3 đỉnh phong không lâu, cuối cùng ngươi biết được nguyên nhân Lâm Thanh Hòa hắc hóa, thì ra, Lâm Thanh Hòa và một vị sư tỷ trong Bạch viên Thần giáo đang lịch luyện, gặp phải phản bội đối phương từ trước đến nay biểu hiện ra hình tượng sư tỷ tốt với nàng trên thực tế lại cực kỳ ghen tị với nàng cho rằng là lâm thanh hòa cướp đi vị trí thần nữ của nàng cản trở con đường tu đạo của nàng với thiên phú của nàng nàng cảm thấy chỉ có trở thành thần nữ đạt được tài nguyên thần nữ mới có hy vọng đột phá tới bán bộ thần quân cảnh thậm chí thần quân cảnh hiện giờ đã không có thân phận thần nữ không thể đạt được quy lực bồi dưỡng của bạch viêm thần giáo đời này nàng có thể sẽ kẹt chết ở chân thần cảnh vì thế nàng muốn giết chết lâm thanh hòa sau khi lâm thanh hòa chết Nàng mới có thể trở thành tân thần nữ, đạt được quy lực bồi dưỡng của Bạch Viêm thần giáo, bị sư tỷ mà bản thân hoàn toàn tín nhiệm phản bội, lần đầu tiên Lâm Thanh Hòa cảm nhận được sự hiểm ác của nhân tính, nhưng mà, Lâm Thanh Hòa cũng không phải ngồi không, tuy rằng bị sư tỷ phản bội, bị đánh lén bị thương, nhưng nàng vẫn cường thế ở trong chiến đấu lấy được ưu thế, chỉ là, chuyện kế tiếp Lâm Thanh Hòa biết được từ trong miệng sư tỷ, hoàn toàn phá vỡ tam quan của Lâm Thanh Hòa, sở dĩ Lâm Thanh Hòa có thể được Bạch Viêm thần giáo thu dưỡng cũng không phải bởi vì như lời sư tôn lâm thanh hòa kể là nàng bị người ta vứt bỏ sư tôn nàng trùng hợp đi ngang qua cảm thấy hữu duyên ôm trở về chân tướng của nó là sư tôn kính của lâm thanh hòa là tên đao phủ mời ra lão tổ đồ diệt lâm ra nàng sở dĩ làm như vậy là vì nhìn ra nàng thiên phú rất cao muốn đưa đến bạch viên thần giáo tiến hành bồi dưỡng để cho nàng hết lòng vì bạch viên thần giáo lời này trực tiếp làm cho lâm thanh hòa sụp đổ nàng thật không ngờ người tín nhiệm bên cạnh mình tất cả đều là những tên mặt người dạ thú bởi vì tâm trạng suy sụp lâm thanh hòa ở trong chiến đấu thất thần trực tiếp bị sư tỷ này bắt lấy cơ hội bị thương nặng giết chết nàng ở thời điểm mấu chốt hồn thứ hai của lâm thanh hòa thôn tiên ma thể đời trước tiếp quản thân thể trào phúng nhân tính chính là hắc ám như vậy trào phúng lâm thanh hòa trước kia quá mức khởi dại sau đó hồn thứ hai của lâm thanh hòa trực tiếp chấn áp sư tỷ lâm thanh hòa hơi không thể chấp nhận những việc này cảm thấy sư tỷ có thể vì để khiến cho nàng sụp đổ từ đó giết chết nàng thay thế hồn thứ hai của lâm thanh hòa lạnh lùng cười một tiếng trực tiếp giúp lâm thanh hòa tiến hành sư hồn sau đó lâm thanh hòa hoàn toàn trầm mặc cả cao tầng của bạch viêm thần giáo tất cả đều biết chuyện này cũng giúp đỡ tiến hành giấu giếm mà sư tỷ là hậu duệ đại trưởng lão của bạch viêm thần giáo cũng biết chuyện này chỉ có nàng ở trong mơ hồ bị đùa dẫn xoay vòng vòng quá khứ này của lâm thanh hòa rất thảm vương bình nhìn nội dung văn tự mô phỏng này thở dài một tiếng bị người ta diệt tộc còn bị người ta mang về bồi dưỡng thành người công cụ bảo vệ bạch viêm thần giáo tất cả người tín nhiệm bên cạnh đều là xài lăng khoát ra người cũng may hậu duệ của đại trưởng lão sư tỷ của lâm thanh hòa xuất phát từ ghen tị xuất phát từ khát vọng đối với cảnh giới thần quân mới làm ra loại chuyện này bại lộ hết thảy bằng không thì lâm thanh hòa sợ là khó biết được chân tướng sẽ dồn sức lực bảo vệ bạch viêm thần giáo trong máy giả lập trước đó thậm chí còn vì thế xin hắn giúp đỡ khó trách lâm thanh hòa có thể hắc hóa trở nên hơi bệnh trạng gặp phải loại chuyện này người nào cũng sẽ hắc hóa cũng khó trách trong mô phỏng trước đó lúc bạch viêm thần giáo và bắc tuyết thần triều bị giết không thấy bóng dáng của nàng lâm thanh hòa của lúc đó có lẽ không có năng lực nhỉ nếu có năng lực đừng nói là cứu bạch viêm thần giáo nàng sẽ tự mình báo thù tuy rằng nói phần lớn mọi người của bạch viêm thần giáo là vô tội nhưng nhân vật trung tâm tuyệt đối đều đáng chết nhất là sư tôn của lâm thanh hòa càng nên bị thiên đào vạn quả vương bình lắc đầu hơi thổn thức nếu nói không có hắn can thiệp chiều hướng phát triển tiếp theo phòng trừng lâm thanh hòa sẽ trở thành đại boss thượng giới đi lên cùng một con đường với thôn tiên ma thể thế hệ trước cũng không biết lâm thanh hòa có giống như thế hệ thôn tiên ma thể bị đại đế đánh chết hay không trong đầu vương bình hiện lên các loại suy nghĩ tiếp tục nhìn chằm chằm màn huỳnh quang sau khi ngươi biết được quá khứ của lâm thanh hòa cũng cảm thấy lâm thanh hòa rất thảm nhưng mà lần này ngươi cũng không dự định lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này sự rời khỏi của ngươi làm cho tàn hồn thôn tiên ma thể thế hệ trước gửi lạnh một tiếng không nói thêm gì nàng đã sớm phát hiện ngươi chẳng qua ngươi không có sát ý cũng không có suy nghĩ ra tay cho nên nàng cũng không có hứng thú ra tay với ngươi đương nhiên trong đó cũng có nguyên nhân tu vi lâm thanh hòa quá yếu ra tay cũng không nhất định có thể dễ chết ngươi sau khi ngươi trở lại bạch viêm thần giáo tiếp tục tu hành về phần lâm thanh hòa không ngoài dự đoán của ngươi vẫn chưa trở lại bạch viêm thần giáo bởi vì thôn tiên ma thể thế hệ trước khẳng định là nói cho nàng biết sự việc đã bại lộ đương nhiên sẽ không quay về bạch viêm thần giáo này nữa như vậy thật sự là quá mức nguy hiểm đối với lâm thanh hòa hiện tại mà nói phát triển dung tục một đợt sau đó đổ diệt bạch viêm thần giáo mới là vương đạo lâm thanh hòa biến mất sư tỷ ngã xuống làm cho bạch viêm thần giáo loạn thành một nồi cháo đám người giáo chủ của bạch viêm thần giáo đều chấn động cảm thấy lâm thanh hòa có thể đã biết được quá khứ của nàng cho nên mới có thể làm ra hành vi như vậy vì thế bọn họ đều kinh sợ muốn giết chết lâm thanh hòa vĩnh tuyệt hậu hoạn trong quá trình này sư tôn của lâm thanh hòa bị chỉ trích nếu không có nàng mang lâm thanh hòa về đến bồi dưỡng cũng sẽ không xuất hiện việc này sư tôn của lâm thanh hòa không lời nào để nói lúc lâm thanh hòa sinh ra trời sinh dị tượng lúc đầu nàng nhìn ra thiên phú của lâm thanh hòa sau khi vừa mới sinh không lâu hơn nữa biết lâm ra là có thế lực cường giả bán bộ thần quân cảnh tọa trấn hiển nhiên không có khả năng đưa lâm thanh hòa vào bạch viêm thần giáo muốn được cũng sẽ đưa vào thế lực như thánh địa và đạo cung cho nên nàng mới có thể đưa ra hạ sách này tâm ngoan thủ lạt diệt lâm ra mang lâm thanh hòa về hy vọng một ngày nào đó lâm thanh hòa có thể thành thánh nàng cũng có thể được thơm lây đạt được cơ hội trở thành thần quân lúc trước hắn không có năng lực tiêu diệt lâm ra có cường giả bán bộ thần quân cảnh tọa trấn cho nên mới mời lão tổ cùng với rất nhiều cường giả chân thần cảnh của bạch viêm thần giáo mới thành công lặng yên không một tiếng động hủy diệt lâm ra có lẽ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến tin tức có nguy cơ lò ra nhỉ? nhưng mà sư tôn lâm thanh hòa biết việc đã đến nước này phải giết chết lâm thanh hòa. nói cách khác, chờ lâm thanh hòa phát triển lên, người đầu tiên chết chính là nàng. vì thế sư tôn lâm thanh hòa lộ ra vẻ hung ác, tỏ vẻ nàng cũng nghĩ tới khả năng tin tức bị lộ ra. cho nên ở trên người lâm thanh hòa trồng xuống bí pháp, có thể tùy thời biết được vị trí của nàng. lập tức sư tôn của lâm thanh hòa lại hơi đáng tiếc và bất đắc dĩ, bởi vì lúc đầu nàng hy vọng lâm thanh hòa thành thánh đương nhiên không có bài giá bí pháp sinh tử có thể khống chế nàng ở trên người nàng bằng không một khi trời lâm thanh hòa phát triển lên sẽ nhận thấy nếu như vậy sẽ không dễ giải thích thay thế cao tầng bạch viêm thần giáo mừng rỡ mà ngươi nghe lén mọi chuyện còn bày ra vẻ mặt trào phúng có thôn tiên ma thể thế hệ trước ở đây nhóm người bạch viêm thần giáo này còn vọng tưởng tìm được giết chết lâm thanh hòa là chuyện người si nói mộng nhưng mà ngươi cũng không có ý định tiếp tục xem mà là lặng yên không một tiếng động rời khỏi bạch viêm thần giáo đúng như ngươi dự đoán Bạch Viêm Thần giáo vẫn chưa tìm được Lâm Thanh Hòa, ngược lại tạo ra rất nhiều trò cười, hơn nữa, căn cứ thời gian đến tính, cách ngày Bạch Viêm Thần giáo bị Thanh Nguyên Thần giáo và Bắc Tuyết Thần triều liên thủ tiêu diệt cũng không quá xa, trong nháy mắt đã qua hơn 500 năm, trong hơn 500 năm này, Bạch Viêm Thần giáo sớm bị Thanh Nguyên Thần giáo và Bắc Tuyết Thần triều tiêu diệt, mà người làm tán tu, dưới điều kiện tiên quyết không thiếu ít tài nguyên tu hành, cũng không có suy nghĩ mạo hiểm đi các nơi thám hiểm, luôn lặng lẽ tu hành. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân hiệu quả của Thiên Phú màu tím tài nguyên dồi dào mặc dù ngươi không thể đi các nơi thám hiểm tìm kiếm cơ duyên nhưng sẽ thỉnh thoảng có một chút tiểu cơ duyên chủ động đưa đến cửa tuy rằng không tính là chân quý cỡ nào nhưng loại cảm giác này vẫn cực kỳ không tồi hiện giờ hơn 500 năm trôi qua tu vi của ngươi lại tăng lên đột phá tới cấp bậc chân thần cảnh tầng 4. tuy rằng tốc độ này quá chậm với người luyện hóa tinh hoa thiên kiêu thánh dược nhưng đã nhanh hơn bình thường nhiều dù sao đây là thời đại mạt pháp tu hành khó khăn có thiên đạo áp chế bế quan khổ tu dưới tình huống không có kinh thế tốc độ tu hành không có khả năng nhanh. Sau khi ngươi đột phá tới chân thần cảnh tầng 4, ngươi đã lựa chọn xuất quan, dự định hành tẩu thế gian, thả lòng một phen. Không bao lâu sau, một luồng khí tức khủng bố giáng xuống Thánh Nguyên Cổ Tinh, có cường giả khủng bố mang theo đế binh đến, ra tay với đạo cung. Điều này cho ngươi hiểu được một việc, đó là cường giả khủng bố này cũng không phải đơn thuần triển khai trả thù đối với đạo cung như lần trước trong mô phòng ngươi suy đoán. Ngươi yên lặng quan sát đại chiến kinh thế, không biết lần này đạo cung có thể chống đỡ qua một kiếp này hay không. Cũng chính vào lúc ngươi suy tư, đại chiến ngày càng kịch liệt nhưng mà lần này bởi vì duyên cớ ngươi không gia nhập đạo cung cũng không có thánh nhân ra tay đối phó đạo cung lan đến đám người đạo cung bởi vậy tất cả bọn họ đều không sao chỉ là theo chiến đấu tiến hành biến cố vẫn xuất hiện đó là cường giả khủng bố ẩn nấp trên thánh nguyên cổ tinh lựa chọn ra tay vào thời điểm này trợ giúp cường giả ngoại vực đối phó đạo cung theo cường giả khủng bố này ra tay trong khoảnh khắc đạo cung bị trừ khử biến thành bụi bầm mà cung chủ đạo cung cũng bị cưỡng ép sư hồn tuy rằng nói người tu hành đạo thiên đế kinh đều có thủ đoạn đạo thiên đại đế lưu lại một khi có cường giả sư hồn sẽ tự động hủy diệt trí nhớ về đạo thiên đế kinh nhưng mục đích của cường giả khủng bố này hiển nhiên không phải là đạo thiên đế kinh mà là muốn xem thử có tìm được phương pháp khống chế đế binh không nhưng mà cường giả khủng bố này hiển nhiên thất vọng rồi vẫn chưa tìm được phương pháp có thể khống chế đế binh chỉ là nếu đã ra tay vậy thì phải làm cho dứt khoát nói cách khác hắn sẽ gặp phải sự trả thù của đạo thiên đế binh vì thế hắn lại ra tay cùng cường giả ngoại vực cùng đối phó lão tổ đạo cung tay cầm đế binh nếu một mình hắn đối kháng lão tổ binh đạo cung tay cầm đế đương nhiên là không dám thời gian dài đối mặt đế binh càng kéo dài tuyệt đối sẽ bị đánh chết nhưng nếu đã có người kiềm chế vậy thì dễ nói rồi hắn đủ để ảnh hưởng chiến cuộc trên diện rộng ngươi nhìn thấy một màn này thở dài một tiếng biết cho dù lão tổ tay cầm đạo thiên đế binh có thể xoay chiến cuộc phản sát hai người hay không đạo cung lần này đều xem như hoàn toàn xong rồi trăm vạn năm truyền thừa một phương đại giáo bất hủ như vậy mất đi truyền thừa cuối cùng trong tiếng gào thét đau đớn của lão tổ đạo cung tay cầm đế binh hắn như vậy ngã xuống bị hoàn toàn đánh chết mà đạo thiên đế binh cũng hoàn toàn mất kiểm soát nhưng mà bởi vì duyên cớ có đế binh kiềm chế và chấn áp khí linh của đạo thiên đế binh mặc dù phẫn nộ hơn nữa cũng không có cách nào chỉ có thể bị người ta liên thủ chấn áp tạm thời phong ấn lại trục xuất tới trong tinh không vô tận tuy rằng nói cho dù là hai người mượn lực đế binh cũng không cách nào áp chế phong ấn đạo thiên đế binh sớm hay muộn sẽ bị phá vỡ phong ấn nhưng trong khoảng thời gian này đủ để cho bọn họ trốn xa đến lúc đó đế binh phẫn nộ hơn nữa thì có năng lực như thế nào nhưng mà vô năng gồm nộp thôi như vậy đại chiến khủng bố hạ xuống màn tre ngươi cũng là gặp phải vì đạo cung mà thở dài ngươi nghĩ tới sự chăm sóc của cung chủ đạo cung từng đối với ngươi cảm thấy đợi cho sau khi bản thân lớn mạnh lên nhất định phải báo thù cho hắn đương nhiên đây chỉ là một lần mô phỏng nếu ngươi có thể làm được đương nhiên làm nếu là trong hiện thực đương nhiên vẫn phải tránh cho tình huống đạo cung bị hủy diệt xảy ra kế tiếp ngươi dự định tiếp tục tu hành không đến thần quân cảnh ngươi cũng không dự định xuất quan chỉ là chuyện khiến cho người bất đắc dĩ đã xảy ra bởi vì ngươi trực tiếp bị người xuyên không tiền bối nhược lan này tìm được trực tiếp đánh cục ngươi mà kệ cho ngươi có rất nhiều thiên phú cũng chỉ có kết cục bị chấn áp cho dù là thiên phú màu tím hình nhân chết thay hoặc là thiên phú màu tím liên kết vận mệnh hoặc là phục sinh phù cũng chẳng qua là cho ngươi thêm mấy cánh mạng thôi nhưng với phong cách hành sự của người xuyên không tiền bối trong group chat đời thứ hai ngươi vẫn không có đường sống kẻ thù đối đãi ngươi như vậy bổ đao cắm điểm phòng ngừa sống lại là thao tác cơ bản vì thế ngươi cũng biết kết cục kia lựa chọn chủ động rời khỏi trạng thái mô phỏng bởi vì ngươi chủ động rời khỏi bản mô phỏng chấm dứt văn tự mô phỏng tới đây thì ngừng lại trong đầu phương bình xuất hiện rất nhiều hình ảnh và cảm ngộ tu hành cuối cùng bóng dáng xuất hiện ở nơi bế quan nhìn thấy tình cảnh bản thân bị nhược lan vô tình chấn áp nhược lan này sẽ không phải là giống với sở tiêu cũng dùng cái thứ đồ như thiên cơ phù chứ nói cách khác làm sao có thể dễ dàng tìm được ta như vậy vương bình nhìn đến đây nhíu mày thiên cơ phù hắn từng phỏng đoán là thủ đoạn của người xuyên không tiền bối khác trong chư thiên nhưng cũng suy đoán là thủ đoạn của người có thể diễn toán thiên cơ của một vài thế giới dù sao hạ giới còn có thiên cơ các thượng giới lại có tên thiên toán tử từ từng xuất hiện trong văn tự mô phỏng này nói cách khác chỉ cần trả ra cái giá tìm thấy một người vẫn khá đơn giản trừ khi người đó có thủ đoạn phản chế hoặc là thủ đoạn che đậy thiên cơ mới có thể tránh bị bắt được ban đầu ta còn nghĩ lần sau mô phỏng cố ý đẩy tu vi tới chân thần cảnh tam tầng 4 trực tiếp chấm dứt mô phỏng có vẻ là đánh giá cao thời gian còn sống của ta rồi vương bình lắc đầu lại thở dài một tiếng có vẻ một đợt này là hơn một ngàn năm trăm năm sau ắt xảy ra chuyện kiểu xác định vững chắc bị tìm được rồi đổi giết cũng không biết thời gian này có thể thay đổi hay không phòng trừng, cho dù là thay đổi phòng trừng cũng chỉ sẽ càng thêm sớm hơn nhỉ cũng chính vào lúc vương bình cân nhắc âm thanh của hệ thống lại vang lên đinh phần thưởng tạo ra thành công ký chủ có thể từ trong phần thưởng bên dưới lựa chọn hai mục bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tu vi chân thần cảnh tầng 4, thiên phú màu tím, hình nhân chết thay, thiên ma thạch, viên của thiếu chủ mặc gia thần khí ngẫu nhiên, hệ thống, ta lựa chọn một, tu vi chân thần cảnh tầng 4 và 3, thiên phú màu tím, hình nhân chết thay, Vương Bình nhìn những hạng mục phần thưởng, sau khi cân nhắc thì đưa ra lựa chọn, thoáng chốc, Vương Bình cảm giác bản thân có thêm một thiên phú, cùng với phương pháp sử dụng thiên phú, trừ điều đó ra, tu vi của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, chân thần cảnh tầng 2, chân thần cảnh tầng 3, chân thần cảnh tầng 4 chân thần cảnh tầng 4 đã tương đương với chân thần cảnh trung kỳ, mạnh hơn chân thần cảnh tầng một rất nhiều. Mặc dù ta hiện tại không kích hoạt hiệu quả bạo kích của thiên phú màu tím, vô tận chi nhẫn cũng có thể đánh ra lực phá hoại lớn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu kích phát bạo kích, vậy càng sướng hơn. Vương Bình cảm nhận được biến hóa tu vi trong cơ thể mình, vừa lòng gật đầu. Tuy rằng nói, chân thần cảnh tầng 4, hiển nhiên vẫn thật sự kém xa tu vi thần cảnh đại viên mãn mô phỏng lần trước, nhưng mà tu vi này lại thích hợp với trạng thái hiện giờ của hắn nhất, có thể thích hợp giảm bớt tiêu phí của phí mô phòng lại không đến mức quá yếu không thể đoạt được thánh dược kế tiếp nên đi tìm cổ mộ đạt được càng nhiều tài nguyên tu hành sau khi ánh mắt vương bình lóe ra bóng dáng vừa động không gian gợn sóng hiện lên thì trực tiếp biến mất trong khách điếm không lâu sau vương bình đi tới nơi cổ mộ cổ cường giả thần quân cành nhẹ nhàng phất tay thì tìm được đại trận tìm ra không gian ẩn nấp ở đây sau đó vương bình lại thi triển không gian thần thông dễ dàng xông vào dưới tình huống không kích phát đại trận tuy rằng nói vương bình muốn cưỡng ép đánh vỡ cũng có thể dễ dàng làm được nhưng mà không cần thiết, sau khi đi vào, một vài tài nguyên bình thường trong tiểu thế giới, Vương Bình hoàn toàn chướng mắt, trực tiếp đi tới chỗ thạch quan, nâng lên, cũng chính vào lúc Vương Bình nâng thạch quan lên, thần niệm cường giả thần quân cảnh của cổ mộ cũng sống lại, nhìn Vương Bình, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là cường giả thần quân cảnh nào xông vào, không ngờ chỉ là một chân thần, vậy mà không kinh động đại trận ta bố trí sao? Hậu bối, thủ đoạn của ngươi thật đúng là kinh người, cường giả thần quân cảnh của cổ mộ lại nhận thấy tình huống của đại trận, hơi kinh dị nói, tiền bối, quấy giày giấc ngủ sai của ngươi là vãn bối không đúng nhưng mà vãn bối thiếu tài nguyên tu hành nếu người bằng lòng cho ta một vài thứ vậy ta sẽ rời đi vương bình hơi chắp tay rất lễ phép nói người rất thành thực đồ vật có thể cho người nhưng mà bổn tọa rất tò mò ngươi vào bằng cách nào thần niệm cường giả thần quân cảnh của cổ mộ cười nói và bằng cách nào vương bình cười nhạt một tiếng trực tiếp điều động pháp tắc không gian mở miệng nói vãn bối có cảm ngộ đại khái về không gian nhất đạo trước mắt cường giả thần quân cảnh của cổ mộ đã chết từ lâu thần niệm lưu lại một khi bị kích hoạt sẽ tiêu tán sau đó không lâu vương bình cũng không lo lắng hắn nói ra chuyện bản thân lĩnh ngộ pháp tắc không gian càng đừng nói lần này vương bình đã thay đổi khuôn mặt và khí tức càng không cần lo lắng à thân niệm cường giả thần quân cảnh của cổ mộ cảm nhận được vương bình điều động pháp tắc không gian cả người đều ngơ ngác cử thật pháp tắc không gian ngươi gọi cái này là có cảm ngộ đại khái không đúng rất nhanh thân niệm cường giả thần quân cảnh của cổ mộ đột nhiên bừng tỉnh lại đầy bắt đắc dĩ và cười khổ thái độ cũng trở nên khiêm tốn không ngờ là thánh nhân tiền bối trùng tu tới đây vãn bối xin lỗi ngài vì hành động vô lễ vừa rồi tuy rằng đã chết nhưng kính sợ của hắn đối với cường giả thánh cảnh vẫn không thể xóa mờ càng đừng nói hắn cũng sợ vương bình hủy diệt thi hài của hắn như vậy quá thảm rồi trước đó hắn ở trước mặt vương bình tự xưng tiền bối và bổn tọa không thể nghi ngờ là hành vi bất kính với thánh nhân nói xong lời này cường giả thần quân cảnh của cổ mộ giao cho vương bình toàn bộ đồ vật khi hắn còn sống để lại đối với điều này vương bình cũng không nói thêm gì sau khi nhận đồ vật để vào không gian chữ vật của bản thân hơi vuốt cầm Ngươi tiếp tục ngủ sai đi, ta còn có việc, đi trước." Dứt lời, Phương Bình lại vận dụng thần thông không gian, nhanh chóng biến mất không thấy. Điều này làm cho thần niệm cường giả thần quân cảnh của Cổ Mộ líu lưỡi, lại hơi hâm mộ và mất mát. Khi còn sống, hắn không thể trở thành thánh nhân, chỉ là một cường giả thần quân cảnh bình thường, thậm chí, kiếp trước cũng chưa thể gặp qua thánh nhân, hiện giờ, sau khi chết đi, có thể nhìn thấy thánh nhân, trao đổi với thánh nhân, cảm thụ lực quy tắc vô cùng ảo diệu ở khoảng cách gần, coi như là hơi bù lại một vài tiếc nuối. Nếu có kiếp sau, Hy vọng có thể thành thánh, thần niệm cường giả thần quân cảnh của Cổ Mộ thở dài một tiếng, rồi tiêu tán trong thiên địa. Bên phía Vương Bình, hắn lại về tới trong khách điếm Bạch Viêm Thần Thành, dự định tiếp tục tiến hành mô phỏng. "Hệ thống, hiện tại ta tiến hành mô phỏng trả phí, cần bao nhiêu thần nguyên hạ phẩm?" Ánh mắt Vương Bình lóe ra, trong lòng hỏi. "Đinh, kiểm tra đo lường được tu vi của ký chủ đạt tới chân thần cảnh tầng 4, mô phỏng cần 300 cân thần nguyên hạ phẩm." Âm thanh của hệ thống vang lên. Mức này, làm cho Vương Bình hơi nhíu mày, hắn còn tưởng rằng không có bao nhiêu dù sao hư thần cảnh tầng 1 đến chân thần cảnh tầng 1 cũng chẳng qua là tăng lên gấp 10. Hiện tại, từ chân thần cảnh tầng 1 tăng lên tới chân thần cảnh tầng 4, vậy mà đạt tới 300 cân, tăng lên gấp 3. Nhớ lại tình huống trước kia, Vương Bình như có suy nghĩ, cảm thấy tiêu hao mô phỏng trả phí của máy giả lập nhân sinh, tựa hồ cũng không phải tăng lên cố định, mà là căn cứ tình huống trước mắt của hắn mà định, tài nguyên trong tay hắn nhiều, vậy thì đắt một chút, trừ điều đó ra, tại hạ giới lúc không có thần nguyên, cũng là sử dụng vương khí và hoàng khí làm tiêu hao mô phỏng trả phí máy giả lập nhân sinh à ta nên nói người lòng dạ hiểm độc hay là nên nói người thông cảm cho ký chủ đây nghĩ đến đây vương bình lắc đầu nói thầm một tiếng hệ thống ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí lập tức vương bình thu liễm nỗi lòng trong lòng nói tuy rằng đắt một chút nhưng hiện giờ hắn có hơn ngàn cân thần nguyên hạ phẩm cũng đủ mô phỏng ba mươi mấy lần vương bình cũng không phải đặc biệt để ý giá cả này càng đừng nói hắn đợi một lát còn có thể thử kêu hứa nghị tiến hành tăng gấp bội thử đạt được càng nhiều tài nguyên hơn đinh tiêu hao ba trăm cân thần nguyên hạ phẩm máy giả lập nhân sinh khởi động đang soát thiên phú mới âm thanh của hệ thống vang lên đinh xoát thiên phú mới thành công chúc mừng ký chủ thành công soát được thiên phú màu đỏ sinh tử cực hạn thiên phú màu đỏ sinh tử cực hạn sở hữu thiên phú này xác suất ký chủ ở sinh tử cực hạn làm ra đột phá sẽ trở nên lớn hơn nữa chẳng qua lúc ký chủ sẽ trở nên thích sinh tử cực hạn thử làm ra đột phá khiến cho bản thân vượt qua cực hạn càng tiến thêm một bước được lắm lại bắt đầu xui xẻo đúng không vương bình nhìn thiên phú mới xuất lần này thở dài lần này chỉ soát mới ra một thiên phú màu đỏ tuy rằng nói thiên phú này thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhưng sẽ thay đổi tính cách hơn nữa thật sự là quá cực đoan lần này sợ lại phải nhanh chóng hạ nhiệt rồi quả nhiên theo mô phỏng bắt đầu vương bình bắt đầu một con đường tìm chết mới của hắn sau đó mấy mạng cũng không cách nào giữ được mạng nhỏ của vương bình cuối cùng trực tiếp gì tuy rằng nói vài lần tìm đường chết ép bản thân đến sinh tử cực hạn quả thật khiến cho hắn có một ít đột phá làm cho hắn lĩnh ngộ ra thần thông cấp thánh nhưng đây quả thật không cần thiết gì cả dù sao trong mô phỏng trước đó vương mình cũng tiêu phí phần lớn thời gian trên việc gia tăng tu vi ở phương diện ngộ pháp và tiếp tục tự nghĩ ra công pháp cùng thần thông thì ngừng lại nói cách khác chỉ cần tốn chút thời gian rời trọng tâm tự nghĩ ra thần thông cấp thánh là chuyện sớm hay muộn dù sao ngộ tính do thời không đại thể mang đến cực kỳ khủng bố tuy rằng nói đây là thời không đại thể không trọn vẹn nhưng vẫn khủng bố không phải thể chất tầm thường có thể bằng được đinh phần thưởng tạo ra thành công ký chủ có thể lựa chọn một mục trong phần thưởng bên dưới tu vi chân thần cảnh tầng năm thiên phú màu đỏ sinh tử cực hạn thiên ma thạch viên của thiếu chủ mặc ra, thần khí ngẫu nhiên hệ thống ta lựa chọn ba thiên ma thạch vương bình nhìn phần thưởng rồi đưa ra lựa chọn đinh lựa chọn phần thưởng thành công âm thanh của hệ thống vang lên vương bình cảm giác trong không gian chữ vật của bản thân có thêm một viên thiên ma thạch tản ra khí tức ma tính kế tiếp không thể tiếp tục mô phỏng phải chậm rãi mới được nói cách khác khẳng định lại là một chuỗi xui xẻo vương bình đã có kinh nghiệm sẽ không đầu thiết tiếp tục mô phỏng nữa cho nên hắn lý tính lựa chọn chịu đựng một khoảng thời gian rồi nói sao trong nháy mắt đã qua ba tháng trong ba tháng này vương bình vẫn chưa gặp phải chuyện lớn gì chỉ là yên lặng tu hành thỉnh thoảng hoàn thành một vài nhiệm vụ đoàn thể có lẽ là bởi vì thực lực của vương bình và thành viên group trở nên càng lớn mạnh hơn cho nên độ khó của nhiệm vụ cũng tăng lên độ khó của nhiệm vụ tăng lên gặp kẻ thù càng mạnh điểm tích lũy group đạt được đương nhiên càng nhiều vì thế ba tháng này tất cả mọi người kiếm được rất nhiều mà vương bình là người mạnh nhất cộng thêm còn là người có thể tiến hành chia hoa hồng kiếm càng nhiều. Mức điểm tích lũy group của hắn hiện giờ đã gần 250 triệu điểm tích lũy group. Chẳng qua, Alpha Thủy chung không mở miệng nói cho hắn biết lần sau tối ưu hóa máy giả lập nhân sinh cần bao nhiêu điểm tích lũy group hoặc là điều kiện gì, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục gom điểm tích lũy group. Đồng thời, Phương Bình cũng rất rõ ràng, mặc dù Alpha nói cho hắn biết cần bao nhiêu điểm tích lũy group, phòng trừng cũng sẽ không cho hắn phiếu giảm giá nữa. Dù sao, ngay cả lần trước tối ưu hóa cũng cần 100 triệu điểm tích lũy group, lần nữa tối ưu hóa, ít nhất phải 10 tỷ. 10 tỷ giảm giá còn 1 tỷ, tuyệt đối là đang cắt thịt của Alpha, phải nói, hiện giờ Alpha có tư bản lấy ra 9 tỷ điểm tích lũy group cho hắn lót hay không cũng là một vấn đề. Tóm lại, Vương Bình cảm thấy tiếp tục kiếm điểm tích lũy group là xong việc, dù sao điểm tích lũy group là căn nguyên thế giới, tuy rằng hiện tại không biết công dụng khác mạnh hơn, nhưng khẳng định là càng nhiều càng tốt. Đinh, phát hiện thế giới chỗ thành viên group La Vệ quốc, 85 xuất hiện quỷ dị, tuyên bố nhiệm vụ đoàn thể, tiêu diệt quỷ dị. Bản nhiệm vụ đoàn thể này là nhiệm vụ cưỡng chế, số người tham dự là năm. Mời trưởng nhóm đại lý Vương Bình mau chóng sau khi chọn thành viên group đi đến thế giới nhiệm vụ tiêu diệt quỷ dị. Cũng chính vào lúc Vương Bình vừa mới thoát khỏi trạng thái tu hành, một âm thanh nhắc nhở của hệ thống group chat vang lên, khiến cho ánh mắt Vương Bình lóe ra. Lại là quỷ dị sao? Có vẻ quỷ dị lần này rất khó giải quyết. Bằng không cũng sẽ không chỉ định ta đi. Vương Bình thì thào tự nói. Sau khi group chat trải qua đại cải cách, sức chiến đấu của thành viên group trong group chat tăng vọt một đường. Vì thế một vài quỷ dị mới cũng không cần hắn tự mình đi giải quyết. Dù sao, sức chiến đấu của các thành viên group tăng lên rồi, mặc dù không có máy giả lập nhân sinh của hắn đoán trước tương lai, linh thức hoặc là thần niệm đảo qua cả tinh cầu, rất dễ dàng có thể tìm ra nơi dị thường, nhìn ra ai mới là quỷ dị, cũng chính là xuất hiện quỷ dị cực kỳ lớn mạnh, mới có thể cần Vương Bình tự mình đi giải quyết, bởi vì quỷ dị như vậy, cũng không phải chỉ có sức mạnh có thể giải quyết, đương nhiên cũng không phải thành viên group khác có thể thu phục, tình báo mới là quan trọng nhất, thậm chí, loại quỷ dị này có tình báo, có sức mạnh, cũng chưa chắc có thể giết chết. Nghĩ đến đây, Vương Bình mở ra group chat, tiến vào giao diện chính của group chat. Vương Bình, 66, nhiệm vụ lần này khẳng định là hơi khó khăn, ai bằng lòng qua đây tham gia nhiệm vụ đoàn thể. Trương Hồ, 5, thế giới của lão la à, khác với thế giới khác, cấp bậc sức mạnh vẫn hơi cao, ta sẽ không đi vô góp vui, chỉ sẽ cản trở. Loại nhiệm vụ đoàn thể này vẫn cần thành viên group có bàn tay vàng đặc thù. Trần Giao, 71, mặc dù dưới sự trợ giúp của viên viên, cường hóa điểm tích lũy group cùng với tài nguyên mà Vương Ca cung ứng, ta cũng trở thành chuẩn thần, nhưng loại thực lực này vẫn không quá lớn, cũng không đi. Ngô Quân, 20, ta, 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 vậy ta phải đi rồi. Thái Vĩnh Long, một Lão Quy Củ, ta cũng đi. Trần Tư, 83, lần này ta cũng muốn đi. Trần Khang, 67, muội muội đi, ta cũng đi. Lưu Mai, 15, ta cũng muốn đi, nhưng mà nếu nhiều người báo danh như vậy, vậy ta vẫn nên bỏ đi. Tần Thiên, 77, tức run người, hiện tại nhiệm vụ này cũng không có vị trí của ta phải không? Diệp Tiểu Phàm, 75, chúc mừng ngươi, thành công bị loại, Tần Thiên, 77, Vương Bình, 66, vậy thì, lần này ta, Thái Vĩnh Long, Trần Tư, Trần Khang, Ngô Quân cùng nhau tham gia nhiệm vụ đoàn thể vậy, Vương Bình không để ý đến châm biếm của Tần Thiên và Diệp Tiểu Phàm, trực tiếp xác định nhân viên của nhiệm vụ đoàn thể, sau khi xác định nhiệm vụ chọn người, Vương Bình tiến hành xuyên không, thoáng chốc, bóng dáng của Vương Bình biến mất không thấy trong bạch quang, cùng lúc đó, trong thế giới của La Vệ quốc, Vương Bình, Thái Vĩnh Long, Ngô Quân Trần Khang, Trần Tư đều lần lượt xuất hiện ở đây, địa điểm mọi người xuất hiện là trong một cung điện không có người rảnh rỗi khác, thật nhìn hơi xa hoa, hiển nhiên, La Vệ Quốc hiện tại hòa nhập cũng không tồi. Vương ca, các ngươi đến rồi à? La Vệ Quốc thấy đám người Vương Bình, nhiệt tình nói, ôn chuyện thì bỏ đi, dù sao chúng ta cũng không phải là thời gian rất lâu không gặp, nhiệm vụ quan trọng hơn, ngươi nói một chút về tình huống thế giới này của các ngươi đi. Vương Bình vỗ vai La Vệ Quốc, mở miệng nói, thế giới mà La Vệ Quốc xuyên qua, cũng là một thế giới huyền huyễn, chẳng qua là thế giới có khác biệt với thế giới huyền huyễn của vương bình thế giới này cũng không có cách nói thượng giới cường giả thiên nhân cảnh dựa theo la vệ quốc miêu tả có lẽ là gần cường giả thần cảnh ở thế giới thực của vương bình mà cường giả thiên thần cảnh phía trên thiên nhân cảnh ở trong thế giới này là chuyển biến từ người sang thần là thần linh được thiên địa tán thành chiến lược này phòng trừng có thể địch nổi cường giả bán bộ thần quân cảnh thậm chí thần quân cảnh của thế giới vương bình có thể nói cấp bậc sức mạnh của thế giới này vẫn khá cao đương nhiên đây cũng chính là rất cao so với thế giới mà trước kia vương bình xuyên qua nhưng nếu là so với thượng giới chỗ vương bình vậy thì không tính là gì dù sao thần quân cảnh mặc dù ở thời đại mạt pháp có thể coi như cường giả đứng đầu khi hành tàu bên ngoài nhưng nếu tính những lão quái vật vào vậy thì thật sự không coi là gì nếu đạt ở thời đại hoàng kim vậy lại càng không cần nói tuy rằng không phải sức chiến đấu bằng năm như cộng bốn nhưng mà cũng không mạnh đến đâu nói thật ta cũng không biết thế giới này của ta xuất hiện dị thường gì cũng không biết bên cạnh ta có tình huống dị thường gì không là vệ quốc cảo tóc bất đắc dĩ nói nhiệm vụ bất thình lình này xem như đánh ta một cái trở tay không kịp không sao ngươi nói cường giả thiên thần cảnh thế giới này của các ngươi bao nhiêu cũng được vương bình lắc đầu cũng không để ý nói bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cường giả thiên thần cảnh à ta chỉ biết cường giả thiên thần cảnh ngoài mặt chỉ có bốn vị được gọi là bốn đại thiên thần lần lượt thống trị tứ đại địa vực của đại lục thiên thần về phần trong tối có cất giấu mấy lão quái vật nào đó hay không ta cũng không biết bốn vị sao vương bình hơi trầm ngâm bốn vị có thể vẫn khá khó chơi hơn tồn tại thần quân cảnh tuy rằng với tu vi của hắn hiện giờ dùng pháp tắc không gian và thánh khí cùng với thiên phú giết thần quân cũng không tính là khó nhưng bốn vị vẫn quá nhiều càng đừng nói rất có thể còn có che giấu thiên thần cảnh đương nhiên chỗ hắn còn có trần tư trần khang thái vĩnh long là vệ quốc bốn vị tuyển thủ đánh phụ trợ này khống chế phòng ngự suy yếu trị liệu đầy đủ mọi thứ muốn một lần đối phó tứ đại cường giả thiên thần cảnh hẳn là cũng không tính là khó khăn nhưng phiền toái nhất vẫn là quỷ dị có vẻ muốn thông qua phương pháp trước kia trực tiếp diệt thế ép ra quỷ dị đã khó có thể làm được nếu đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm đương nhiên trước đó có thể tham dò thực lực của bốn vị thiên thần trước nếu có khả năng tiêu diệt vậy trực tiếp thô bạo một chút ép ra quỷ dị vương bình lắc đầu mở miệng nói vậy nhờ vương ca đó là vệ quốc gật đầu tất cả đám người thái vĩnh long đều nhìn không có nhiều lời gì vương ca ở đây bọn họ làm tuyển thủ phụ trợ làm một tiểu trong suốt là được cũng không cần lên tiếng hệ thống ta muốn tiến hành mô phỏng miễn phí sau khi vương bình cân nhắc một chút thì trong lòng nói à đúng rồi sau này sau khi bắt đầu mô phỏng trực tiếp tiến vào trạng thái văn tự mô phỏng đinh giả lập nhân sinh khởi động mô phỏng miễn phí bắt đầu âm thanh của hệ thống vang lên vương bình cảm giác ý thức nhoáng lên một cái tiến vào trong trạng thái mô phỏng nhập vai rất nhanh màn huỳnh quang xuất hiện văn tự cũng hiện ra ngày thứ nhất người lựa chọn hành động tuy rằng ngươi dựa vào hiệu quả của thiên phú màu tím che giấu khí tức và bí pháp cộng thêm trình độ trên phương diện không gian ngươi muốn đánh lén giết chết một cường giả sức chiến đấu ở thần quân cảnh là chuyện cực kỳ thoải mái nhưng ngươi không làm như vậy lần này ngươi đang muốn làm lớn xem thử có thể dụ rắn ra hang hay không thu thập tình báo vì thế ngươi và thiên thần phía đông bộc phát đại chiến chiến đấu khủng bố dao động hấp dẫn sự chú ý của thiên thần phía nam thiên thần phía bắc thiên thần phía tây bọn họ nhanh chóng chạy tới đây nhìn thấy người sắp giết chết thiên thần phía đông vì thế ba đại thiên thần đều tức giận dù sao bọn họ nhìn ra được lực lượng của ngươi không thuộc thế giới này là đến từ ngoại vực nói cách khác ngươi là kẻ địch của thế giới này nếu đã là phó vực người từ ngoài đến bốn đại thiên thần đương nhiên sẽ vứt bỏ mâu thuẫn giữa bọn họ cùng nhau đối phó ngươi đối mặt với vây công của bốn đại thiên thần ngươi cũng cảm nhận được áp lực cực lớn bởi vì bốn thiên thần này cũng không yếu còn mạnh hơn so với la vệ quốc miêu tả một chút dáng vẻ cũng không phải bán bộ thần quân cảnh hoặc là thần quân cảnh tầng một mà là tương đương với thần quân cảnh tầng 2, cũng không yếu hơn cường giả thần quân cảnh tầng 2 mà ngươi đối phó ở trong mô phỏng trước đó, ngược lại càng mạnh hơn. Lúc đó, tuy rằng ngươi không cách nào dùng được pháp tắc, nhưng dùng tu vi chân thần cảnh đại viên mãn đối địch, vì thế, sức chiến đấu hiện tại của ngươi, tuy rằng dùng được pháp tắc, nhưng cũng không mạnh hơn so với lúc dùng tu vi chân thần cảnh đại viên mãn đối địch bao nhiêu, đồng thời chống lại nhiều cường giả như vậy, ngươi cũng dựa vào tính linh động của pháp tắc không gian, mới không bị đánh giết, nhưng mà, ngươi cũng không hoảng, trực tiếp kêu Trần Khang vận dụng năng lực giam cầm, trực tiếp giam cầm thiên thần phía đông đã bị thương, sau đó đánh chết trực tiếp, điều này làm cho ba đại thiên thần còn lại kinh sợ, bộc phát ra công kích mãnh liệt hơn, nhưng mà, người lại không sợ, kêu Trần Tư làm suy yếu thiên thần phía nam tu vi chỉ có thiên thần cảnh tầng 2, tìm được cơ hội phát động thần thông khủng bố nhất đối với hắn, lần này, vận khí của ngươi rất tốt, trực tiếp kích hoạt hiệu quả bạo kích của thiên phú màu tím, vô tận chi nhẫn, trực tiếp đánh chết hắn cũng chính vào lúc ngươi bất kể cái giá đánh chết thiên thần phía nam công kích của thiên thần phía tây và thiên thần phía bắc cũng sắp rơi xuống trên người ngươi chẳng qua dưới mệnh lệnh của ngươi thái vĩnh long trực tiếp vận dụng năng lực cho ngươi tiến vào trạng thái phòng ngự vô địch vì thế ngươi vẫn chưa bị bất kỳ thương tổn sau đó ngươi dựa vào hiệu quả phòng ngự vô địch vận dụng đấu pháp của bắc mệnh lần nữa kích phát hiệu quả bạo kích của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn vì thế thiên thần phía tây trực tiếp bị ngươi đánh chết chỉ còn lại có thiên thần phía bắc không ngã xuống đau khổ chiến đấu với ngươi mà vào lúc này hiệu quả của phòng ngự vô địch cũng biến mất người liên tiếp đánh chết ba đại thiên thần sức mạnh tiêu hao rất nhiều không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn bắt được thiên thần phía bắc mạnh nhất cũng chính vào lúc này lại có một khí tức của thiên thần cành sông ra khí tức của hắn rất lớn mạnh nhưng cho người ta một loại cảm giác tạc ác cũng chính là sau khi hắn xuất hiện người cảm giác thân thể đau đớn một trận linh hồn bị xé rách ra thân thể cũng hóa thành vô số khối nhỏ trực tiếp tử vong sau khi ngươi chết cũng không có sống lại bản mô phỏng chấm dứt như vậy văn tự mô phỏng tới đây thì ngừng lại trong đầu vương bình cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh cuối cùng dừng ở trên bầu trời tầm nhìn cũng đã xảy ra chuyển biến vương bình nhìn thấy cường giả thiên thần cành tà ác kia cuối cùng xuất hiện hắn là quỷ dị sao vương bình nhìn cường giả thiên thần cảnh có khí tức tà ác này hơi kinh ngạc không ngờ quỷ dị nhanh như vậy đã bị dẫn ra không đúng tính khả năng hắn là quỷ dị chỉ có 50%. rất nhanh vương bình lại nhíu mày trong lòng phân tích hắn phát hiện ở trong mô phòng lúc vương bình tử vong cường giả thiên thần cảnh tà ác này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nếu hắn là quỷ dị không nên kinh ngạc mới đúng trừ khi hắn là Ngụy Trang, nhưng hắn có cần Ngụy Trang sao? Cho nên, Vương Bình cảm thấy xác suất cường giả Thiên Thần cảnh tà ác này là quỷ dị chỉ có 50%, lúc Vương Bình tự hỏi, hắn cũng rời khỏi trạng thái mô phỏng nhập vai, về tới thế giới hiện thực. Vương ca, thế nào? Thái Vĩnh Long tò mò dò hỏi, lão la, Thiên Thần thế giới này của ngươi, trái lại khá mạnh. Vương Bình không trả lời ngay vấn đề của Thái Vĩnh Long, mà nhìn về phía La Vệ quốc, cười nói, "À, La Vệ quốc sửng sốt, cào tóc, thật cẩn thận nói, chẳng lẽ còn mạnh hơn ta miêu tả sao?" ừm là mạnh một chút như vậy cũng không phải là bán bộ thần quân cảnh đơn giản như vậy đương nhiên ngươi cũng chính là nghe ta thuận miệng nói qua thần quân cảnh phán đoán sai lầm cũng rất bình thường vương bình vỗ vai la vệ quốc nói ra lời này sau đó vương bình đại khái nói ra nội dung mô phỏng lần này à thiên thần cảnh vậy mà có thể địch nổi thần quân cảnh tầng hai sao thật đúng là coi khinh cường độ thế giới này của ta sau khi vương bình nói ra la vệ quốc giở đầu người khổ nói vương ca người hoài nghi cường giả thiên thần cảnh tà ác này không phải quỷ dị sao mà thái vĩnh long trực tiếp hiểu được tâm tư của vương bình quả thật hơi hoài nghi nhưng mà rốt cuộc hắn có phải quỷ dị hay không dò xét lần nữa sẽ biết chỉ là ta hơi nghi hoặc chính là vì sao ta có thể đột nhiên hoàn toàn tử vong vương bình gật đầu vẻ mặt đầy nghiêm nghị nói đột nhiên linh hồn bị xé rách thân thể hóa thành vô số mảnh rốt cuộc quỷ dị làm bằng cách nào về phần hắn hoàn toàn tử vong nhiều thủ đoạn sống lại như vậy đều không cách nào sống lại gì đó hắn cũng chưa để ý dù sao đây là quỷ dị, xuất hiện một năng lực hiệu quả hoàn toàn tử vong ngang hàng với Lâm Viên Viên là chuyện rất bình thường, chỉ là nếu không biết rõ ràng phương thức tử vong, vậy quá nguy hiểm, tình báo quá ít, không cách nào phỏng đoán ra được, nhưng mà, Vương ca, ta cảm thấy nếu tên này đã phát động năng lực, khẳng định là bởi vì chú ý tới Vương ca, nếu đã như vậy, chúng ta có thể thử ở trong hoàn cảnh kiểu phong bấy tiến hành chiến đấu hay không? Nếu hắn không cách nào phát động năng lực, vậy chứng tỏ điều kiện hắn phát động năng lực có thể là nhìn chăm chú. Ngô Quân cao mày nói, nhìn chăm chú, thời gian không khỏi quá dài dựa theo vương Ca miêu tả hắn và bốn thiên thần đại chiến có một khoảng thời gian quỷ dị đã có thể phát động năng lực hơn nữa với tu vi của vương ca bị người ta nhìn chăm chú lâu dài không có khả năng không phát hiện được tồn tại của người dình trộm thái vĩnh long phản đối ý kiến cũng không cảm thấy là bởi vì nhìn chăm chú phát động năng lực ngược lại ta có suy đoán vương bình vuốt cầm mở miệng nói suy đoán gì mọi người đều tò mò nhìn qua đây có lẽ các người đều biết con rối giật dây nhỉ vương bình nhìn quét mọi người chậm rãi mở miệng con rối giật dây liên quan đến thứ mà tiểu thuyết hoạt hình tác phẩm điện ảnh và truyền hình có rất nhiều vương ca ý của ngươi là trần khang nhíu mày rất nhanh phản ứng lại đúng vậy mấy thứ kiểu như con rối giật dây búp bê nguyền rùa trong một vài tác phẩm khá thông thường chỉ cần lấy được tổ chức kiểu sợi tóc máu của người nào là có thể phát động năng lực đến lúc đó phá hư con rối hoặc là búp bê có thể xuất hiện thương tổn đồng dạng ở trên người mục tiêu năng lực vương bình dựng thẳng một ngón tay lên chậm rãi mở miệng ta hơi hoài nghi năng lực của quỷ dị này chính là năng lực cùng loại chẳng qua năng lực của hắn càng cao cấp hơn ngay cả linh hồn đều có thể phá hư hơn nữa khiến cho đối tượng mục tiêu hoàn toàn tử vong không thể sống lại nếu nói như vậy hình như rất có đạo lý vương ca và bốn đại thiên thần đại chiến cũng sẽ bị thương quỷ dị mò qua trong quá trình này tìm được máu hoặc là tổ chức thân thể của vương ca ngươi bắn ra đã có thể phát động năng lực ánh mắt thái vĩnh long sáng người lên mở miệng nói đồng thời từ góc độ này để suy tính Quỷ dị này cần thời gian dài như vậy mò qua tìm được máu hoặc là tổ chức thân thể khác phát động năng lực, đã nói lên thực lực của bản thân quỷ dị có lẽ không cao đến đâu, nếu hắn cũng đủ mạnh, không cần cẩn thận như vậy, hình như rất sợ bị phát hiện hoặc là bị dư âm đánh chết. Chính là như vậy, Vương Bình cười gật đầu, đương nhiên, cụ thể có phải như chúng ta phỏng đoán hay không, vẫn phải tiếp tục thông qua bàn tay vàng để xác nhận. Dừng một chút, Vương Bình tiếp tục mở miệng nói, nói xong lời này, Vương Bình nhắm hai mắt lại, thấy thế, những người khác cũng im lặng ngậm miệng lại hệ thống ta muốn tiến hành mô phỏng miễn phí vương bình nói trong lòng đinh máy giả lập nhân sinh khởi động mô phỏng miễn phí bắt đầu âm thanh của hệ thống vang lên vương bình tiến vào trạng thái mô phỏng màn huỳnh quang xuất hiện văn tự cũng hiện ra ngày thứ nhất người triển khai hành động lần này người giống như trong lần đầu tiên mô phỏng cố ý tập kích thiên thần phía đông bại lộ hành tung của bản thân bắt đầu đại chiến quá trình đại chiến bị người tái hiện không khác gì mô phỏng lần trước chỉ là người lần này và mô phỏng lần đầu tiên khác biệt chính là sớm triển khai đại trận cũng không để cho máu và tổ chức thân thể của bản thân bắn ra một phạm vi trong quá trình này ngươi giống như trong mô phỏng lần trước thiên thần phía đông thoải mái liên tiếp giết chết thiên thần phía nam và thiên thần phía tây đại chiến với thiên thần phía bắc thiên thần tà ác lại xuất hiện chỉ là lúc thiên thần tà ác này xuất hiện gia nhập chiến trường cùng với thiên thần phía bắc đối phó ngươi ngươi cũng không xuất hiện tình huống đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cái này khiến cho trong lòng ngươi hiểu ra suy đoán trước đó của các ngươi có lẽ là đúng cũng không biết năng lực của quỷ dị này có giống như ngươi suy đoán hay không kế tiếp ngươi tiếp tục đại chiến với cường giả thiên thần cảnh tà ác và thiên thần phía bắc chỉ là lần này bởi vì toàn bộ con bài chưa lật của ngươi đã dùng hết ngươi lấy một địch hai bị vây ở hạ phong ngay lúc ngươi bước lui hai người cân nhắc có cần vận dụng thiên phú màu tím hình nhân chết thay hay không cường giả thiên thần cảnh tà ác đột nhiên ở phía sau thiên thần phía bắc thống đâm vào ngực hắn bắt đầu cắn nuốt căn nguyên của hắn điều này làm cho thiên thần phía bắc kinh sợ tuy rằng bọn họ vẫn muốn diệt trừ thiên thần tà ác này nhưng không bắt được hắn thù hận của song phương không phải là sâu nhưng làm sao hắn cũng không ngờ đối phương sẽ ở phía sau đâm hắn một nhát mà không phải cùng nhau đối phó người ngoại vực thiên thần tà ác cười âm hiểm tỏ vẻ không cùng ngươi kể vai chiến đấu làm sao ngươi có thể tín nhiệm ta sau đó cường giả thiên thần cảnh tà ác lại tỏ vẻ nếu không có hắn ra tay thiên thần phía bắc có thể đã bị vương bình mô phỏng giết cho nên đây xem như mạng mà thiên thần phía bắc nợ hắn cũng chính vào lúc cường giả thiên thần cảnh tà ác đang cắn nuốt căn nguyên của thiên thần phía bắc ngươi không chút do dự lựa chọn ra tay cũng không cho đối phương cơ hội hấp thu sức mạnh gia tăng sức chiến đấu đối với điều này cường giả thiên thần cảnh tà ác hiển nhiên sớm có phòng bị trực tiếp lấy ra một bảo vật chặn công kích của người hắc khí khủng bố đang lan tràn ra cũng chính vào lúc này thiên thần tà ác cắn nuốt xong sức mạnh chiếm được tăng lên sở hữu sức chiến đấu tương đương với thiên thần quân cảnh tầng 3. kế tiếp thiên thần tà ác tỏ vẻ giết người hắn sẽ có thể cắn nuốt căn nguyên của người và căn nguyên của ba đại thiên thần còn lại bị người giết chết do đó trở nên càng mạnh hoàn toàn cô lâm thế giới này đối với điều này người không chút sợ hãi tiếp tục bùng nổ đại chiến với hắn nhưng mà bởi vì thực lực của thiên thần tà ác chiếm được tăng lên mặc dù là ngươi cũng không cách nào ở chính diện chống lại hắn nhưng mà bởi vì ngươi tinh thông pháp tắc không gian và thần thông không gian hắn cũng không làm gì được ngươi điều này làm cho hắn cực kỳ ức chế cũng chính vào lúc nào ngươi lựa chọn vận dụng thiên phú màu tím hình nhân chết thay buộc định với thiên thần tà ác sau đó bắt đầu tự mình hại mình khi ngươi vung kiếm với bản thân trên người thiên thần tà ác bắt đầu mất máu điều này làm cho thiên thần tà ác dại ra lộ ra vẻ mặt không thể tin không biết ngươi làm như thế nào. Sau khi ngươi bình tĩnh giải thích đại khái hiệu quả của thiên phú màu tím, hình nhân chết thay, khiến cho thiên thần tà ác thành thật nghe ngươi nói, bằng không cứ vậy đi chết. điều này làm cho khuôn mặt thiên thần tà ác vặn vẹo, cắn răng lần nữa ra tay với ngươi. hắn không tin lời của ngươi, nhưng mà khi ngươi lại làm ra hành vi tự mình hại mình, thương tổn trực tiếp truyền rời đến trên người hắn. cường giả thiên thần cảnh tà ác trầm mặc, hoảng sợ tới cực điểm. mà đám người thái vĩnh long thấy một màn như vậy, cũng tặc lưỡi. năng lực này quá cường hãn hơn nữa giống y như lúc năng lực của quỷ dị mà trước đó bọn họ thảo luận cái này cũng làm cho bọn họ hoài nghi ai mới là quỷ dị kế tiếp cường giả thiên thần cảnh tà ác lựa chọn quỳ xuống cầu xin tha thứ đối với người cúi đầu xương thần là cường giả thiên thần cảnh hắn cũng không muốn chết đi như vậy thấy cường giả thiên thần cảnh tà ác thành thật người cực kỳ vừa lòng sau đó người kêu cường giả thiên thần cảnh tà ác tiến hành ngụy trang ngụy trang thành dáng vẻ của người tiến hành hành động còn rơi máu đối với điều này cường giả thiên thần cảnh tà ác cũng không biết mục đích người làm như vậy rốt cuộc là cái gì nhưng sau khi sắc mặt hắn biến đổi vẫn lựa chọn nghe lệnh biến hóa thành dáng vẻ và khí tức của ngươi bắt đầu hành động mà ngươi thì ẩn nấp trong không gian sau đó quan sát hết thảy sau đó không lâu biểu cảm của cường giả thiên thần cảnh tạ ác đột nhiên cứng đờ linh hồn hủy diệt thân thể cũng hóa thành vô số mảnh mà ngươi ẩn nấp trong không gian cảm nhận hết thảy nhanh chóng tập trung một mục tiêu đó là một cô gái sở hữu tu vi thiên nhân cảnh trong tay nàng còn cầm búp bê nguyền rùa chán cắm ngân châm vỡ thành vô số mảnh hiển nhiên suy đoán của ngươi là chính xác quỷ dị quả thực chính là năng lực như vậy cũng chính là sau khi ngươi tập trung mục tiêu ngươi trực tiếp bắt đầu hành động dễ dàng đập chết quỷ dị theo quỷ dị bị ngươi đập chết các ngươi cũng nhận được âm thanh nhắc nhở của nhiệm vụ hoàn thành sau khi nhiệm vụ hoàn thành ngươi lựa chọn rời khỏi thế giới này văn tự mô phỏng tới đây thì ngừng lại trong đầu vương bình cũng xuất hiện các loại hình ảnh cuối cùng tầm nhìn cũng trở về tới thế giới hiện thực thuận lợi một cách không ngờ nhưng mà thực lực của quỷ dị rất mạnh năng lực cũng coi như lớn mạnh nếu không có máy giả lập nhân sinh thành viên group còn lại với phó nàng vẫn rất nguy hiểm trừ điều đó ra thế giới này khá cam thủ người đến từ bên ngoài cũng là một vấn đề sau khi vương bình nhẹ nhàng thở ra thì đưa ra đánh giá vương ca thế nào thái vĩnh long tò mò hỏi rất thuận lợi vương bình khẽ cười một tiếng rồi nói ra nội dung trong mô phỏng lần này sau khi mọi người nghe thấy nội dung mô phỏng cũng tặc lưỡi không ngờ vương ca nháy mắt đã đoán trúng năng lực của quỷ dị hơn nữa lần này thuận lợi ngoài ý muốn dù sao quỷ dị trước kia cần vương ca xuất mã đều là tồn tại rất phiền toái chỉ có thể nói Vương ca hiện tại quá mạnh mẽ. Bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Thái Vĩnh Long không nhịn được phát ra cảm thán. Đừng ở đây cảm thán. Lập tức hành động, tìm thấy quỷ dị, rồi giết chết nó. Sau đó, chúng ta rời khỏi thế giới này. Vương Bình trợn mắt xem thường, mở miệng nói. Cũng đúng, Thái Vĩnh Long sờ đầu. Kế tiếp, Vương Bình trực tiếp bắt đầu hành động. Bởi vì đối tượng mà quỷ dị đoạt xá là cường giả thiên nhân cảnh, cho nên Vương Bình rất nhẹ nhàng tìm được nàng. Dù sao, cường giả thiên nhân cảnh cũng không phải là nhân vật nhỏ gì. Số lượng cũng không nhiều, rất dễ dàng tìm được. Sau khi thoải mái tìm được quỷ dị, Vương Bình chưa cho nàng cơ hội phản ứng, trực tiếp ẩn nấp trong không gian một kích giết giết nàng. Đinh, quỷ dị đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ đoàn thể hoàn thành, các vị thành viên group hãy trở về thế giới của bản thân trong vòng 3 ngày. Cũng chính là lúc quỷ dị bị giết chết, âm thanh của hệ thống group chat vang lên. Hệ thống, trở về. Vương Bình cũng không có ý trở về tìm đám người Thái Vĩnh Long, trực tiếp lựa chọn trở về, dù sao, ở thế giới này cũng không có gì có thể lưu niệm. Đương nhiên đây cũng là tài nguyên của thế giới này mà ngay cả thánh nguyên cổ tinh của thời đại mặt pháp cũng xa xa không bằng, nói cách khác, Vương Bình vẫn sẽ cân nhắc làm chút tài nguyên, xem thử có trợ giúp gì cho bản thân không, nhưng mà, nếu đã là tài nguyên bình thường, vậy không cần thiết lãng phí thời gian thu thập tài nguyên, vẫn nên để lại cho La Vệ quốc của thế giới đó đi. Theo sự trở về của Vương Bình, hắn được bạch quang bao vây biến mất không thấy, đợi đến lúc ý thức lần nữa rõ ràng, thì đã về tới khách sạn thần thành của thượng giới, không biết, giá trị của quỷ dị này là bao nhiêu điểm tích lũy group Vương Bình Yên lặng mở ra group chat, mở ra phần thưởng tiền lì xì nhiệm vụ đoàn thể của bản thân. Đinh, ở trong nhiệm vụ đoàn thể này giá trị cống hiến của ngài là 98%, đạt được phần thưởng 30 triệu điểm tích lũy group. Âm thanh của hệ thống vang lên, làm cho Vương Bình hơi giật mình. Có 30 triệu thôi, còn ít hơn quỷ dị đoạt xá chủ thần Quang Minh quá nhiều. Vương Bình cao mày, nói thầm, quỷ dị đoạt xá chủ thần Quang Minh kia giá trị cũng 150 triệu điểm tích lũy group, cái này mới giá trị 30 triệu, thật sự là quá ít. Tình huống quỷ dị đoạt xá chủ thần Quang Minh là đặc biệt, sau khi thế giới đó bị hủy diệt, đạt được nhiều căn nguyên thế giới, cho nên mới cho người nhiều điểm tích lũy group hơn. Alpha nhắc nhở, cũng đúng, Vương Bình nhớ tới chuyện này, cũng không so đo nữa, 30 triệu thì 30 triệu đi. Tuy rằng nói, cách chục tỷ điểm tích lũy group mà hắn muốn còn một khoảng cách rất lớn, nhưng tích tiểu thành đại thôi. Kế tiếp, tiếp tục tiến hành mô phỏng trả phí đi, xuất nhiều thiên phú mới một chút, cố gắng mạnh lên, mới là vương đạo. Vương Bình nhẹ nhàng thở ra, thu liễm nỗi lòng, sau đó trong lòng nói, hệ thống Ta muốn tiến hành mô phỏng trả phí đinh, tiêu hao 300 cân thần nguyên hạ phẩm, máy giả lập nhân sinh khởi động, đang soát thiên phú mới, âm thanh của hệ thống vang lên, đinh, soát thiên phú mới thành công, chúc mừng ký chủ thành công soát ra thiên phú màu vàng mới, thư thế chi ác, thiên phú màu đỏ, bằng huyền thể, thiên phú màu vàng, thư thế chi ác, sở hữu thiên phú này, tà ác của ký chủ sẽ trở nên không gì sánh được, đồng thời, cũng có thể thông qua hấp thu ác niệm, cảm xúc tiêu cực trở nên càng lớn mạnh hơn, cho dù là tu vi hay là sức mạnh nhục thể đều có thể tăng mạnh thiên phú màu đỏ băng huyền thể sở hữu thiên phú này ký chủ ở trên băng nhất đạo sẽ đạt được thiên phú nhất định ồ thiên phú màu vàng thứ hai sao vương bình nhìn thiên phú mới soát ra lần này chớp mắt hơi kinh ngạc nhưng mà không phải thiên phú tiêu cực chính diện mà là thiên phú màu vàng có tác dụng phụ cực kỳ mãnh liệt nói cách khác mức độ lớn mạnh này có thể vượt qua cấp bậc thiên phú màu vàng này vương bình nhìn giới thiệu của thiên phú này ánh mắt lóe ra thiên phú này vừa nhìn cũng rất biến thái cũng không biết sau khi sở hữu thiên phú này trong mô phỏng lần này ta có thể đi đến bước nào có thể biết được bao nhiêu bí mật của thế giới này hệ thống ta lựa chọn thiên phú màu vàng thử thế trị ác trong đầu vương bình hiện lên các loại suy nghĩ sau đó không chút do dự đưa ra lựa chọn băng huyền thể đối với hắn hiện tại mà nói chẳng qua là rác thôi tuy rằng nói đánh giá như vậy đối với cơ băng nguyệt sở hữu băng huyền thể mà nói thật sự là không quá hữu hảo rồi đinh thiên phú lựa chọn thành công giả lập nhân sinh bắt đầu âm thanh của hệ thống vang lên vương bình cảm giác ý thức nhoáng lên một cái biết được tiến vào trạng thái mô phỏng nhập vai tùy theo màn hình quang xuất hiện văn tự cũng hiện ra ngày đầu tiên người đã bị ảnh hưởng của thiên phú màu vàng thư thế chi ác trở nên cực kỳ tà ác người bắt đầu mưu lược làm sao mang đến tai ách cho thái nguyên cổ tinh khiến cho người trở nên càng lớn mạnh hơn sau khi ngươi cân nhắc thì tính toán mưu lược rất nhiều việc nhưng mà ngươi cũng không có suy nghĩ lập tức bắt đầu gây rối nếu như vậy rất dễ dàng bị đánh chết ngươi dự định chờ đợi một khoảng thời gian đợi cho bí cảnh đại thánh mở ra cướp lấy thánh dược nâng cao thực lực tới lúc đối mặt với bán thánh cũng có thể thong dong chạy trốn lần nữa bắt đầu gây rối trong nháy mắt tới ngày bí cảnh đại thánh mở ra trong những năm này tuy rằng ngươi không gây chuyện nhưng ác nghiệm trên thái viễn cổ tinh cảm xúc tiêu cực vốn cũng rất nhiều cũng không cần ngươi chủ động đi châm ngoài cái gì vì thế tu vi của ngươi thoải mái tăng lên tới cấp bậc bán bộ thần quân cảnh thời gian ngắn ngủi trăm năm ngươi cũng chưa làm cái gì tu vi đã tăng vọt đến cấp bậc này không thể không gọi là khủng bố nhưng mà vì ảnh hưởng của thiên phú này Ác niệm của ngươi cũng trở nên ngày càng khủng bố, cả người trở nên cực kỳ tà ác, đã hơi không cách nào kiềm chế. Lúc này, ngươi đã hiểu được sự khủng bố của thiên phú này, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở nên không phải là bản thân nữa, nhân cách biến thành ác thuần túy, chỉ còn lại bản năng làm ác. Chỉ là, mặc dù ngươi có lòng muốn dừng lại, nhưng đây đã không phải chuyện ngươi có thể ngăn cản, ngươi chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể hóa thành ác thuần túy, không thể dừng lại. Đối với điều này, trong lòng ngươi cực kỳ hoảng sợ, sợ hãi nhân cách của bản thân dùng loại phương thức này biến mất. Sau khi ngươi cân nhắc, cảm thấy nhập thánh có lẽ có khả năng ức chế này ác niệm kinh khủng này nhất định vì thế người vẫn dự định tiến vào bí cảnh cướp lấy thánh dược lần này người vẫn tham dự đại chiến chỉ là lần này người quá mức cuồng bạo dưới sự đánh lén kích phát hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn trực tiếp giết chết cường giả thần quân cảnh đại viên mãn của trương gia chấn động mọi người sau khi giết chết cường giả thần quân cảnh của trương gia bởi vì cảm xúc tiêu cực của hắn trước khi chết biến thành người lại mạnh lên tại chỗ đột phá tới thần quân cảnh đại chấn động mọi người thiên kiếp khủng bố giáng xuống thiên kiếp lần này cũng không phải thiên kiếp bình thường mà là thiên kiếp huyết sắc thiên kiếp giáng xuống dọa tới mức tất cả cường già chạy trốn sợ bị lan đến mà bí cảnh đại thánh cũng coi như là bị trở ngại bị thiên kiếp trực tiếp nổ nát người gian nan chống đỡ thiên kiếp thiên kiếp này tự hồ chính là thiên kiếp biến dị vì giết chết tồn tại tà ác như người mà hiện ra quá mức khủng bố cho dù là ngươi cũng khó lòng chống đỡ nhưng mà thủ đoạn của ngươi kinh người trực tiếp lợi dụng thiên phú màu tím con dối thế thân buộc định một cường giả thần quân cảnh đại viên mãn làm cho hắn chịu cho ngươi một lần tổn thương chí mạnh, cuối cùng chống đỡ được, như vậy, ngươi trở thành cường giả thần quân cảnh, sau khi đột phá tới thần quân cảnh, ác niệm của ngươi càng mạnh, đánh mất hơn phân nửa nhân cách, ngươi cười lớn giết tới cường giả thần quân cảnh khác trong bí cảnh đại thánh, ngươi đột phá tới thần quân cảnh, là tồn tại giống như vô địch, cường giả thần quân cảnh khác đối với ngươi mà nói, chẳng qua giống như gà con, bị ngươi dễ dàng hành hạ đến chết, theo người ngươi giết càng nhiều, lượng lớn cảm xúc tiêu cực, ác niệm hội tụ mà đến, khiến cho ngươi trở nên càng lớn mạnh hơn sau khi giết sạch nhóm người này người lại giết tới ngoại giới người truyền bá khủng bố phóng thích ác ý vô tận hiệu quả che giấu của thiên phú màu vàng thử thế chi ác cũng xuất hiện khu vực bị ác ý của người bao trùm tất cả mọi người đều điên cuồng bắt đầu tàn sát lẫn nhau trong đó ngay cả cường giả thần quân cảnh đại viên mãn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi sau khi bị lĩnh vực ác ý bao trùm cũng rơi vào điên cuồng bị ác niệm chi phối thậm chí ngay cả bán thánh cũng bị ảnh hưởng chỉ có thể toàn lực áp chế ác niệm non nửa thái nguyên cổ tinh trở nên hỏng bét hơn nữa còn có xu thế nhanh chóng mở rộng mà tu vi của ngươi cũng ở trong quá trình tăng lên như bay dễ dàng từ mới bước vào thần quân cảnh tăng lên tới cấp bậc thần quân cảnh đại viên mãn thiên phú màu vàng thư thế chi ác này cũng quá mãnh đi vương bình nhìn nội dung văn tự mô phòng lần này cả người đều kinh ngạc định mệnh trước đó hắn ở thời đại mạt pháp tu hành gian nan cỡ nào đây còn là dưới điều kiện tiên quyết hắn sở hữu thời không đại thể bản không nguyên vẹn tu hành đã gian nan vậy càng đừng nói đến những người khác nhưng mà sau khi sở hữu thiên phú màu vàng thử thế chi ác này dưới tình huống hơi trói buộc tay chân bản thân tu vi vẫn cọ cọ tăng lên lúc này mới thời gian trăm năm đã trực tiếp tăng lên tới bán bộ thần quân cảnh ở trong bí cảnh sau khi bắt đầu giết người lại ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cấp bậc thần quân cảnh đại viên mãn hơn nữa lĩnh vực ác ý gì đó bao phủ ngay cả thần quân cảnh đại viên mãn cũng sẽ rơi vào trong ác niệm ngay cả bán thánh cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ quá mức khủng bố thiên phú màu vàng thử thế chi ác này quả thực là khủng bố như vậy nếu theo hắn phát triển tuyệt đối có thể lan đến cả thượng giới, trở thành boss lớn siêu cấp. Đáng tiếc, tác dụng phụ của thiên phú này cũng rất dọa người, trực tiếp đánh mất nhân cách, trở thành ác tuyệt đối. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hấp dẫn sự chú ý của đám lão quái vật chân chính, sau đó đột tử tại chỗ. Vương Bình lại lắc đầu, không nhịn được cảm thán, nhìn thấy kết cục, quái vật không có lý trí, tuy rằng đáng sợ, nhưng muốn tiêu diệt nó, chỉ cần sở hữu sức chiến đấu đủ lớn mạnh, cũng không tính là khó khăn, chỉ có thể nói, tính phát triển của thiên phú màu vàng thử thế chi ác này tuyệt đối là cấp bậc đặc biệt đều mạnh hơn rất nhiều năng lực quỷ dị nhưng khuyết điểm của hắn cũng quá rõ ràng có lẽ cũng chính vì những khuyết điểm này nó mới là thiên phú màu vàng mà không phải thiên phú rất cao cấp nhỉ lúc vương bình cân nhắc văn tự mô phỏng vẫn đang tiếp tục hiện lên tình huống dị thường của thái nguyên cổ tinh rốt cục đã thu hút sự lực chú ý của các lão quái vật bọn họ nhìn ra tính nguy hiểm của ngươi vì thế có thánh nhân xuất thế một thánh nhân tuổi già xuất thế muốn chấn áp ngươi chỉ là cho dù là thánh nhân cũng bị ác niệm ảnh hưởng phải vừa chấn áp ác niệm của bản thân vừa cùng ngươi tiến hành đại chiến mà tu vi của ngươi đạt tới cấp bậc thần quân cảnh đại viên mãn thân thể cũng lớn mạnh tới cực điểm cộng thêm tu hành đạo thiên đế kinh một tay pháp tác không gian và thần thông không gian cực kỳ lớn mạnh dưới tình huống như vậy ngươi vẫn kiên cường còn sống ở trong tay thánh nhân tuy rằng vẫn bị treo lên đánh nhưng thánh nhân tuổi già cũng không cách nào giết chết ngươi mà thực lực của ngươi vẫn tăng trưởng rất mạnh tiếp tục như vậy thánh nhân tuổi già này sớm muộn cũng sẽ bị ngươi chém giết hoặc là bị ác niệm ăn mòn một màn này rung động tới lão quái vật khác bọn họ cũng hơi ngồi không yên muốn xuất thế cùng nhau chấn áp ngươi chỉ là khi bọn họ chuẩn bị xuất thế tồn tại càng thêm khủng bố ra tay lúc trước từng đánh bay đạo thiên đế binh đã sớm chú ý tới ngươi khi ngươi luyện hóa cường giả khủng bố lúc ngươi độ thiên kiếp huyết sắc hắn đã phát hiện dị thường của ngươi ngươi thân có đủ thời không đại thể nhưng khí tức tà ác trên người làm cho hắn kiêng kỵ cho nên hắn dối dám cần bắt ngươi đi luyện hóa hay không nhưng mà hiện giờ tính nguy hiểm mà ngươi bày ra quá mức khủng bố mặc dù hắn không luyện hóa ngươi cũng phải chấn giết ngươi phòng ngừa ngươi nguy hiểm đến cho hắn theo cường giả khủng bố này ra tay ngươi trực tiếp dễ dàng bị đập chết chẳng qua tuy rằng ngươi bị đập chết nhưng bởi vì nguyên nhân ngươi có phục sinh phù lần nữa sống lại chỉ là sống lại cũng vô dụng ngươi lại bị đập chết bởi vì sự tử vong của ngươi mô phỏng này chấm dứt văn tự mô phỏng tới đây thì ngừng lại trong đầu vương bình cũng xuất hiện một vài hình ảnh mặc dù là hình ảnh vương bình cũng có loại cảm giác bị ác ý cảm nhiễm chỉ là cũng không mãnh liệt may mắn đây là máy giả lập nhân sinh từng tối ưu hóa nói cách khác thật sự phải gặp chuyện không may luồng ác niệm này quá mức khủng bố rất lâu sau vương bình thoát khỏi hình ảnh sau khi nhìn thấy một màn vương bình mô phòng bị đập chết thì thoát khỏi trạng thái mô phòng nhập vai thở hồn hển cực kỳ rung động thiên phú thử thế chi ác này tuyệt đối không thể đụng vào vương bình thì thào tự nói tuy rằng trước kia hắn biểu thị sự tôn kính nhưng không muốn đến gần loại thiên phú có tác dụng phụ mãnh liệt này nhưng thiên phú màu vàng này quá mức khủng bố cũng có hấp dẫn lực không hiểu phải cảnh giác mới được đinh phần thưởng tạo ra thành công ký chủ có thể từ trong phần thưởng bên dưới lựa chọn một hạng mục một tu vi thần quân cảnh đại viên mãn sức mạnh thử thế chi ác đoạt được lựa chọn cần cẩn thận hai thiên phú màu vàng thử thế chi ác ba một thánh khí ngẫu nhiên bốn thiên phú màu đỏ bằng huyền thể có vẻ phần thưởng lần này chỉ có thể lựa chọn thánh khí sau khi vương bình nhìn danh sách phần thưởng bất đắc dĩ lắc đầu lần này xuất hiện thiên phú màu vàng xem như trong mô phỏng sướng một trận tốc độ phát triển vô địch nhưng phát triển của biết được tương lai không như hắn dự đoán biết được rất nhiều bí ẩn thật sự là đáng tiếc chỉ có thể nói khuyết điểm rất rõ ràng chết quá nhanh đương nhiên vẫn biết được một tình báo đó là cường giả khủng bố kia ở mốc thời gian này cầu trên thánh nguyên cổ tinh tên này thật sự là giả heo ăn thịt hổ rõ ràng mạnh như vậy còn cầu như vậy vương bình không nhịn được thầm mắng một câu người rõ ràng càng cầu hơn đi còn không biết xấu hổ nói người khác giọng nói của alpha đột nhiên vang lên khụ khụ vương bình ho nhẹ một tiếng hơi xấu hổ được rồi hắn quả thực càng cầu hơn một chút hệ thống ta lựa chọn ba một thánh khí ngẫu nhiên vương bình nói sang chuyện khác trong lòng nói đinh phần thưởng lựa chọn thành công âm thanh của hệ thống vang lên sau đó vương bình cảm giác được trong không gian chữ vật của bản thân có thêm một thánh khí thánh khí này là một y bào màu trắng hiển nhiên là thánh khí loại hình phòng ngự hai thánh khí trên người thánh nhân bình thường cũng không xa xỉ như hắn nhỉ dù sao thánh nhân bình thường cũng chỉ có một thánh khí không cách nào so với chân thần như hắn tiếp theo hệ thống tiếp tục tiến hành mô phỏng trả phí đi vương bình lắc đầu một cái rồi lầm bầm nói thật thiên phú màu vàng thử thế chi ác không đạt được hiệu quả mà hắn muốn thật sự rất đáng tiếc mà đợt sống này lại tương đương với việc hắn tiêu hao không ít vận may hắn cũng hoài nghi là sắp tới hắn lại phải tiếp tục gặp xui xẻo nữa rồi đinh tiêu hao 300 cân thần nguyên hạ phẩm khởi động máy giả lập nhân sinh đang đổi mới thiên phú âm thanh hệ thống vang lên đinh đổi mới thiên phú thành công chúc mừng ký chủ đã thành công đổi mới ra thiên phú màu tím khí vận không ổn định và thiên phú màu đỏ bằng huyền thể với thiên phú màu tím khí vận không ổn định có thiên phú này số mệnh của ký chủ sẽ lúc cao lúc thấp lúc cao thì có thể sánh bằng một số nhân vật chính của thời đại lúc thấp nhất thì có thể sẽ trở thành con chốt thí thiên phú màu đỏ bằng huyền thể cái thiên phú màu tím khí vận không ổn định này cũng khá thú vị vương bình vuốt cầm hơi kinh ngạc lại là loại thiên phú đặc thù này sao giới hạn trên của nó vượt qua cả cấp bậc thiên phú của nó dĩ nhiên giới hạn cuối cũng là một cái hố ban đầu vương bình rất tin tưởng vào hiên phú màu đỏ máy tiến hóa không ổn định nhưng kết quả là nó như đồ bỏ đi chẳng mang lại hiệu quả gì nhiều tính đến hiện tại thiên phú màu đỏ máy tiến hóa không ổn định vẫn chưa hoàn toàn được kích hoạt dẫu sao tiếp xúc với cấp bậc vật phẩm càng cao thì càng khó kích hoạt mà cho dù kích hoạt thì tỷ lệ thành công cũng thấp đến đáng thương có thể nói thiên phú này đã bị loại bỏ hoàn toàn không biết cái thiên phú màu tím khí vận không ổn định này có thể làm ta ngạc nhiên mừng rỡ được không dĩ nhiên cho dù là khiến ta ngạc nhiên mừng rỡ thì ta cũng không dám chọn nó làm phần thưởng bởi món đồ không ổn định thật sự quá bẫy ai mà biết nó có lừa chết ta không hệ thống ta chọn thiên phú màu tím khí vận không ổn định vương bình lầm bầm một tiếng rồi đưa ra lựa chọn còn về thiên phú màu đỏ băng huyền thể mặc dù thiên phú này đã được đổi mới liên tục hắn cảm giác luôn có loại muốn thể hiện sự tồn tại của mình nhưng hắn lại chẳng thấy hứng thú với nó mà nhìn đinh lựa chọn thiên phú thành công máy giả lập nhân sinh bắt đầu âm thanh hệ thống vang lên ý thức của vương bình thoáng một cái tiến vào trong trạng thái mô phòng sau đó màn hình xuất hiện dòng chữ hiện lên ngày đầu tiên ngươi chọn đi tới bạch viêm thần giáo để bồi dưỡng tình cảm với lâm thanh hòa hắn phải đợi đến khi đã vun đắp được tình cảm rồi mới vạch trần chân, chân tướng giúp lâm thanh hòa thoát khỏi bể khổ trong chớp mắt đã trôi qua gần trăm năm trong trăm năm này vận khí của ngươi cũng không thay đổi là bao điều này làm ngươi cảm thấy hoài nghi không biết thiên phú màu tím khí vận không ổn định có mất hiệu lực hay không dĩ nhiên ngươi cảm thấy thiên phú màu tím khí vận không ổn định khó có khả năng bị mất đi hiệu lực đại khái là do ngươi cứ mãi ở trong bạch viêm thần giáo nên thiếu điều kiện kích hoạt dẫu sao cho dù là đường khí vận trừ phi là khí vận kinh khủng tới mức cực điểm không thì cũng phải nói trước đạo lý không thể có việc ngươi chẳng làm gì chỉ chui rúc vào một số là lập tức có vô số cơ duyên chủ động dâng tới cửa hoặc là khí vận thấp nhưng dưới tình huống không có điều kiện để giết chết ngươi kẻ địch xuất hiện một cách mặc danh kỳ diệu và giết chết ngươi bạn đang xem ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mặc dù nói hai trường hợp này vẫn có thể xảy ra trong tình huống cực đoan nhưng xác suất xảy ra loại chuyện đó vẫn tương đối thấp sau khi bí cảnh đại thánh mở ra người lập tức hành động lần này cho dù không kích hoạt hiệu quả của thiên phú màu tím vô tận chi nhẫn mà vẫn có thể ung dung cướp lấy thánh dược và thư thả rời đi sau khi thoát khỏi bí cảnh đại thánh ngươi trở lại bạch viêm thần giáo tiếp tục tu hành thuận tiện dạy dỗ lâm thanh hòa tu hành để bồi dưỡng tình cảm hai bên cứ như vậy lâm thanh hòa dần xem ngươi là nhân vật giống như sư tôn thậm chí còn hết sức ngưỡng mộ ngươi trong nháy mắt đã qua tiếp gần ngàn năm nhờ vào sự hỗ trợ của thánh dược mà tu vi của ngươi lặng lẽ tăng lên tới cấp bán bộ thần quân cảnh đạt đến cấp bán bộ thần quân cảnh ngươi đã là tu sĩ không sợ những vị bán thánh trở xuống cho dù có đối mặt với những cường giả thần quân cảnh yêu nghiệt kia ngươi cũng có thể dựa vào quy tắc không gian mà thong thả rời đi vì thế ngươi cảm thấy thời cơ đã chín mùi cũng là lúc ngươi bắt đầu hành động ngươi trực tiếp ra tay với sư tôn của lâm thanh hòa người đang giam giữ tu vi của nàng ép nàng nói ra chân tướng năm đó khiến lâm thanh hòa ngỡ ngàng hơi khó tin nhưng khi ngươi buộc chuyển ký ức trong đầu sư tôn của lâm thanh hòa vào đầu nàng lâm thanh hòa hoàn toàn im lặng nàng cảm thấy hơi suy sụp tại đây nàng cảm nhận được lòng người hiểm ác đồng thời nàng cũng hỏi ngươi tại sao lại giúp nàng ngươi tiếp cận nàng với mục đích gì lần này ngươi đưa ra câu trả lời ngươi tình cờ phát hiện trong người lâm thanh hòa có nốt tên ma thể cho nên muốn quan sát xem nàng có làm hại thế gian hay không rồi quyết định bồi dưỡng hoặc là giết chết trước nhưng qua nhiều năm tiếp xúc như vậy ngươi nhìn thấu lâm thanh hòa cũng không phải là hạng người tà ác gì cho nên ngươi chân chính xem nàng là học trò còn về thân thế của lâm thanh hòa ngươi chỉ tình cờ biết được nên muốn để nàng nhìn thấy rõ bộ mặt thật của bạch viêm thần giáo nghe câu trả lời của ngươi lâm thanh hòa kinh ngạc không ngờ chuyện nàng nuốt tiền ma thể đã sớm bị bại lộ sau đó trong lòng nàng tỏ vẻ xúc động lòng quý mến của nàng dành cho ngươi đã tăng lên không cách nào kìm lại nàng cũng xem ngươi là chỗ dựa duy nhất của nàng cuối cùng lâm thanh hòa giết chết sư tôn của nàng mà ngươi cũng hỗ trợ lâm thanh hòa tàn sát bạch viêm thần giáo sau đó các ngươi lấy hết tài nguyên của bạch viêm thần và rời khỏi chỗ đó khi tin tức về việc bạch viêm thần giáo bị tàn sát chỉ trong một đêm được truyền đi toàn bộ nội vực đều chấn động ngay cả các thế lực trung vực đều cảm thấy khá kinh ngạc dẫu sao dù bạch viêm thần giáo không mạnh bao nhiêu nhưng dù gì cũng có cường giả thần quân cảnh chấn giữ thế lực cuối cùng lại bị người ta lặng lẽ xóa sổ chỉ trong một đêm có thể xóa sổ bạch viêm thần giáo chỉ trong một đêm thực lực để làm được chuyện này ít nhất cũng phải đạt thần quân cảnh tầng bảy trở lên mà tu vi như vậy hiện cũng không có nhiều ở thái nguyên cổ tinh trong nháy mắt lại qua thêm một khoảng thời gian ngươi cũng nhớ tới việc cơ băng nhan sẽ phi thăng cho nên người bay tới điểm nằm vùng nội bộ để nghênh đón nàng chẳng qua là ngươi đã ở lại cơ sở ngầm nhằm quan sát suốt mấy chục năm mà vẫn không phát hiện cơ băng nhan phi thăng thượng giới điều này khiến ngươi nảy sinh một nghi vấn chẳng lẽ cơ băng nhan không phi thăng thượng giới sao hay là lúc nàng phi thăng đã xảy ra biến cố gì rồi chết ở lối đi phi thăng hay là bị người của cơ gia đón đi rồi mặc dù trong lòng ngươi hoài nghi nhưng cũng không quá để ý dẫu sao mặc dù ngươi muốn chăm sóc cho cơ băng nhan nhưng trong lần mô phòng này mục đích chủ yếu của ngươi cũng không phải là chuyện này trong chớp mắt lại qua hơn 500 năm trong hơn 500 năm này ngươi vẫn luôn bồi dưỡng lâm thanh hòa vì thế dưới sự giúp đỡ của ngươi lâm thanh hòa đã tiếp nhận tiên ma thể mà nàng nuốt từ đó tu vi cũng đạt tới cấp thần quân cảnh mà ngươi ở trên thái nguyên cổ tinh cũng lập được danh hiệu thần quân liệt ma mặc dù chỉ là tu vi bán bộ thần quân cảnh nhưng ngươi đã thể hiện ra ngoài là có thể giết chết được tu sĩ tả đạo mà ma tu cấp thần quân cảnh có thể nói là ngươi rất mạnh do ngươi chỉ san giết tả ma ngoại đạo cho nên được rất nhiều tu sĩ ca tụng nhưng ngươi cũng không thèm để ý đến cái hư danh này mà tiếp tục bồi dưỡng lâm thanh hòa còn ngươi những năm này cũng kích hoạt hiệu quả của thiên phú màu tím khí vận không ổn định và ngươi trở nên rất may mắn ngươi lấy được qua một phần bản đồ không hoàn chỉnh phần phần bản đồ không hoàn chỉnh này có ghi lại một phần truyền thừa đế kinh ngoài cái này ra cũng có lúc ngươi gặp chuyện vô cùng xui xẻo suýt chút nữa đã chết không ai hay rồi không thể không nói cái thiên phú màu tím khí vận không ổn định này thật sự vừa nguy hiểm vừa có lợi nhưng đây chỉ là ở trong mô phòng thực tế thì ngươi chắc chắn sẽ không chọn thiên phú này không lâu sau ngươi tính toán thời gian biết nhược lan tiền bối xuyên việt sẽ hợp lực với thánh giả nhạc viên cùng đi đến thánh nguyên cổ tinh để giết ngươi vì thế ngươi chọn xuống hạ giới muốn mượn vũ khí bổn mạng của hắc uyên ma tôn hắc uyên ma thương để giết ngược lại họ sau khi ngươi đi tới hạ giới ngươi đã đi tới thái sơ cấm địa khi ngươi đi tới thái sơ cấm địa rồi ngươi bắt đầu sử dụng chìa khóa được tạo thành bởi một viên thiên ma thạch mà hắn lấy được từ chỗ lão tổ thanh nguyên thần giáo để tháo gỡ phong ấn của hắc uyên ma thương người nghĩ là đã tháo gỡ phong ấn rồi nhưng khi tiến hành thu phục món vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương này kết quả lại khiến người trầm mặc vì hắc uyên ma thương không chịu khuất phục trước ngươi ngược lại là ngay khi nhìn thấy lâm thanh hòa nó đã chủ động khuất phục với lâm thanh hòa hiển nhiên hắc uyên ma thương đã nhìn thấu việc lâm thanh hòa nuốt tiên ma thể cảnh tượng này là mặt mũi ngươi giật giật rất cạn lời ngươi biết nếu như có lâm thanh hòa ở đây truyền thừa của hắc uyên ma tôn hẳn là sẽ không có duyên với ngươi đại khái là nó thuộc về lâm thanh hòa dĩ nhiên thông qua phát triển bình thường Ngươi hoài nghi rằng Hắc Uyên Ma Thương và truyền thừa của của Hắc Uyên Ma Tôn vốn dĩ là được chuẩn bị cho Lâm Thanh Hòa, người mang đại khí vận nuốt tiền ma thể. Lần này, người hơi bất lực, nhưng cũng không quá xoắn xuýt. Dẫu sao, mục đích chuyến đi lần này của ngươi chính là để tìm được cách đối phó với hai tôn thánh nhân. Tiếp theo, ngươi đang suy nghĩ có nên trở về thượng giới không, để Lâm Thanh Hòa mượn lực lượng của vũ khí chí tôn nhằm chống lại thánh nhân Nhược Lan, tiền bối xuyên việt và giết hại nhạc viên. Đối với việc trở lại thượng giới, người hơi chần chừ. Dẫu sao, món vũ khí chí tôn hắc uyên ma thương thật sự quá quý giá một khi bại lộ thì rất có thể sẽ bị những lão quái vật ẩn cư kia truy sát hơn nữa do nó là ma khí nên những lão quái vật kia rất có thể sẽ nhân danh đại nghĩa mà trấn áp ngươi và lâm thanh hòa đến lúc đó chuyện lâm thanh hòa nuốt tiên ma thể hẳn là cũng sẽ bị bại lộ tuy nhiên nếu đối đầu ở hạ giới thì toàn bộ tử linh giới sợ là sẽ bị đánh bay dẫu sao ngay cả một lực lượng cấm khí tử linh giới cũng không gánh nổi đừng nói gì là trận giao chiến giữa thánh nhân và vũ khí trí tôn đến lúc đó chỉ sợ dư âm sẽ khiến tử linh giới bị hủy diệt đến mức không còn sót lại mảnh vụ nào chuyện này là chuyện chắc chắn tuyệt đối dẫu sao chỉ với ma khí được giải phóng từ hắc uyên ma thương cũng đủ để hủy diệt từ linh giới và huyết ma giới Chưa nói gì đến việc bộc phát uy năng thật sự dòng chữ mô phòng chạy đến đây thì ngừng lại trong đầu của vương bình cũng xuất hiện đủ loại hình ảnh và cảm ngộ tu hành tu vi cũng được thăng lên bán bộ thần quân cảnh đến tình tiết nhánh rồi sao vương bình liếc nhìn xung quanh rồi âm thầm suy nghĩ cái này chắc chắn là không còn sự lựa chọn nào khác dẫu sao tới thượng giới dù có thể đánh bay đế binh của lão quái vật nhưng cũng sẽ chịu kết cục bị lôi ra và phải chết mặc dù thiên phú màu tím khí vận không ổn định có thể sẽ cứu được một đợt nhưng mà thật sự rất khó cứu xác suất kích hoạt cũng thấp sau khi vương bình suy tính hắn vẫn cảm thấy phải đánh trận đại chiến ở hạ giới mới được mặc dù có hơi có lỗi với tử linh giới nhưng đây chỉ là một phòng để tìm đường nên cũng chỉ có thể làm như vậy bây giờ hắn chỉ muốn biết liệu lâm thanh hòa nắm giữ vũ khí trí tôn có thể đối đầu với hai tôn thánh nhân không nếu có thể vậy thì sau này xem như có đường sống rồi nếu không thể vậy vương bình cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác để phá vỡ cục diện hệ thống tu nhanh cho ta nghĩ đến đây vương bình nói ở trong lòng khi người suy tính xong quyết định chọn đối đầu tại hạ giới cũng chính ngay khi lâm thanh hòa bỏ ra vài ngày để thu phục và thành công nhận chủ với hắc uyên ma thương rồi tiến hành thử phát huy uy năng này thì hai luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở từ linh giới bọn họ vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt người thay đổi bởi vì hai vị thánh nhân nhược lan tiền bối xuyên việt và giết hại nhạc viên này không có ý định che giấu khí tức mà muốn trực tiếp hủy diệt từ linh giới nhân tiện giết chết ngươi khí tức thánh nhân thật sự quá kinh khủng hoàn toàn không phải là thứ mà hạ giới có thể chịu được được cho dù thánh nhân không ra tay chỉ với uy áp cũng đã có thể giết chết toàn bộ sinh linh ở từ linh giới trong đó có diệp tiểu phàm và đám người trương hổ từ thế giới này cũng không may gặp nạn còn thái vĩnh long vì được người dẫn theo bên người để ngăn chặn rủi ro có thể xảy ra trong việc thu phục hắc uyên ma thương nên hắn may mắn tránh khỏi tai nạn với sự hủy diệt của từ linh giới hai vị thánh nhân nhược lan và giết hại nhạc viên đã phát hiện lối vào thái sơ cấm địa nên họ lựa chọn tiến vào bên trong khi cả hai tiến vào họ dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi sau đó nhược lan lập tức cho các ngươi nhận lấy cái chết nàng trực tiếp sử dụng toàn bộ lực lượng thánh nhân mà không hề có ý định nương tay lần này vẻ mặt của lâm thanh hòa trở nên nghiêm trọng nàng trực tiếp đứng ra kích hoạt uy năng của vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương để đỡ lấy đòn này điều này làm hai vị thánh nhân nhược lan và giết hại nhạc viên đều để lộ vẻ mặt kinh ngạc sau đó họ bắt đầu nảy sinh sự tham lam dẫu sao vũ khí trí tôn là món đồ quý giá nếu bọn họ cướp đoạt được nó vậy nó sẽ trở thành lá bài tẩy mỗi khi bọn họ gặp phải một người cục mạnh có thể vượt cấp mà đánh sau đó nhược lan cười lạnh lùng một tiếng thể ý dù vũ khí trí tôn có mạnh đến giường nào cũng không thể giống như đế binh cho dù người điều khiển có chết thì nó vẫn có thể tiếp tục chiến đấu một cách độc lập bộc phát ra hầu hết lực lượng món vũ khí trí tôn thì giống như thánh khí vậy nó cũng dựa vào tu vi của người sử dụng mà phát huy lực lượng đối mặt nhược lan đang từng bước ép sát bọn họ lâm thanh hòa vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nàng bày tỏ giết người là đủ rồi sau đó lâm thanh hòa chủ động tiến đánh nàng cầm hắc uyên ma thương lao tới tấn công hai vị đại thánh giả với ý định phải giết hoàn toàn hai vị đại thánh giả này đối mặt tay với lâm thanh hòa cầm trên tay vũ khí trí tôn đen uyên ma bắn chết tới thánh nhân nhược lan và giết hại nhạc viên đều lộ vẻ mặt nghiêm túc mặc dù cả hai người đều buông những người độc ác nhưng thực tế thì cả hai đều hiểu vũ khí trí tôn vốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào cho dù là thánh nhân thì cũng phải cẩn thận nếu không sẽ có nguy cơ ngã xuống dù lâm thanh hòa đang cầm vũ khí trí tôn lao tới chỉ đạt tu vi thần quân cảnh tầng ba và nàng chỉ có thể phát huy một phần rất nhỏ lực lượng của vũ khí trí tôn nhưng cũng không nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện ngăn cản nhưng bọn họ là thánh nhân tốc độ lực lượng tốc độ phản ứng và các phương diện khác đều lấn át lâm thanh hòa chỉ cần không phải đối đầu trực diện với vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương thì việc muốn cùng đánh một trận cũng không phải là chuyện không thể chẳng qua là thánh nhân nhược lan và giết hại nhạc viên rõ ràng đã là đánh giá thấp sự kinh khủng của hắc uyên ma thương hắc uyên ma thương cũng không phải là vũ khí trí tôn bình thường nó chính là ma khí hung tàn cũng là ma khí bổn mạng của hắc uyên ma tôn người đã đánh một trận kinh khủng với thanh trúc đại đế uy năng và linh tính của nó tất nhiên không phải là thứ có thể so sánh được với vũ khí trí tôn bình thường vì thế khi vũ khí trí tôn hắc uyên ma thường phát huy uy lực cái tu vi thánh nhân mà nhược lan và giết hại nhạc viên cho là đáng kiêu ngạo đều là chó má hết lúc này họ trực tiếp bị đánh hay ra ngoài bởi phạm vi đòn tấn công suýt chút nữa là trực tiếp tan thành mây khói rồi điều này làm hai người vô cùng sợ hãi bọn họ đã đánh giá thấp sự kinh khủng của vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương cho dù người cầm vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương là lâm thanh hòa một con kiến hôi thần quân cảnh nhưng chính lực lượng của vũ khí trí tôn là thứ mà không phải hai vị thánh nhân như họ có thể ngăn cản mà ngươi khi thấy hai đại thánh giả trở nên chật vật vì bị lâm thanh hòa dùng vũ khí trí tôn hắc uyên ma thương hành hung ngươi cũng rất kinh ngạc không ngờ vũ khí trí tôn lại mạnh như vậy đồng thời ngươi lại cảm thấy đáng tiếc ngươi đã nghĩ về món vũ khí trí tôn này rất lâu nhưng lại không thể rơi vào tay ngươi thật sự khiến người ta đành chịu lúc này thánh nhân Giết hại nhà phiên nhận thấy tình thế không ổn, cũng không có ý định mạo hiểm tính mạng, nên nàng trực tiếp cao chạy xa bay, để vị tiền bối xuyên Việt Nhược Lan ở lại đó. Điều này làm Nhược Lan tức giận mà la làng lên. Mặc dù hai người chỉ là mối quan hệ hợp tác, nên việc đối phương chạy trốn cũng là chuyện rất bình thường, nhưng nó không thể cản nàng mắng chửi. Thấy Nhược Lan đứng dậy mà thờ hồn hền, người cũng trở nên thả lòng hơn, rồi chế nhạo Nhược Lan không ngờ cũng có ngày trở thành con mồi. Nghe vậy, Nhược Lan cười lạnh lùng, tỏ ý ngươi vui mừng quá sớm. Lúc này, Nhược Lan cũng nạn ra một vật, khi ngươi nhìn ra được món vật phẩm này, con người không khỏi co lại, bởi vì món vật phẩm này tỏa ra luồng khí tức giống như vũ khí chí tôn vậy, và rõ ràng nó là một món vũ khí chí tôn, chỉ là nó đang trong trạng thái bị phong ấn. Trong chốc lát, ngươi biết mọi chuyện trở nên phiền phức rồi, đồng thời, ngươi cũng đoán được nguồn gốc của món vũ khí chí tôn này. Món này có khả năng cao là vũ khí bổn mạng của tiền bối xuyên Việt có tu vị trí tôn cảnh trong group chat 2. Nếu không thì với năng lực của Nhược Lan, đại khái là nàng không thể nào lấy được một món vũ khí trí tôn, phải nói rằng khả năng lấy được rất thấp nó cũng giải thích một vấn đề alpha bảo rằng vị tiền bối xuyên việt do gặp vấn đề về tuổi thọ nên đã ngủ ly bì trong thần nguyên nay đã thức tỉnh lại biết được chuyện của hắn nên mới cho mượn vũ khí trí tôn nhược lan cười khẩy bày tỏ vốn dĩ nàng không muốn sử dụng vũ khí trí tôn như vậy thì sẽ phải trả cái giá rất đắt nhưng nếu đã nháo đến mức này vậy cũng không thể không dùng trong lúc nói chuyện khí tức của vũ khí trí tôn bắt đầu lan ra chiếu sáng toàn bộ thái sơ cấm địa đồng thời nó cũng đỡ được đòn tấn công của lâm thanh hòa cùng với việc giải phong ấn cho vũ khí trí tôn hai món vũ khí trí tôn bắt đầu va chạm nhau chỉ là tình hình rõ ràng cho thấy vũ khí trí tôn trong tay nhược lan mạnh hơn rất nhiều dẫu sao nhược lan cũng đạt tu vi thánh nhân nàng có thể phát huy được lực lượng của vũ khí trí tôn ở mức độ lớn hơn nên người có tu vi thần quân cảnh tầng 3 như lâm thanh hòa làm sao mà so sánh được cho dù vũ khí trí tôn hắc uyên ma thường có mạnh hơn một chút nhưng chúng đều là vũ khí trí tôn khoảng cách cũng không quá lớn tu vi của người sử dụng được xem là nhân tố quyết định dưới tình huống này cho dù là lâm thanh hòa để quỷ nhập vào người cho tàn hồn của đời trước nuốt tiên ma thể tiếp quản lấy thể xác cũng vô ích ngươi than vãn một tiếng biết lần này lại thua rồi nhưng ngươi không có ý định từ bỏ mà chỉ dẫn lâm thanh hòa trực tiếp tấn công nhật lan bất kể phòng ngự thái vĩnh long đã sẵn sàng sử dụng năng lực bất cứ lúc nào tàn hồn của đời trước đã nuốt tiên ma thể không hiểu nổi ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì nhưng vẫn nghe theo ngươi bắt đầu đánh theo kiểu liều mạng điều này làm Nhược lan kinh nghi bất định nhưng nàng vẫn cười khẩy mặc dù nàng không biết đám ngươi vương bình đang suy nghĩ gì nhưng thân là người chuyển kiếp sống sót đến nay từ trước đến giờ nàng luôn tin vào, vào việc hành động cẩn thận vì thế nàng hoàn toàn không để đám người phương bình có cơ hội đả thương nàng mà định đánh lâm thanh hòa cho tới chết dẫu sao về sử dụng vũ khí trí tôn phải trả cái giá rất lớn cái giá này không phải người có tu vi thần quân cảnh có thể gánh nổi khi tu vi thần quân cảnh tầng 3 sử dụng vũ khí trí tôn có thể chống đỡ cùng lắm chưa tới nửa phút bởi người sử dụng sẽ bị ép cạn pháp lực và lực lượng linh hồn chưa kể lâm thanh hòa đang dùng ma khí hung ác nhược lan tin chắc nếu đánh thận trọng thì chắc chắn nàng sẽ là người chiến thắng sau cùng thấy nhược lan cẩn thận như vậy ngươi cũng bất đắc dĩ cuối cùng mặc dù ngươi lợi dụng năng lực trả thái vĩnh long để gian lận nhưng cuối cùng vẫn vô dụng ba người các ngươi cùng nhau bỏ mạng ở dưới lực lượng của vũ khí trí tôn mà ngươi mặc dù có phục sinh phủ nhưng tất nhiên là nó vô dụng cùng lắm là chết thêm một lần do ngươi chết nên mô phỏng lần này kết thúc dòng chữ mô phỏng chạy đến đây thì ngừng lại trong đầu của vương bình cũng xuất hiện đủ loại hình ảnh và cảm ngộ tu hành cuối cùng bóng người bị chuyển tới thái sơ cấm địa hắn nhìn thấy nhược lan tay cầm vũ khí trí tôn vũ khí trí tôn sao đúng là phiền phức thiệt là mỗi lần bên ta có thánh khí hoặc là vũ khí trí tôn là kẻ địch cũng đều luôn có này không phải là trực tiếp triệt tiêu nhau rồi sao hơn nữa còn vì kẻ địch có thực lực mạnh hơn mà rơi vào tình thế xấu vương bình lắc đầu rồi bắt đầu phàn nàn một câu dĩ nhiên vương bình cũng chỉ phàn nàn một chút mà thôi nếu như bên hán không có vũ khí trí tôn mà bên kẻ địch có cho dù tu vi có cao hơn một chút thì cũng chịu kết cục bị người ta dùng vũ khí trí tôn giết ngược lại món đồ chơi thánh khí này trước đây là bom nguyên tử người có thể không cần nhưng không thể không có bây giờ đã trở thành vũ khí trí tôn còn vũ khí thánh vương vũ khí đại thánh ách hắn vẫn luôn có cảm giác không tồn tại ánh mắt của vương bình hơi vi diệu hắn thầm than một chút lúc này vương bình cảm thấy ý thức thoáng một cái tầm mắt thay đổi hắn trở lại thế giới hiện thực sau đó âm thanh hệ thống cũng vang lên đinh phần thưởng được tạo thành công ký chủ có thể chọn một trong những phần thưởng sau một tu vi bán bán bộ thần quân cảnh hai thiên phú màu tím khí vận không ổn định ba bản đồ không hoàn chỉnh bốn thiên phú màu đỏ bằng huyền thể năm thần khí bổn mạng thần khí cấp cực phẩm hệ thống ta lựa chọn ba bản đồ không hoàn chỉnh vương bình nhìn mục lựa chọn phần thường suy nghĩ một lúc rồi đưa ra sự lựa chọn tu vu gì chứ chỉ cần dựa theo lộ trình hiện tại mà phát triển bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt được không phải là phần thưởng gì hiếm thiên phú màu tím khí vận không ổn định món đồ này nửa xấu nửa tốt không thể chọn thần khí bổn mạng mặc dù vương bình muốn nhận thần khí cho hứa nghị xem có thể kích hoạt gia tăng gấp bội không sau đó để cho Trương Hạo nhìn thử xem có thể hợp thành thánh khí được không, nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định thôi, sự tồn tại của món đồ này hiện không thay đổi được gì, nó chẳng phải là vật cần thiết, còn bản đồ không hoàn chỉnh, nó có thể là vật cần thiết để tìm thấy đế kinh, cũng có thể là một phần chìa khóa, nên vẫn phải là chọn một cái, ngoài cái này ra, tấm bản đồ không hoàn chỉnh này thật ra là có được sau khi kích hoạt thiên phú màu tím, khí vận không ổn định, lần này hắn không chọn thiên phú màu tím, khí vận không ổn định, nên lần sau rất có thể là sẽ không lấy được Dĩ nhiên, cho dù có chọn thiên phú màu tím, khí vận không ổn định, kết quả cũng chưa chắc có thể kích hoạt được hiệu quả, từ đó lấy được phần bản đồ không hoàn chỉnh này. Tiếp theo, Vương Bình cũng ngừng ý định tiếp tục mô phỏng lần hai, dẫu sao việc liên tục mô phỏng sẽ chỉ khiến vận khí càng ngày càng kém, đặc biệt là khi liên tục ra ra tím. Lần này, thay đổi ý nghĩ, không đưa Lâm Thanh Hòa đi xuống hạ giới nữa, ta tự mình đi, để xem có thể đoạt được vũ khí trí tôn không. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.